Chiến trường có linh tai tàn phá bừa bãi, có mê vụ ngăn cản, rất khó nhìn rõ ràng bên trong tình hình chiến đấu. Nhưng là, theo cái kia kinh thiên gào thét, sinh tử báo thù nộ hống, cực kỳ bi thảm trong tiếng kêu, đều có thể nghe được, cái này hai đại tông môn tử chiến thảm liệt. Những cái kia ngã xuống, đều là hoạt bát sinh mệnh. Tuy nhiên Đông Hoàng Tông tạm thời có thể chống đỡ, bất quá nhìn ra được, vạn sơn kết giới đã đang run rẩy, dao động. Một khi có người công phía trên Thánh Sơn, kết giới một phá, chính là tông môn luân hãm. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt tràn đầy tơ máu. Nếu như không phải Vũ Văn Thái Cực, ta lúc này thời điểm cần phải tại giết địch. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Chỉ có thể nhìn, không thể giết, trơ mắt nhìn lấy Đông Hoàng Tông luân hãm, sinh linh đổ thán. Loại cảm giác này, sao mà khó chịu. Nói thật đi, Đông Hoàng Tông đứng trước uy hiếp trước đó, đại bộ phận tông lão đều lựa chọn hắn. Chỉ là Thượng Quan, Triệu Chi Uyên hai người chấp hành thôi. Diệp Thiếu Khanh bất đắc dĩ nói. Không chỉ là Diệp Thiếu Khanh cùng Vũ Văn Thái Cực chênh lệch, càng có cả hai đoàn đội chi ở giữa chênh lệch. Hiện tại tông môn nguy cơ, Vũ Văn Thái Cực ở đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Câu này vừa mới dứt lời thời điểm, giống như Vạn Sơn kết giới bên kia, phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Toàn bộ Vạn Sơn kết giới bỗng nhiên lập lòe lên, biến đến càng thêm hung hãn bạo ngược. Linh tai bao phủ, chỗ đến, thi thể trải rộng. Giết! Chợt nghe càng thêm chấn thiên tiếng la giết âm, loại thanh âm này tràn đầy phẫn nộ, cừu hận, còn có thấy chết không sờn tinh thần. Hiển nhiên, cái này không phải là kẻ xâm lấn thanh âm. Đây là tới tự Đông Hoàng vệ thanh âm. Làm sao có nhiều như vậy Đông Hoàng vệ? Diệp Thiếu Khanh ánh mắt xuyên thấu Vạn Sơn kết giới, rơi vào kết giới trên chiến trường. Không phải phân ra một nửa đi Trầm Uyên chiến trường sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều đến đây, bên kia luân hãm sao? Diệp Thiếu Khanh cau mày nói. Tổng cộng có chừng bao nhiêu Đông Hoàng vệ? Đoán chừng 4 vạn trở lên đều xông vào chiến trường. Vậy nói rõ bên kia tới 20.000 trở lên, nếu như luân hãm, hẳn là sẽ hy sinh rất nhiều a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Bỗng nhiên, Diệp Thiếu Khanh ánh mắt ngưng tụ. Vũ Văn Thái Cực trở về. Vừa dứt lời dưới, một tiếng ầm vang, Vạn Sơn kết giới chấn động phía dưới. Vậy mà bắt đầu có vân tiêu vệ, rút ra kết giới phạm vi. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, chạy trốn mà ra, thậm chí hoảng hốt chạy bừa. Làm người đầu tiên trốn lúc đi ra, rất nhanh liền là thiên quân vạn mã. Có thể nhìn đến, đại đa số vân tiêu vệ cùng cộng sinh thú trên thân, đều có vết máu, có rất ít hoàn toàn không có người bị thương. Tránh thức bị thương nặng, tại lúc rút lui, khẳng định sẽ bị lưu tại kết giới bên trong chiến trường. Giết! Tan tác quân, nhận lấy cái chết. Tiếp xuống tràng diện tương đương rung động, trước đây theo hải lục không ba đường giết đi vào vân tiêu vệ, bây giờ theo ba đường chạy tán loạn. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chiến bại, đoán chừng là chiến lược tính rút lui, cho nên sau khi đi ra, cũng là coi như có thứ tự, mà lại vừa mới lao ra, lập tức kết trận phòng thủ, yểm hộ những người khác rút lui. Trong nháy mắt, 70.000 vân tiêu vệ giết đi vào, chỉ ít có 60.000 đã lao ra ngoài. Chỉ muốn rời đi Vạn Sơn kết giới, không có kết giới linh tai trùng kích, bọn họ cũng không sợ, dù sao chính diện chiến trường, số người của bọn họ vẫn là so Đông Hoàng vệ nhiều. Tại cái kia sau cùng, một đầu đốt cháy to lớn Phượng Hoàng cộng sinh thú đụng đi ra, lăn trên mặt đất, trực tiếp đem rất nhiều mây tiêu vệ đô đè bẹp. Tại cái kia về sau, một bóng người đồng dạng theo Vạn Sơn kết giới bay ra, tại đi ra cái kia nháy mắt, hắn tay bên trong một thanh trắng như tuyết trường kiếm. Vậy mà trực tiếp bật nát. Vân tiêu thánh kiếm nát. Trong lúc nhất thời, cái gọi là vân tiêu vệ đều mộng. Phải biết, đây là bọn họ vân tiêu kiếm phái tông chủ truyền thừa thần binh, hết thảy có 30 đầu thánh thiên văn tồn tại, chính là đỉnh cấp thánh thú binh. Tại bọn họ đờ đẫn trong tầm mắt, tư không kiếm sinh đập xuống đất, hắn ở ngực đã bị mở ra một đạo vết máu. Hắn hiện tại, tóc rối tung, toàn thân nhuốm máu, muốn nhiều chật vật thì có bao nhiêu chật vật. Nơi nào có ngay từ đầu hăng hái. Liền vân tiêu thánh kiếm đều nát. Cái gì binh khí, có thể hủy đi vân tiêu thánh kiếm? Đáp án miêu tả sinh động. Tại cái kia Vạn Sơn kết giới biên giới phía trên, lúc này xuất hiện thiên quân vạn mã, đều là người mặc kim áo giáp màu đen Đông Hoàng vệ. Bọn họ không hề rời đi Vạn Sơn kết giới truy giết địch nhân, dù sao cũng là phòng thủ một phương, tại đối phương vẫn cường thế tình huống dưới, rời đi Vạn Sơn kết giới là không lý trí hành động. Tại Đông Hoàng vệ chen trúc phía dưới, Vũ Văn Thái Cực tay cầm Đông Hoàng kiếm, xuất hiện tại vạn quân trước đó.
hơn 10 cái tông lão, đứng ở sau người. Giờ khắc này hắn, như là đế hoàng. Không hề nghi ngờ, Vũ Văn Thái cực nghịch chuyển chiến cục. Vân Tiêu vệ đi vào 7 vạn người, đi ra còn lại hơn 60.000 một chút, tổn thất to lớn, làm tông chủ Tư Không Kiếm Sinh, không chủ trì đại cục, lại mưu toan giết hại Đông Hoàng Tông đệ tử trẻ tuổi, khó từ tội lỗi. So sánh với, Đông Hoàng Tông tổn thất đại khái chỉ có đối phương 1/3. Thảm như vậy trọng hậu quả, để Vân Tiêu kiếm phái sắc mặt người tương đương khó coi, không hề nghi ngờ, đây là một trận thất bại. Thậm chí, lúc này thời điểm còn có không ít Vân Tiêu vệ, bởi vì Vân Vũ ngăn cản, không có rút khỏi Vạn Sơn kết giới. Vũ Văn Thái cực, để cho ta còn thừa Vân Tiêu vệ đi ra, nếu không. Tư Không Kiếm Sinh đã bị trùng điệp vây quanh bảo hộ, hắn còn chưa nói ra miệng đâu, Vạn Sơn kết giới bên trong, Vũ Văn Thái cực nhân tiện nói. Toàn bộ giết, đem đầu ném ra bên ngoài. Vâng, 40.000 Đông Hoàng vệ, tại không có Mê Vũ ngăn trở tình huống dưới, vây giết đại khái hơn 2.000 không có kịp thời rút khỏi tới Vân Tiêu vệ. Nhân số chênh lệch, căn bản không có lo lắng. Người nào có Vũ Văn Thái cực hung ác? Trong lúc nhất thời, 2.000 người đầu, 2.000 đầu thú, thì cùng mưa đá giống như, bị trực tiếp ném ra ngoài, ném vào Vân Tiêu vệ nhóm dưới chân. Đông Hoàng Tông, lấy Tư Không Kiếm Sinh cầm đầu, Vân Tiêu vệ nhóm tròn mắt tận nứt, dữ tợn gào thét. Bất quá, mưu toàn đổ sát Đông Hoàng Tông, thây nằm 1.000.000 thời điểm, bọn họ có thể thư thản. Tai nạn không buông xuống tại trên đỉnh đầu của mình, thì không biết mình đến cỡ nào ghê tởm. Giờ khắc này Vân Tiêu kiếm phái người, nhìn lấy hơn 2.000 đầu người, tức giận đến thổ huyết. Một đám thánh thiên phủ chó săn, các ngươi không dùng phẫn nộ, không dùng cừu hận. Từ hôm nay trở đi, các ngươi tiến đến bao nhiêu người, thì chết bao nhiêu người. Có ta ở đây một ngày, các ngươi dám can đảm lại bước vào đến một bước, gọi các ngươi, tông môn hủy diệt. Vũ Văn Thái cực thanh âm phủ lên Tư Không Kiếm Sinh thanh âm. Tư Không Kiếm Sinh hận a. Nhưng cái này cũng không cải biến được, hắn đánh không lại tay cầm Đông Hoàng kiếm Vũ Văn Thái cực sự thật. Bực này thần vật, đều có thể dùng để xem như hoàn cảnh chấp trưởng giả thay đổi biểu tượng, phát huy một chút ra lông uy lực, cùng cấp bậc ngự thú sư đều nhìn không được. Hiện tại Đông Hoàng vệ đô ở chỗ này, chứng minh Trầm Uyên chiến trường đã không ai. Nhanh đi Trầm Uyên chiến trường, hỏi hỏi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tư Không Kiếm Sinh tức giận đến phát run. Không cần hỏi. Tin tức vừa truyền đến, Hắc Hậu bị Vũ Văn Thái cực bắt cóc, Hắc Minh Tông bị bức phải lui binh. Quân Niệm Thương đi tới, nói thật, lần này xuất chinh, cơ hồ là chiến bại kết thúc, hắn chỉ sợ càng khó chịu hơn. Hắn có chút chờ không nổi, muốn hủy diệt Đông Hoàng Tông. Hắc Hậu, nàng là kẻ ngu sao? Tư Không Kiếm Sinh khó có thể tin hỏi. Ngươi không phải cũng đánh không lại Vũ Văn Thái cực, Quân Niệm Thương hỏi. Nhưng ta sẽ không bị bắt cóc à? Bị đánh bại đánh giết là một chuyện, bị bắt cóc, ngược lại phiền toái hơn. Hiện tại Đông Hoàng vệ đô qua đến bên này, Trầm Uyên chiến trường bên kia trống rỗng, Minh Hoàng sẽ không dẫn người thừa cơ tiến công sao? Tư Không Kiếm Sinh chất vấn. Ta đã nói với hắn, nhưng Minh Hoàng kiêng kỵ Vũ Văn Thái cực giết vợ. Ta trấn không được hắn, ta đã truyền tin phụ thân ta, các loại phụ thân ta mệnh hắn xuất chiến. Quân Niệm Thương cắn răng nói. Nói thật. Muốn không phải Thánh Thiên Tử mất đi Đông Hoàng Kiếm, hiện tại Đông Hoàng Tông đã thương vong thảm trọng. Đúng, bị ép buộc còn không bằng đi chết, bằng không, Hắc Minh Tông còn muốn bởi vì làm một cái tông chủ, sau đó đều không xuất chiến. Nghĩ hay thật, Tư Không Kiếm Sinh phẫn uất nói. Tại loại này tông môn chi chiến bên trong, tông chủ mặc dù là tối cường giả, nhưng, tổn thất một cái Hắc Hậu, Hắc Minh Tông tổng thể chiến lực tổn thất không lớn. Rút lui trước, tìm Minh Hoàng thật tốt nói một chút. Hắn không buông bỏ Hắc Hậu tánh mạng, không có khả năng. Quân Niệm Thương ánh mắt lạnh lẽo nói. Hắn nhìn thoáng qua Nguyệt Linh Lang quan tài thủy tinh, tim của hắn đã gấp đến độ giống như là bò đầy con kiến. Nhưng là, có thể từng muốn, Minh Hoàng Hắc Hậu, đây chính là mấy chục năm phu thê, người ta ở giữa tình cảm, sẽ kém hắn a. Thánh Sơn. Một lần tông môn chi chiến tẩy lễ, để mỗi một vị Đông Hoàng Tông người, trong mắt đều có không giống nhau nội dung. Kinh lịch sinh tử tồn vong, mới có thể trưởng thành, tránh thức biết được tu hành, ý nghĩa của chiến đấu. Giờ khắc này, đệ tử bên ngoài, Đông Hoàng vệ ở bên trong, trung ương là trưởng lão, điện khanh, phong chủ, hoàng sư chờ chút. Mà tại Thánh Sơn đỉnh phong, 30 vị tông lão tụ tập. Tại mọi người nóng rực trong ánh mắt,
Vũ Văn Thái Cực tại vạn chúng ủng hộ bên trong, ngồi lên Đông Hoàng trên tòa thánh điện tối cao tôn tòa. Trong khi hất lên trường bào, quay người ngồi xuống thời khắc, Đông Hoàng dãy núi phía trên, vô số người cung kính hành lễ. Bái kiến tông chủ. Trong lúc nhất thời, bốn chữ này oanh động Đông Hoàng dãy núi. Đã có ngàn năm, không ai dạng này đối Đông Hoàng tông chủ hành lễ. Đây là Đông Hoàng tông sáng tạo đến nay, cái thứ nhất không họ Lý tông chủ. Đại đa số tâm lý đều là hoảng hốt, mọi người hô, liền cũng theo hô. Dù sao, dẫn đầu là tông lão hội. 30 vị tông lão, đều duy trì ngăn cơn sóng giữ Vũ Văn Thái Cực, leo lên tông chủ ngai vàng, những người khác căn bản không phát biểu tư cách. Lúc này thời điểm, người nào đến nhớ đến Lý vô địch. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Đông Hoàng tông có tông chủ, có Đông Hoàng kiếm. Tiếp đó, mọi người thì triệt để yên tâm đi. Tin tưởng tông chủ, tin tưởng chúng ta chính mình, Đông Hoàng tông đã truyền thừa vạn năm, căn cơ đều chưa từng dao động. Hiện tại có tông chủ tại, chúng ta nhất định có thể vượt qua cửa ải khó, đem những cái kia mưu toan đoạn chúng ta vạn năm truyền thừa ác đồ, phải trả cái giá nặng nề. Vũ Văn Phụng Thiên đứng tại chính mình nhi tử bên cạnh thân, kích tình mênh mông nói. Tuy nói mọi người đều biết, Vũ Văn Thái Cực tính tình như thế nào, hắn trưởng khống toàn cục, đến cùng là tốt là xấu nói không rõ ràng. Mà dù sao, hiện tại là sinh tử tồn vong thời điểm, người nào còn quan tâm Vũ Văn gia chiếm Lý thị thánh tộc truyền thừa đâu. Giờ khắc này, Đông Hoàng tông vạn chúng, chỉ có thể thần phục. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Vũ Văn Thái Cực theo trên chỗ ngồi đứng lên, ánh mắt đảo qua các vị tông lão, trầm giọng nói. Đem Diệp Thiếu Khanh cùng Lý Thiên Mệnh, mang cho ta tới. Một câu ra, toàn trường lạnh lẽo. Quả nhiên, tân tông chủ kế vị chuyện làm thứ nhất, cũng là giết chính mình người. Tông lão nhóm đều cúi đầu. Chỉ có thượng quan Tĩnh Thủ đứng lên, kinh sợ nói. Tông chủ, ta thả đi bọn họ. Vũ Văn Thái Cực ánh mắt, hơi híp. Vì sao? Lý Thiên Mệnh vì Đông Hoàng Tông đoạt được Đông Hoàng Kiếm, công lao cự đại. Ai cũng biết, Vũ Văn Thái Cực cùng Lý Thiên Mệnh có huyết hải thâm cừu, nhưng là thượng quan Tĩnh Thủ lại thả hắn. Thượng quan tông lão xong đời. Rất nhiều trong lòng người run rẩy, bởi vì trong lòng bọn họ, Vũ Văn Thái Cực một mực là thủ đoạn độc ác người. Quả nhiên, hắn tới thượng quan Tĩnh Thủ trước mắt, nhìn lấy cái này hắn nãi nãi bối phận nhân vật. Sau đó, hắn đối Triệu Chi Uyên ngoắc ngoắc tay, cũng để cho hắn đi lên phía trước. Thượng quan Tĩnh Thủ cắn răng nói, tông chủ, ta biết ta làm sai, xin cho ta vì tông môn phụng hiến mà chết. Câu nói này nói ra miệng, rất nhiều trong mắt người đều có thương hại chi ý. Bất quá, mọi người vạn vạn không nghĩ đến chính là Vũ Văn Thái Cực, vậy mà xuất ra hai cái màu đen đan hoàn, đặt ở thượng quan Tĩnh Thủ cùng Triệu Chi Uyên trong tay. Hai vị tông lão làm thủ vệ Đông Hoàng Tông, lập xuống công lao hãn mã, ta làm sao lại trừng trị các ngươi đâu. Vũ Văn Thái Cực cười. Thượng quan Tĩnh Thủ nhẹ nhàng thở ra, nàng đánh bạc đúng, Vũ Văn Thái Cực vừa leo lên ngai vàng, chính là phải làm cho tốt người thời điểm. Cảm tạ tông chủ. Cầm tới giải dược, Triệu Chi Uyên quỳ trên mặt đất, rốt cục giải thoát, nước mắt nước mũi chảy ngang. Miễn lễ. Vũ Văn Thái Cực khoát khoát tay, sau đó nhìn thượng quan Tĩnh Thủ liếc một chút, lần nữa cười. Hắn dùng thanh âm rất nhỏ, nói một câu chỉ có trước mắt hai người, mới có thể nghe được. Ta đã sớm đoán trước, các ngươi sẽ để cho hắn đi, cho Lý thị thánh tộc lưu lại hạt giống. Có điều, ta có là biện pháp, để hắn chết. Câu nói này, làm trên quan viên Tĩnh Thủ dùng mình. Nàng vừa ngẩng đầu thời điểm, Vũ Văn Thái Cực vượt qua nàng, đi đến vạn chúng trước mặt, cất cao giọng nói. Tất cả Lý thị thánh tộc hậu nhân, toàn bộ đến trước mặt ta. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn là có ý gì. Tùy Duyên Phong, Kim Minh Phong các loại đã bị từ bỏ, Lý thị thánh tộc tứ đại mạch người, đã xen lẫn trong đám người. Bất quá, Vũ Văn Thái Cực có hiệu lệnh, tại tân tông chủ trước mặt, tất cả mọi người không dám thất lễ. Lý Huyền Nhất cầm đầu, mang theo Lý thị thánh tộc còn lại tất cả mọi người, hội tụ vào một chỗ, đi tới Vũ Văn Thái Cực trước mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lý thị thánh tộc những người còn lại không nhiều. Từ gần đất xa trời lão giả, cho tới vừa ra đời 2-3 ngày trẻ sơ sinh, đều đến. Tông chủ, xin hỏi có dặn dò gì? Lý Huyền Nhất vội vàng đi lên phía trước hỏi. Phốc phốc, lời nói âm vừa hạ xuống xong, Vũ Văn Thái Cực trong tay Đông Hoàng Kiếm, ngay tại lồng ngực của hắn đâm đi vào. Ách, Lý Huyền Nhất trừng to mắt,
trực tiếp ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mất mạng. Đây là Lý Thị Thánh tộc hiện tại duy nhất thánh chi cảnh giới, trực tiếp chết. Một khắc này, toàn trường kinh hô, đờ đẫn nhìn lấy Vũ Văn Thái Cực. Trong mắt bọn họ Vũ Văn Thái Cực, giơ lên Đông Hoàng Kiếm, đối xử lạnh nhạt nhìn xem mới, tuyên cáo nói. Đem Lý Thị Thánh tộc tất cả mọi người, đẩy ra Vạn Sơn kết giới, toàn tộc tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Một câu nói kia vừa ra, toàn trường oanh động, mọi người sắc mặt trắng bệch, khó có thể tin. Tông chủ, không thể, Thượng Quan Tĩnh Thù khẩn trương vạn phần nói. Lý Thị Thánh tộc chấp trưởng Đông Hoàng Tông vạn năm, vô số tiền bối truyền thừa, chúng ta Đông Hoàng Tông bây giờ hết thảy, đều đến từ Lý Thị Thánh tộc. Coi như Thánh tộc xuống dốc, đó cũng là chiến công của chúng ta sao có thể vô cớ diệt tuyệt bọn họ. Tông chủ, người đây là muốn để Lý Thị Thánh tộc đoạn tuyệt chi yêu truyền thừa, triệt để diệt tộc. Nói thật, bây giờ Lý Thị Thánh tộc những người còn lại, đại đa số đều là người già trẻ em. Tuy nhiên bọn họ thiên phú tu vi rất kém cỏi, nhưng, những người này là đã từng huy hoàng tiểu mệnh kiếp nhất tộc, trên thế giới này sau cùng huyết mạch. Cương đương thượng tông chủ, liền muốn đổ diệt nhất tộc. Không chỉ là Thượng Quan Tĩnh Thù, tất cả tông lão đều sợ ngây người, bắt đầu mở miệng khuyên can. Tất cả câm miệng, ta là tông chủ, còn là các ngươi là tông chủ. Tiếp tục nhiều chuyện người, đừng trách ta không khách khí. Vũ Văn Thái Cực cái này lạnh lẽo một câu, còn có cái kia lạnh lùng ánh mắt, đủ để cho tông lão nhóm áp chế xuống lòng đầy căm phẫn tâm tình. Áp giải. Vâng. Rất nhiều Vũ Văn Thế gia tự mình bồi dưỡng ra được Đông Hoàng vệ đứng dậy, đem Lý Thị Thánh tộc đoàn đoàn bao vây. Hiện tại Lý Thị Thánh tộc một cái thánh chi cảnh giới đều không có. Tại những thứ này Đông Hoàng vệ trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều có kêu khóc. Bỗng nhiên bị thẩm phán, rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, liền bị Đông Hoàng vệ khống chế được. Tông lão, cầu các vị tông lão giúp chúng ta cầu tình a. Tông chủ, chúng ta nguyện ý quy thuận, chúng ta phụng ngươi vì tông chủ, mời tông chủ khác giết chúng ta. Lý Diễm Sinh, Lý Uẩn Đình cùng Lý Huyền Hà bọn người, toàn bộ thất kinh. Quỳ trên mặt đất dập đầu. Tình cảnh này quả thực khiến người ta sụt sịt. Đám tiền bối tuyệt đối nghĩ không ra, đã từng huy hoàng Lý Thị Thánh tộc, bây giờ toàn tộc vòng vì tù nhân, cũng bị người chém đầu cả nhà, mà lại một cái có thể phản kháng người đều không có. Mỗi người đều khóc ròng ròng, quỳ xuống đất run rẩy. Nhưng mấu chốt là, lấy thực lực của bọn hắn, ngoại trừ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, biện pháp gì đều không có. Tại lấy võ vi tôn trên thế giới, không có thực lực, chính là nguyên tội. Dù là có lại nhiều người cầu tình, như vậy lại nhiều người rung động, bất mãn, đều không cải biến được Lý Thị Thánh tộc vận mệnh. Cái này có thể trách ai? Ngay tại vừa mới, là bọn họ một đám tông lão, đem Vũ Văn Thái Cực đẩy lên tông chủ vị trí. Mà bây giờ, quyền lực cũng là ngựa hoang mất cương, ai cũng khống chế không nổi. Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ sáng sớm chỉ lo lắng một màn, lập tức thì xuất hiện. Tại vạn chúng khó chịu, tiếc hận, buồn bực trong ánh mắt, Lý Thị Thánh tộc người, bao quát người già trẻ em, thậm chí vừa ra đời mấy ngày con mới sinh ở bên trong, toàn bộ bị đẩy ra Vạn Sơn kết giới. Rất nhiều người đều đi theo đi ra, đứng tại kết giới chiến trường phạm vi bên trong, đờ đẫn nhìn lấy bên ngoài phát sinh hết thảy. Biến hóa như thế, để nơi xa Vân Tiêu Kiếm phái người đều cảm thấy hứng thú, nhìn về bên này tới. Bất quá, bọn họ chỉ sợ coi là đây là Đông Hoàng Tông mưu kế. Cho nên không dám lên trước. Không hề nghi ngờ, Xuyên Vân Phong phía trên Lý Thiên Mệnh bọn họ, nhìn đến càng rõ ràng hơn. Lý Thị Thánh tộc thì nhiều người như vậy, toàn bộ đẩy ra đến, nguyên một đám hoảng sợ rơi lệ, sắc mặt thảm như giấy trắng. Đây là ý gì? Lý Cảnh Du bọn họ đều vây tiến lên đây. Toàn bộ đều là chúng ta Lý Thị Thánh tộc, Lý Cảnh Du cả kinh nói. Lý Thiên Mệnh liếc mắt qua, chỉ thấy tại cái kia Đông Hoàng vệ trấn áp phía dưới. Mấy ngàn người xếp thành một loạt, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Mà Đông Hoàng vệ đao kiếm, đều đã đến tại trên cổ của bọn hắn. Đây rõ ràng chính là muốn trảm thủ. Đồ sát Lý Thị Thánh tộc cả nhà. Nói thật, không chỉ là Lý Thiên Mệnh, liền Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thanh bọn họ, đều hoàn toàn không nghĩ tới, có người vậy mà sẽ làm như vậy. Không nói trước Lý Thị Thánh tộc, đối Đông Hoàng tông ý vị như thế nào. Cái này mấy ngàn đầu người vô tội mệnh. Còn có mấy trăm nhi đồng tại, đến cùng là như thế nào ma quỷ, mới sẽ làm ra loại chuyện này. Có lẽ chỉ có Vũ Văn Thái Cực, khiến người ta không nhìn thấy ranh giới cuối cùng của hắn ở nơi nào.
Lúc này thời điểm, hắn mang theo chính hắn vây cánh, đi tới Lý thị thánh tộc trước mắt mọi người. Rất nhiều Đông Hoàng tông người đều lòng đầy căm phẫn nhìn lấy hắn, nhưng là, không có đầu lĩnh, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Hoàng phủ Phong Vân các loại tông lão nhóm khiêng đá đập chân của mình, hiện tại Đông Hoàng tông cần Vũ Văn Thái Cực, người nào đến chống đối hắn. Tại vạn chúng tức giận trong ánh mắt, Vũ Văn Thái Cực đem hỏa mạch Lý Diễm Sinh kéo tới trước mắt mình đến. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng tông chung quanh. Diệp Thiếu Khanh, ta biết ngươi tại phụ cận, ta biết ngươi đang nhìn. Hắn to thanh âm, trong lúc nhất thời truyền khắp thiên địa, tại rất nhiều người trong lỗ tai oanh minh. Từ giờ trở đi, cách mỗi thời gian ba cái hô hấp, ta thì giết một cái Lý thị thánh tộc người. Một mực giết tới, người đi vào trước mặt ta đến. Lý thị thánh tộc có thể hay không triệt để diệt tộc, thì nhìn ngươi. Nói thật, ta cũng không muốn giết người già trẻ em, nhưng cũng tiếc, là ngươi hại chết bọn họ. Tiếng nói hạ xuống xong, thiên ý cảnh giới Lý Diễm Sinh, mặc kệ là người vẫn là cộng sinh thú, trong nháy mắt chết tại dưới kiếm của hắn. Lý thị thánh tộc người, bị Đông Hoàng vệ xếp thành một loạt, mặc kệ là ngự thú sư vẫn là cộng sinh thú đều bị đè lại. Mà lúc này, Vũ Văn Thái Cực tay cầm chí cao quyền uy Đông Hoàng kiếm, theo Lý Diễm Sinh bắt đầu, sau ba hơi thở, đúng giờ chu diệt lôi mạch Lý Uẩn Đình. Mỗi giết một người, Lý thị thánh tộc người đều dọa đến kêu đau một tiếng, rất nhiều năm người tuổi trẻ, nhi đồng đã ngẩn ra tới. Bao quát Lý Xí Linh, Lý Lăng Hà, Lý Kim Sán chờ một chút, đều tại tử vong trước mặt, ánh mắt ngốc trệ, nhìn tận mắt cha mình, chết tại Vũ Văn Thái Cực trong tay. Giờ khắc này, ai cũng biết Vũ Văn Thái Cực mục đích. Lấy đồ sát Lý thị thánh tộc, bức Diệp Thiếu Khanh xuất hiện. Hắn rất biết đem khống nhân tính, biết Diệp Thiếu Khanh loại này người, coi như rời đi Đông Hoàng Tông, cũng hiểu ý thất tông môn, tuyệt đối sẽ không đi xa. Kết quả thật làm cho hắn đoán trúng. Bị ổi. Diệp Thiếu Khanh hai mắt trong nháy mắt đỏ lên. Đừng đi, Diệp Thanh trực tiếp kéo hắn lại. Nhị ca, hắn tuyệt đối muốn mạng của ngươi, ngươi đi, thì không về được. Diệp Vũ Hề sắc mặt tái nhợt nói. Nói thật, Lý thị thánh tộc nhiều người như vậy, bản thân liền không có cách nào toàn bộ mang ra, mà lại nhiều người mục tiêu lớn, làm sao có thể trốn ở chỗ này. Càng lớn nguyên nhân, đều là bởi vì bọn hắn, vẫn đánh giá thấp Vũ Văn Thái Cực người này hung ác cùng bị ổi. Vì để cho ta xuất hiện, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ giết chết Lý thị toàn tộc, cha, ta không thể làm thiên cổ tội nhân. Diệp Thiếu Khanh hai mắt nhìn về phía Tùy Duyên Phong phương hướng, ánh mắt nóng rực thiêu đốt. Thanh hỏa ngang dọc. Lý thị thánh tộc, là bọn họ Thanh Long Diệp gia ân nhân a. Ta chỉ có thể tận khả năng trì hoãn thời gian, Diệp Thiếu Khanh nói. Hắn có Đông Hoàng kiếm, ngươi trì hoãn được không? Diệp Thanh cả giận nói. Không được đều phải phía trên, không phải vậy ngươi để ta nhìn bọn họ chết. Cha, cho dù là bọn họ lại không có thể, vậy cũng là Lý thị thánh tộc. Nói đến đây, hắn đã tránh thoát Diệp Thanh dây dưa. Cha. Nếu như ta về không được, giúp ta chiếu cố thiên mệnh. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn nồng đậm nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Lý Thiên Mệnh ngăn không được hắn. Sư tôn. Hai chữ còn chưa hô xuất khẩu, một nói thân ảnh màu xanh, giữa thiên địa ngang dọc, trùng thượng vân tiêu, sau đó cùng thanh huyền bích hỏa long lên, tại Đông Hoàng Tông trước đó, ầm vang rơi xuống đất. Dù là hắn rất nhanh làm ra quyết định, đến thời khắc này vị trí, Lý Thị Thánh Tộc đã chết đi 7-8 người. Giết tới thứ 9 thời điểm, Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã lao đến. Nhưng, Vũ Văn Thái Cực vẫn là cười lạnh một tiếng, đem người thứ 9 giết. Diệp Thiếu Khanh, tới thật muộn, muốn là sớm một chút, 9 người này thì không cần chết. Vũ Văn Thái Cực nói. Hết thảy, đều trốn không thoát hắn bày mưu tính kế. Muốn cao chạy xa bay, làm sao có thể. Cho đến lúc này, Vũ Văn Thái Cực mới khoát khoát tay. Đông Hoàng vệ môn lúc này mới buông ra Lý thị thánh tộc tất cả mọi người. Đi mau. Hoàng phủ Phong Vân hô một tiếng, Lý thị thánh tộc hậu nhân nhóm mới phản ứng được, thê thảm đào tẩu. Nhưng là, có trốn hướng Vạn Sơn kết giới, có lại ra bên ngoài chạy, thậm chí hướng Vân Tiêu kiếm phái bên kia chạy, thật vất vả mới khiến cho người kéo lại. Điều này nói rõ một cái bi ai sự thật. Đã từng Lý thị thánh tộc là Đông Hoàng tông, thậm chí là Đông Hoàng cảnh chủ nhân, kéo dài một vạn năm. Nhưng là bây giờ, bọn họ liền nhà ở nơi nào, liền địa phương an toàn ở nơi nào, cũng không biết. Tại dạng này cục diện hỗn loạn phía dưới, Diệp Thiếu Khanh muốn tận khả năng chống đỡ đi xuống, nhưng là, Vũ Văn Thái Cực không đáp ứng.
hắn cộng sinh thú âm ma thao thiết cùng dương ma thao thiết đồng thời xuất hiện, một trái một phải, đem Diệp Thiếu Khanh vây quanh. Mà ở trung ương, Vũ Văn Thái Cực rút ra Đông Hoàng kiếm, trường bào bay tán loạn thời khắc, cái kia hắc bạch song nhãn khóa chặt Diệp Thiếu Khanh, hướng về hắn từng bước một thực sự đi. Mỗi một bước đều dẫm đến khắp nơi run rẩy. Diệp Thiếu Khanh, ta một mực rất thưởng thức ngươi, muốn cho ngươi phụ tá ta, vì thế để ngươi làm thượng tông lão. Nhưng ta đến bây giờ đều không hiểu, vì sao ngươi lại muốn đi lên một đầu cùng ta đối lập đường. Chẳng lẽ ngươi thật cho rằng, ngươi có tư cách này sao? Hắn nói từng chữ, đều giống như gai nhọn. Phụ tá ngươi, ngươi một cái thủ đoạn độc ác, bán huynh đệ, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không có không điểm mấu chốt người, ngươi không xứng. Diệp Thiếu Khanh tay cầm trường kiếm, cùng cái kia thanh huyền bích hỏa long nhất lên. Giống. Hai đầu thao thiết cự thú, vào lúc này ngút trời nộ hống, tại vạn chúng chú mục bên trong, dẫm đạp mặt đất, trùng sát mà đến. Đây là Đông Hoàng Tông Vũ Văn Thái Cực cái này đệ nhất mạnh nhất hai người, đều là chừng 40 tuổi, giờ khắc này ầm vang giết ở cùng nhau. Diệp Thiếu Khanh vừa đánh vừa lui, chủ yếu là lượn vòng làm chủ, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Bằng không cũng không phải là đoạn một ngón tay đơn giản như vậy. Ầm ầm, loại này địa chi thánh cảnh đỉnh phong chiến đấu, đối đại đa số Đông Hoàng vệ tới nói đều quá xa vời. Cái kia bàng bạc tràng diện, thánh thú ở giữa kinh khủng thần thông bao phủ. Thanh huyền bích hỏa long thần thông, lửa giận thanh liên, thi triển đi ra, một đóa to lớn thanh sắc liên hoa, như là mặt trời một dạng trên bầu trời thiêu đốt, hình thành vô tận biển lửa, đem toàn bộ chiến trường chìm ngập. Một khắc này, hắn thấy được Tùy Duyên Phong phương hướng, đã sương máu ngập trời, vô số mây đen ở bên kia hội tụ. Nghịch thần kiếm ý. Hắn tay cầm hơn 20 đầu thánh thiên văn thánh thú binh, thanh hỏa huyền thiên kiếm, tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, lần thứ nhất sử dụng ra chánh thức trạng thái nghịch thần kiếm ý. Kiếm nghịch sơn hà. Trảm lạc tinh thần. Tại cái kia liệt hỏa thiêu đốt thanh sắc hỏa liên bên trong, thanh hỏa huyền thiên kiếm bộc phát ra vô tận quang mang, một kiếm nứt ra, bạo phát ra ngàn mét kiếm khí. Ầm ầm, cái kia hai đại thao thiết linh nguyên thần thông bạo phát, hội tụ vào một chỗ âm dương vòng xoáy cuốn tới, đặt ở thanh sắc liên hoa phía trên, vòng xoáy xoay tròn, trực tiếp chìm ngập. Vũ Văn Thái Cực mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, trong tay Đông Hoàng kiếm đã bạo phát ra vạn trượng huyễn quang. Đông Hoàng kiếm nếu là ở trên tay ngươi, ngươi nói không chừng có thể cùng ta giao phong. Nhưng là, bây giờ chấp trưởng Đông Hoàng kiếm người, là ta Vũ Văn Thái Cực. Thái nhất tháp tranh phong ngày nào đó, ta nuốt vào vốn nên là chảy ra nước mắt. Cái kia cũng là vì tại chờ đợi ngày này, ta muốn vì thần đô lấy lại công đạo. Hắn nói qua chính mình không có nước mắt. Cho nên, hắn giờ phút này, ý chí như trời, không thể phá vỡ, một kiếm âm dương đao ngục, hủy thiên diệt địa. Ngươi đừng hòng chạy, ngươi chạy không được. Hắn nhìn ra được, Diệp Thiếu Khanh không dám cùng hắn chính diện giao phong. Nhưng tại thực lực tuyệt đối chênh lệch phía dưới, trốn đều khó có khả năng. Chết! Vô tận kiếm khí hình thành địa ngục bao phủ, một khắc này Đông Hoàng kiếm như là nóng rực mặt trời, quang chói lọi thiên địa. Kim sắc cùng kiếm khí màu đen, khắp nơi bao phủ, đây là Đông Hoàng kiếm ra lông. Cái kia một chảm, tăng thêm hai đầu cộng sinh thú thần thông nghiền ép, ba cái hội tụ. Ầm ầm! Thanh huyền bích hỏa long lửa giận thanh liên trực tiếp phá nát. Đông Hoàng kiếm phá vỡ thực lực thăng bằng, Diệp Thiếu Khanh căn bản chịu không được. Dù là hắn vạn kiếm độc tôn, vô số thanh sắc kiếm quang đem dương ma thao thiết đánh tan, đem đại lượng Đông Hoàng kiếm khí xé rách, cái kia Đông Hoàng kiếm thần uy, vẫn chấn đẻ lên. Phanh phanh phanh. Một khắc này, mặc kệ là Diệp Thiếu Khanh vẫn là thanh huyền bích hỏa long, đều mình đầy thương tích. Một trận xôn xao bên trong, Vũ Văn Thái Cực một kiếm đánh bay trong tay hắn thanh hỏa huyền thiên kiếm. Đông Hoàng kiếm đập vào trên đỉnh đầu, trong nháy mắt, để Diệp Thiếu Khanh đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, một đạo xiềng xích binh khí theo Vũ Văn Thái Cực tay bên trong lao ra, đem Diệp Thiếu Khanh cùng thanh huyền bích hỏa long hoàn toàn quấn quanh ở cùng một chỗ, sau đó trực tiếp đập xuống đất. Ầm ầm, khắp nơi run rẩy một khắc, trong lòng bọn họ đều đang run rẩy. Quá mạnh, Diệp Thiếu Khanh rất khó trì hoãn thời gian, trực tiếp ở tại trước mặt tan tác. Nhưng là Vũ Văn Thái Cực ngoài dự liệu, cũng không có làm chàng chém giết, mà chính là đem nhốt lại. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Làm hắn rơi trên mặt đất, lấy ánh mắt thương hại nhìn lấy Diệp Thiếu Khanh, lại đem khống chế lại thời điểm, tạm thời còn không người phán đoán ra tâm tư của hắn. Sợ chết sao? Vũ Văn Thái Cực hỏi.
sợ chết tại ngươi loại này bị ổ nhân thủ bên trong, kiếm của ngươi, ô uế máu của ta. Diệp Thiếu Khanh trong ánh mắt thanh hỏa thiêu đốt. Trên người hắn tràn đầy kiếm ngân, đã trọng thương, lại thêm bị tỏa liên quấn quanh, xác thực rất khó lại động đậy. Đây chính là Đông Hoàng kiếm. Trong tay ngươi, nó chỉ là một thanh hung khí. Ha ha, ngươi cũng dám trào phúng Đông Hoàng kiếm. Vũ Văn Thái cực cười. Hắn ánh mắt lạnh lùng, dữ tợn nói. Nói thật, những trưởng thượng kia đều không có cái gì cốt khí, đều quá giả rồi, hôm nay cứ như vậy giết ngươi, ta đều có chút không nỡ. Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Thiếu Khanh cau mày, mỗi khi gia hỏa này nói nhiều thời điểm, đều là hắn có động tác kế tiếp thời điểm. Hắn không giết chính mình, rốt cuộc muốn làm gì? Không dùng suy nghĩ, Vũ Văn Thái cực trực tiếp đem Đông Hoàng kiếm, đè vào cổ họng của hắn phía trên. Ta muốn nói, Lý Thiên Mệnh là cái người ngoại lai, hắn đối Lý Thị Thánh tộc những người này, không quá có cảm tình. Ngươi hiểu ta có ý tứ gì sao? Vũ Văn Thái cực cười lạnh nói. Lại tại âm mưu cái gì? Hắn trong lời nói nhắc lên Lý Thiên Mệnh, Diệp Thiếu Khanh liền có dự cảm không lành. Rất đơn giản, ngươi cho rằng ta dùng Lý Thị Thánh tộc dẫn xuất ngươi. Nhưng kỳ thật, ta tránh thức muốn dẫn xuất người, là Lý Thiên Mệnh. Hắn cắn hàm răng, ánh mắt triệt để dữ tợn. Muốn để tông lão nhóm lưu lại Lý Thiên Mệnh, khẳng định không đáng tin cậy, hắn không cần đoán đều biết, những người kia sẽ thả đi cái này năm kiếp luân hồi chi thể. Nhưng là, đi được không? Nói cho cùng, hắn tránh thức hận người, là giết Vũ Văn Thần đô Lý Thiên Mệnh. Hắn tính ra Lý Thị Thánh tộc toàn tộc cái chết, chưa chắc sẽ để Lý Thiên Mệnh đi tìm cái chết, nhưng là Diệp Thiếu Khanh, thì không đồng dạng. Cho nên, hắn trước dẫn Diệp Thiếu Khanh, lại lấy Diệp Thiếu Khanh sinh tử vì thẻ đánh bạc, bức Lý Thiên Mệnh không thể không đến. Giờ khắc này Vũ Văn Thái cực, một kiếm đâm vào Diệp Thiếu Khanh cổ họng, tùy thời trưởng khống tính mạng của hắn. Sau đó, đối với thiên địa tứ phương, lần nữa nói chuyện lớn tiếng. Lý Thiên Mệnh, ta biết ngươi đang nhìn đây hết thảy. Ngươi cũng biết, hiện tại ngươi sư tôn có chết hay không, toàn bộ từ ta quyết định. Màn này, có phải hay không rất quen thuộc, chỉ là phải chết người, theo ngươi muội muội đổi thành Diệp Thiếu Khanh. Lần trước cùng ngươi chơi cái trò chơi này, ta thua đây. Cho nên, lần này ta hỏi ngươi, còn không có loại, lại đến cùng ta chơi một lần, lấy mạng đổi mạng. Sau cùng bốn chữ, tuyệt đối để rất nhiều người dùng mình. Lần trước lấy mạng đổi mạng, Lý Thiên Mệnh tuyệt địa cầu sinh, giết Vũ Văn Thần Đô, hoàn toàn thay đổi Đông Hoàng Tông bố cục. Nhưng là, hắn thân thủ đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, để Vũ Văn Thái cực lần nữa bỏ lên. Mà lần này, hắn muốn là Diệp Thiếu Khanh mệnh, lấy mệnh của hắn, đến đổi Lý Thiên Mệnh tánh mạng. Vũ Văn Thần Đô chết về sau, rất nhiều người nhìn đến Vũ Văn Thái cực quá bình tĩnh, còn tưởng rằng hắn không có cảm tình. Nhưng làm bốn chữ này xuất hiện thời điểm, ai còn dám nói, hắn không có bởi vì nhi tử chết, tê tâm liệt phế qua. Trong lúc nhất thời, tiếng người huyên náo. Thiếu tông chủ, hắn sẽ xuất hiện sao? Vô số người nhìn lấy chung quanh dãy núi, nơi này có quá nhiều chỗ ẩn thân, ai biết hắn ở nơi nào? Có thể khẳng định là, hắn vừa mới nhất định cùng Diệp Thiếu Khanh cùng một chỗ. Tuyệt đối đừng trở về, thượng quan tính thủ các loại tông lão, nhắm mắt lại, đều không dám nhìn nữa. Nhưng, khả năng sao? Lần này cũng không có Vũ Văn Thần Đô, hắn phải đối mặt là Vũ Văn Thái Cực. Nếu như hắn dám xuất hiện, Diệp Thiếu Khanh không nhất định sẽ chết, nhưng là thiếu tông chủ, tuyệt đối chết hẳn. Tình huống tuyệt vọng, một người trẻ tuổi, không dám lên tới. Đúng không, lần này thật là một con đường chết, hắn là năm kiếp luân hồi chi thể, đợi một thời gian, có thể cho Diệp Thiếu Khanh báo thù. Thậm chí, đoạt lại Đông Hoàng Kiếm, đoạt lại Đông Hoàng Tông. Đây là rất nhiều người cái nhìn. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều có dũng khí, đi đạp vào chịu chết con đường. Nhưng, bọn họ trong miệng Lý Thiên Mệnh, giờ phút này nhắm mắt lại. Khi thiên địa hắc ám nháy mắt kia, hắn muốn hỏi mình, có cái này một cái lấy mạng đổi mạng cơ hội, hắn còn có thể nhìn người thân nhất, cứ như vậy chết ở trước mặt mình sao? Đáp án là không thể. Mặc kệ hậu quả gì, cho dù là chịu chết. Mặc dù mọi người nói đều sẽ cho rằng, chính mình sống sót so Diệp Thiếu Khanh càng có giá trị, nhưng, sinh mệnh không phải như vậy cân nhắc. Nóng rực cảm tình, cũng không thể dùng lý trí đến phân tích. Hắn nghĩ thì không đỗ quá nhiều, chỉ biết mình không đi xuống, Diệp Thiếu Khanh liền sẽ chết. Nhưng nếu là đi xuống, nói không chừng, còn có một tia hy vọng a. Giờ khắc này,
người bên cạnh đều đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Ca, Lý Khinh Ngữ kéo hắn lại, thế nhưng là trên tay căn bản không có khí lực. Bởi vì hai người kia, đều là hắn trọng yếu như vậy người. Đến mức Diệp gia người, bao quát Diệp Thanh, Diệp Vũ Hề ở bên trong, bây giờ cục diện biến thành dạng này, làm vì phụ thân, muội muội, bọn họ đối Diệp Thiếu Khanh cảm tình, tuyệt đối so với Lý Thiên Mệnh đều muốn nồng đậm được nhiều. Cái này để bọn hắn như thế nào có dũng khí, đè lại Lý Thiên Mệnh, thân mắt nhìn con mình bị giết chết. Khinh Ngữ, giúp ta các loại linh nhi trở về. Lý Thiên Mệnh đem thiên linh chi luyến, đặt ở trong tay của nàng. Ca, Lý Khinh Ngữ cắn môi, chỉ có thể lắc đầu. Yên tâm. Hắn cười. Ta là bất tử người, Vũ Văn Thái Cực, hắn giết không được ta. Thì tại nói xong câu đó thời điểm, hắn đột nhiên quay người, mệnh cũng không cần, hướng về Vũ Văn Thái Cực tiến lên. Cái kia quyết nhiên bóng người, không có một khắc dừng lại. Khả năng tất cả mọi người sẽ nói, hắn là cái kẻ ngu. Nhưng hắn nghĩ, đời này thì làm dạng này đồ đần đi. Chí ít, ngẩng đầu nhìn thời điểm, tùy duyên phong phương hướng, đã mây máu dày đặc, vạn sơn oanh minh. Khi tất cả ánh mắt, rơi vào cái kia nghĩa vô phản cố, lao ra chịu chết thiếu niên tóc trắng trên người thời điểm. Người nào sẽ nghĩ tới? Dưới chân mặt đất bao la, đã toát ra từng đạo kinh thiên vết nứt. Vạn chúng chú mục bên trong, một cái áo đen thiếu niên tóc trắng, theo vạn sơn ở giữa bước ra. Cước bộ của hắn tuy nhiên chậm, nhưng là rất vững vàng, mà lại một bước đều không có dừng lại, đủ để thấy hắn giờ phút này đến đây chịu chết dũng khí. Thiên Mệnh, người đây là làm gì? Diệp Thiếu Khanh nhìn đến hắn, trong ánh mắt của hắn ngũ vị tạp trần. Đáp lại hắn, là Lý Thiên Mệnh nóng rực ánh mắt. Sống nhiều năm như vậy, ta đều chưa nghe nói qua, đồ đệ cho sư tôn lấy mạng đổi mạng, Diệp Thiếu Khanh, người vận khí không tệ. Vũ Văn Thái Cực để xuống Đông Hoàng Kiếm. Chú tại trên mặt đất, cứ như vậy cùng vạn chúng cùng một chỗ, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, từng bước một đi đến trước mắt của hắn đến. Không ai nghĩ đến thông, cái này thiếu niên tuổi đôi mươi, đến cùng từ đâu tới đảm lượng. Hắn hiện tại đối mặt, thế nhưng là nổi giận Đông Hoàng Tông Chủ, mà Lý Thiên Mệnh, giết con của hắn. Thiếu Tông Chủ, Tông Lão nhóm thống khổ nhắm mắt lại. Trời cao đố kỵ anh tài. Thật sự là đảm phách ngút trời người, ta từng này tuổi đều bội phục, nhưng... Chính là bởi vì là loại này khí phách, để hắn hiện tại hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu tông chủ cái chết, chúng ta đều có trách nhiệm. Đây cũng là tông lão nhóm lớn nhất xoắn suýt sự tình. Lần thứ hai dũng phó sinh tử cục, mà lại, lần này càng là không có không khả năng còn sống, ai không phục. Đa số trưởng bối để tay lên ngực tự hỏi, chỉ sợ đều làm không được, đúng là như thế, vừa rồi ánh mắt run rẩy. Bao quát phân tiêu kiếm phái người. Bao quát Từ Không Kiếm Sinh. Tự nhiên, cũng bao quát ánh mắt Huyết Hồng Quân Niệm Thương. Lý Thiên Mệnh, ngươi là nhân vật, ta bội phục ngươi. Câu nói này, đến từ ánh mắt lạnh lùng như trên thương Vũ Văn Thái Cực. Đừng nói nhảm, ta đã tới, ngươi buông hắn ra. Lý Thiên Mệnh dừng lại bước chân, lấy tuổi đời 20, cùng Vũ Văn Thái Cực dỗi mà đứng. Hắn cùng Diệp Thiếu Khanh liếc nhau một cái. Diệp Thiếu Khanh biết hắn vì cái gì mà đến. Đơn giản thì tiếp tục kéo dài thời gian, nhưng bây giờ là lớn nhất thời điểm nguy hiểm. Gấp làm gì đâu, sau khi ngươi chết, ta tự nhiên sẽ thả hắn, Đông Hoàng Tông nhiều người như vậy làm chứng cho ngươi. Vũ Văn Thái Cực âm lãnh cười một tiếng. Sau đó, bước chân, đi hướng Lý Thiên Mệnh. Ngươi cái này bị ổi người, còn có tín dự sao? Thả ta ra sư tôn, ta cũng dám tới nơi này, ngươi sợ cái gì? Thanh âm hắn rất vang dội. Vì chính là để mỗi người, đều có thể nghe thấy. Rất tốt, Vũ Văn Thái Cực đều cười. Hắn xác thực không cần thiết cẩn thận, dù sao, hắn muốn giết người, đã đến trước mắt. Cho nên, hắn rút ra xiềng xích, để Diệp Thiếu Khanh khôi phục tự do, nhưng là hắn trên người bị thương, vẫn làm cho hắn hành động khó khăn, lúc này thời điểm chỉ có thể dãy dụa lấy đứng lên. Hắn tại mặt bên, ánh mắt mãnh liệt nhìn lấy Vũ Văn Thái Cực cùng Lý Thiên Mệnh. Hắn đã lưu ý đến. Dưới chân đại sản sinh vết nứt, thậm chí, cái này mặt đất bao la, đã bắt đầu nhỏ xíu động đất. Trừ hắn ra, không có người nhìn đến, tùy duyên phong phương hướng, đã huyết quang ngập trời. Mà giờ khắc này, Vũ Văn Thái Cực đột nhiên xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, hắn giơ lên Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp đặt ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Trầm trọng Đông Hoàng Kiếm, tại Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, áp ra một đầu dấu vết. Cái kia Đông Hoàng Kiếm trọng lượng, đủ để cho Lý Thiên Mệnh.
hai chân run rẩy. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí, căn bản không dám nhìn. Năm kiếp luân hồi chi thể, lại đến lấy mạng đổi mạng, Lý Thiên Mệnh loại kết cục này, ai không tiếc hận. Không người không kính nể hắn khí phách, nhưng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, hoảng sợ sao? Run rẩy sao? Vũ Văn Thái Cực ánh mắt dữ tợn, ngoài miệng lại tại âm hiểm cười, đó là sao mà thống khoái? Chỉ bằng ngươi, có tư cách gì để cho ta run rẩy? Ngươi không đếm một chút chính mình bao nhiêu tuổi sao? Nếu là ta đến ngươi tuổi tác, ngươi bây giờ, cho ta sách giày cũng không xứng. Giết ta, là bi ai của ngươi cùng sỉ nhục, ta có thể chết, nhưng là ngươi Vũ Văn Thái Cực, không xứng để cho ta sợ ngươi. Đỉnh đầu hắn Đông Hoàng Kiếm, ánh mắt nóng rực như liệt hỏa, nhìn chòng chọc vào người nam nhân trước mắt này. Ha ha! Vũ Văn Thái Cực nhìn không được cười to. Thật sự là thú vị, ta nhìn ra thần đô thua ở nơi nào. Ngươi thật đúng là cái kỳ nhân a. Chỉ tiếc, tại tuổi nhỏ thời điểm, rơi vào trong tay của ta. Hắn tại cười to thời điểm, ánh mắt lại như thế hung sát. Tính ngươi vận khí tốt, không phải vậy, 3 năm về sau, ta một cái tay đều có thể bóp chết ngươi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, tại Đông Hoàng Kiếm trọng lượng phía trên, đứng nghiêm. Trên đỉnh đầu tuy nhiên có áp phết, nhưng kỳ quái là, lấy Đông Hoàng Kiếm phong mang, vậy mà đến bây giờ đều không có trả phá ra của hắn. Lý Thiên Mệnh đây là một loại ánh mắt khinh miệt. Nói thật, làm Vũ Văn Thái Cực đạt được Đông Hoàng Kiếm về đến về sau, liền tông lão nhóm đều chỉ có thể ở hắn dưới chân run rẩy. Lúc này lại có một cái trong mắt của hắn hài tử, lấy ánh mắt khinh miệt xem kỹ hắn. Thậm chí còn nói, 3 năm sau, một cái tay đều có thể bóp chết chính mình. Sao mà buồn cười? Hắn chẳng những nổi giận, mà lại lửa giận ngập trời, Lý Thiên Mệnh mỗi một câu, đều bị hắn sinh ra cùng hắn lấy trong lời nói dây dưa tiếp ý nghĩ. Nhưng, hắn nhớ tới nhi tử. Thánh Thành, Thần Đô. Các ngươi nhìn thấy không? Cha, hoàn thành bước đầu tiên tâm nguyện, làm tới Đông Hoàng Tông Chủ. Tiếp đó, lấy cái này năm kiếp luân hồi chi thể nghịch thiên kỳ tài chi huyết, lễ tế huynh đệ các ngươi. Cha, có lỗi với các ngươi, có lỗi với các ngươi. Chờ ta chỉ huy chúng ta Vũ Văn nhất tộc, chinh phục Đông Hoàng cảnh về sau, các loại cha qua đời về sau, ta đi Hoàng Tuyền, cho các ngươi bồi tội. Nếu có đời sau, nhất định khiến huynh đệ các ngươi, nếm tận nhân gian, vinh hoa phú quý. Làm ánh mắt hắn tích huyết, giơ lên Đông Hoàng Kiếm một khắc này, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Thiếu Tông Chủ, Đông Hoàng Tông trên dưới, kiến thức Vũ Văn Thái Cực hung ác, ngàn vạn người, ánh mắt rơi lệ. Nhìn lấy Lý Thiên Mệnh vẫn lấy ánh mắt nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào người trước mắt. Vũ Văn Thái Cực, là chính ngươi hại chết nhi tử, khác lại tại ta trên đỉnh đầu. Muốn không phải ngươi không có quản giáo Vũ Văn Thánh Thành, hắn liền sẽ không hung hăng càn quấy, chính mình tìm chết. Vũ Văn Thánh Thành bất tử, Vũ Văn Thần Đô càng sẽ không chết. Nuôi không dậy, lỗi của cha, những thứ này đều là chính ngươi tội, ngươi muốn giết cứ giết chính mình, dựa vào cái gì lại tại trên đầu ta. Vẫn là nói, ngươi vốn là âm hiểm tiểu nhân, tại ngươi lúc còn trẻ, liền sẽ giết hại huynh đệ bằng hữu, không chuyện ác nào không làm. Con trai ngươi chết, đều là ngươi nhân quả báo ứng. Hắn nói mỗi câu lời nói, đều là thiêu tại Vũ Văn Thái Cực trên người lửa. Ngươi im miệng, Vũ Văn Thái Cực chém xuống một kiếm. Thánh chi cảnh giới một kiếm, phủ đầu chặt chém, có bao nhiêu đáng sợ. Làm hai nửa, vậy cũng là tối thiểu. Làm. Thanh âm này bạo phát đi ra, mọi người liền đã bị dại ra. Cái này căn bản không phải bị phá ra hai nửa thanh âm. Mọi người mở to hai mắt, rung động nhìn đến, Vũ Văn Thái Cực Đông Hoàng Kiếm, còn khoác lên Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu. Lấy Đông Hoàng Kiếm cái kia kiếm sắc bén nhọn, thậm chí ngay cả tóc của hắn, đều không có chặt đứt. Lý Thiên Mệnh, lông tóc không thương. Một khắc này, Vũ Văn Thái Cực quả thực sợ ngây người. Hắn ngốc trệ nhìn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Hắn đều muốn hỏi một câu vì cái gì. Hắn một kiếm này, Diệp Thiếu Khanh đều có thể chém chết, vì cái gì không có chém chết Lý Thiên Mệnh. Đó là bởi vì, làm Đông Hoàng Kiếm lần nữa đụng chạm lấy chính mình một khắc này, loại huyết mạch kia cộng minh, dường như hai người ở giữa có thể nói chuyện, có thể câu thông cảm giác, liền tại nói cho Lý Thiên Mệnh. Trên thế giới này, không có người, có thể sử dụng Đông Hoàng Kiếm, thương tổn hắn một phân một hào. Từ lúc mới bắt đầu trấn áp, tóc của hắn đều không từng đứt đoạn. Lại càng không cần phải nói, Thái Nhất Tháp còn ở trong cơ thể mình, này đôi sinh khác biệt thần vật, làm sao có thể để trong đó một dạng,
chém giết mặt khác một dạng thần vật tồn tại thân thể. Vũ Văn Thái Cực Lực Đạo, toàn bộ để Đông Hoàng kiếm bản thân hấp thu, có thể thấy được thanh kiếm này thần diệu, địa chi thánh cảnh đều chưa hẳn có thể hiểu được. Nó tựa như đúng đúng cái vật sống, tại huyết mạch cộng minh ở giữa, còn đang an ủi Lý Thiên Mệnh. Đoán đúng. Đây là ta Đông Hoàng kiếm. Đây là Lý Thiên Mệnh đến đây phó thời điểm chết, lớn nhất kinh hỉ, thu hoạch lớn nhất. Thậm chí, hắn nhìn đến Đông Hoàng kiếm một khắc này, huyết mạch cộng minh ở giữa, liền có như thế trực giác. Đông Hoàng kiếm bị Vũ Văn Thái Cực cướp đi, chỉ xứng vận dụng ra lông chi uy lực, trên đời này người nào người biết, hiện tại Đông Hoàng kiếm, chảy Lý Thiên Mệnh huyết. Cho nên, một kiếm này, hắn không chết. Vũ Văn Thái Cực quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn thu kiếm, lần nữa một kiếm, muốn xuyên qua Lý Thiên Mệnh trái tim. Nhưng là, một kiếm này trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh đỉnh bay ra ngoài, kiếm đạo lực lượng, đem Lý Thiên Mệnh hút bay hơn ngàn mét, mà lại lông tóc không thương, bình ổn rơi xuống đất. Qua! Giờ khắc này, vạn chúng ồn ào. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hắn chẳng lẽ là đầu đồng cánh tay sắt không thành? Vũ Văn Thái Cực, chặt bất tử hắn, đâm không thủng hắn. Rung động bao phủ, toàn trường sôi trào. Càng khiến người ta yên tâm là, Lý Thiên Mệnh bị đỉnh bay ra ngoài thời điểm, Diệp Thiếu Khanh cùng Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã xuất hiện tại hắn bên người. Dù là toàn thân nhuốm máu, Diệp Thiếu Khanh vẫn bắt lấy Lý Thiên Mệnh, trực tiếp cho ném lên Thanh Huyền Bích Hỏa Long. Đến tận đây, Vũ Văn Thái Cực vẫn tại khó có thể tin bên trong. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt dữ tợn gấp 10 lần. Thú vị, thật sự là thú vị, thật không hổ là Lý Thị Thánh tộc vạn năm qua, nghịch thiên nhất hậu nhân. Thiên phú của ngươi, nắm giữ huyết sắc kiếp vòng thứ hai tổ tiên, cũng không sánh nổi ngươi. Nhưng là, Đông Hoàng kiếm giết không chết ngươi, ta có là biện pháp, để ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm ầm, Vũ Văn Thái Cực cùng Dương Ma Thao Thiết, Âm Ma Thao Thiết, lần nữa xông tới, trong nháy mắt ngàn mét khoảng cách. Chết! Hắn không vận dụng Đông Hoàng kiếm, mà chính là đơn giản nhất quyền đánh ra, liền đã hình thành hủy thiên diệt địa quyền thế, chấn áp tại Diệp Thiếu Khanh cùng Lý Thiên Mệnh trên thân. Rất hiển nhiên, trọng thương Diệp Thiếu Khanh cùng Lý Thiên Mệnh, đối mặt không dùng Đông Hoàng kiếm Vũ Văn Thái Cực, vẫn sinh tử một đường. Bọn họ chỉ có thể chạy, chí ít, hiện tại Vũ Văn Thái Cực, không có khoảng cách gần trưởng khống Lý Thiên Mệnh sinh tử. Tại vạn chúng lần nữa kinh hồn một khắc này. Bỗng nhiên, đồi núi bên trong, một cái tóc rối bời nam tử, lảo đảo, như là say rượu đồng dạng, bước vào bên trong chiến trường. Cặp mắt của hắn, đã bị huyết sắc chìm ngập. Tựa như là hai tòa máu tươi địa ngục. Trên bầu trời, vô số huyết sắc phân vụ, đi theo cước bộ của hắn, bao phủ mà đến, mây máu lăn lộn, cho vạn sơn đều nhiễm lên huyết sắc. Ngay một khắc này, tay của hắn, đặt ở ngực một cái quan xuyên trái tim trên mũi nhọn. Ở tại bên người, một cái giả yếu thái hư côn bằng xuất hiện, đồng dạng như thế. Vũ Văn Thái Cực, một tiếng nóng rực gào thét, tại tĩnh mịch bên trong, bỗng nhiên bao phủ thương thiên đại địa. Cái thanh âm này, quá lâu chưa từng nghe qua. Vũ Văn Thái Cực ngơ ngác một chút, dừng tay, hướng bên kia xem xét, trong nháy mắt thấy được hắn. Sau đó, hắn nhìn đến, cái kia hai mắt như biển máu giống như nam tử, tại vạn chúng trước đó, bỗng nhiên rút ra độc long thứ. Ầm ầm, một khắc này, dãy núi vạn khe, ầm vang run rẩy, tùy duyên phong huyết kiếp kết giới lăn lộn thời khắc, khắp nơi ở giữa, vô số vết nứt toác. Một khắc này, trên trời vô tận mây máu, toàn bộ hội tụ ở trên người hắn, dung hội trong đó. Một khắc này, toàn bộ huyết kiếp kết giới, phát ra một tiếng giống giận rung trời, vô số tổ tiên hình bóng, xuất hiện tại kết giới phía trên. Đến từ đám bọn hắn gào thét, đủ để rung động toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Người nào, dám diệt ta Lý Thị Thánh tộc? Tại cái này gào thét oanh minh ở giữa, một người nam tử, tay nắm một thanh huyết sắc dữ tợn chiến đao, theo huyết vụ đầy trời bên trong đi tới. Một đầu tóc rối bời, đã sớm bị đỏ máu nhuộm đỏ, bay múa đầy trời. Đông Hoàng Tông, người nào không biết hắn? Hắn là, Lý Vô Địch. Nhưng giờ khắc này, hắn không phải túy sinh mộng tử, ngơ ngơ ngác ngác Lý Vô Địch. Hắn là tạo thành dãy núi run rẩy, đại địa băng liệt, xương máu ngập trời Lý Vô Địch. Hắn một đôi mắt, như là biển máu địa ngục, huyết tinh dữ tợn. Mái tóc dài của hắn, huyết sắc như ma, đó là lấy máu nhuộm đỏ phát. Giờ phút này vẫn đang rỉ máu. Hắn chỉ mặc một đầu quần dài, trên thân không đến mảnh, lại cũng có thể thấy rõ ràng, độc long thứ rút sau khi đi ra,
cái kia trên trái tim vết thương, đã bắt đầu khép lại. Nhưng, không có người sẽ không chú ý hắn trên thân vật đáng sợ nhất. Tại cánh tay phải của hắn phía trên. Ngay một khắc này, xương máu hội tụ bên trong, cái kia bốn cái vòng tròn kiếp vòng, lại tại thời khắc này vặn vẹo biến hóa. Trực tiếp biến thành màu máu. Loại kia dữ tợn huyết sắc, giống như tử thần, bất kể là ai chỉ nhìn một chút, tuyệt đối cả đời đều khó mà quên được. Nhưng, càng đáng sợ không phải huyết sắc, mà chính là kiếp vòng biến hóa. Theo huyết sắc vòng tròn, vặn vẹo biến thành bốn cái huyết sắc dữ tợn mặt thú. Không sai, cùng Lý Thiên Mệnh màu đen văn tự khác biệt, hắn kiếp vòng thành huyết sắc thú mặt, mà lại mỗi một cái đều không giống nhau. Này huyết sắc thú mặt, như là sống lại, dữ tợn nhìn lấy cái thế giới này. Bốn cái huyết sắc thú mặt kiếp vòng. Nhưng, đây là kết thúc sao? Tại vạn chúng rung động, ngốc trệ, run rẩy thời điểm, hắn trên cánh tay phải, từ không tới có, huyết sắc bắt đầu tràn ngập, trong nháy mắt tạo thành cái thứ năm kiếp vòng. Đây là một cái long mặt kiếp vòng. Huyết sắc đầu rồng, như cùng ở tại gào thét một dạng. Lý Vô Địch độ kiếp 14 năm, tại thời khắc sinh tử độ ách tiến lên, giác tỉnh năm kiếp luân hồi chi thể, lại toàn bộ hóa thành huyết sắc thú mặt. Phải biết, thứ hai tổ tiên, cũng chỉ là bốn cái huyết sắc kiếp vòng, cũng không hề biến hóa trở thành thú mặt. Có thể, càng nghịch thiên là, thì sau đó một khắc, cánh tay trái của hắn phía trên, xuất hiện lần nữa cái thứ sáu kiếp vòng. Đây là một đầu kỳ lân thú mặt, cùng long tướng giống như, nhưng là càng rộng lớn một số. Cho đến bây giờ, hết thảy sáu cái huyết sắc thú mặt kiếp vòng, như là sáu đầu thái cổ giết hại cự thú, hội tụ ở tại trên thân một dạng, giờ phút này, ngút trời gào thét. Sáu kiếp luân hồi chi thể. Đông Hoàng Tông trong đám người, Hoàng Phủ Phong Vân lùi lại ba bước, hai mắt nổi bật đến cơ hồ rơi xuống, phát ra một tiếng kinh thiên gọi tiếng. Oanh! Toàn bộ Đông Hoàng Tông nghe được cái này sáu cái chữ, nhìn đến cái kia huyết sắc ngập trời nam tử, đều đã ngây ra như phỗng. Trong lòng của mỗi người, cơ hồ đều nhấc lên thao thiên cự lãng. Càng là cường giả, càng là biết, đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Lý Thị Thánh tộc trong lịch sử, chưa từng xuất hiện qua cái thứ sáu kiếp vòng, càng không xuất hiện qua, chẳng những biến sắc, mà lại biến thành dữ tợn thú mặt kiếp vòng. Đương nhiên, đây là bọn họ chưa thấy qua, Lý Thiên Mệnh vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp. Lý Vô Địch, làm sao có thể a? Hắn không phải đã phế đi 14 năm sao? Làm sao có thể, làm sao có thể? Trận này oanh động, đã là động đất cấp bậc. Mỗi một cái tông lão, đều há to mồm, trong ánh mắt tơ máu trải rộng. Ngẩn đến giống cái kẻ ngu. Nhất là thượng quan Tĩnh Thù, té ngồi trên mặt đất, toàn thân đều đang run rẩy, loại này run rẩy không phải hoảng sợ, mà chính là rung động. Đã vượt ra sáu, chính là đã vượt ra đệ nhất tổ tiên. Đệ nhất tổ tiên quá huy hoàng, cho nên, sáu, cái số này, thuộc về đã vượt ra sức tưởng tượng. Càng đáng sợ chính là, Lý Vô Địch không phải người trẻ tuổi, hắn giờ phút này triển hiện ra cường đại, chỉ là khí tức, cũng đủ để cho tất cả người xem. Trong lòng run sợ. Thiên phú ngang dọc thiên tài không đáng sợ, thiên phú nghịch thiên cường giả đâu. Lòng của mỗi người, đều đã bị nghiền ép mà qua. Bao quát Vũ Văn Phụng Thiên, Tô Vân chỉ bọn người. Tuyệt đối là chướng nhãn pháp, Lý Vô Địch là cái tuyệt thế tàn phế. Vũ Văn Phụng Thiên bệnh tâm thần giống to, muốn có được người bên cạnh tán thành. Nhưng là, bao quát Tô Vân chỉ ở bên trong, đều ngơ ngác nhìn hắn. Rút ra độc long thứ một khắc này. Ai còn dám nói, khí thế kia ngập trời Lý Vô Địch, là tàn phế. Đây là thiên chi thánh cảnh khí tức. Còn có, binh khí trong tay của hắn, là thứ hai tổ tiên Lý Tinh Hà, xích huyết hoang đao. Nắm giữ hơn 40 đầu thánh thiên văn thánh thú binh. Tô Vân chỉ nói ra câu nói này thời điểm, nước mắt đều sập đi ra. Hắn ngược lại không phải là khóc, mà chính là bị hết thảy trước mắt, dọa đến không có khống chế lại. Làm địa chi thánh cảnh. Bọn họ biết thiên chi thánh cảnh cường đại, bởi vì toàn bộ Đông Hoàng cảnh, trước đó, chỉ có một cái thiên chi thánh cảnh. Cái kia chính là, Thánh Hoàng. Nghe được câu này, lại thêm chính mình thấy, Vũ Văn Phụng Thiên đồng dạng té ngồi trên mặt đất. Hắn nhớ lại hơn 10 năm trước, chính mình đem độc long thứ giao cho Vũ Văn Thái Cực thời điểm. Ngày nào đó, làm cái kia Lý Thị Thánh tộc người trẻ tuổi, theo Trầm Uyên chiến trường trở về, ngây ra như phỗng, khóc ròng ròng. Mặt mũi tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng thống khổ thời điểm, hắn nhịn cười không được. Khi đó, hắn nói một câu. Nhất định phải chết nhất tộc, còn muốn lại lật lên sóng gió. Tuổi trẻ,
cũng không biết chết chữ viết như thế nào. Mà bây giờ, cái kia tóc máu phấn khởi, như ma quỷ một dạng người, hắn vẫn là năm đó cái kia, co lại tại trên mặt đất thút thít người trẻ tuổi sao. Chỉ thấy hắn hai mắt biển máu lăn lộn, chính là một bước, liền đi tới Vũ Văn Thái Cực trước mặt. Mà Vũ Văn Thái Cực, đã sớm không có lại đụng Lý Thiên Mệnh, mà chính là như một cây trụ một dạng, trú tại nguyên chỗ, Đông Hoàng kiếm cắm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn đối thủ của hắn. 14 năm, ta cho tới bây giờ không nghĩ tới, nhân sinh của ta, còn sẽ có một ngày như vậy. Vũ Văn Thái Cực cười, có thể trong tươi cười, lại có nước mắt dũng mãnh tiến ra. Đây không phải nói hắn sợ, mà chính là cảm khái. Có thể cái này 14 năm, ta đều tại chờ đợi ngày này. Lý Vô Địch thanh âm khàn khàn, biển máu vô tận hai mắt, thiêu tại Vũ Văn Thái Cực trên thân. Vũ Văn Thái Cực, kết thúc. Tại Lý Vô Địch sau lưng, hắn cộng sinh thú, đồng dạng tại lúc này, phát sinh nghịch thiên thuế biến. Nó đã sớm tại tổ địa, lấy tổ tiên lưu lại tiến hóa nguyên, lặng yên tiến hóa, chỉ là vẫn lấy độc long thứ áp chế, như cùng một con lão thú. Mà bây giờ, Lý Vô Địch phá kiếp ngày, cũng là nó phá kiếp ngày. Ầm ầm. Huyết nhục của nó, bắt đầu điên cuồng sinh sôi, lớn mạnh. Cái kia khô khan lông vũ, tỏa sáng tân sinh, mở rộng chỉ ít có gấp 10 lần, từng chiếc biến thành màu máu. Một đầu huyết sắc côn bằng, bay vút lên trời, dương cánh ở giữa, già thiên tế nhật. Cấp 6 thánh thú, thượng cổ huyết ngục côn bằng. Chấn thiên kinh hô, lần nữa bao phủ. Người nào có thể biết, hắn thái hư côn bằng, đã tiến hóa đến loại trình độ này. Thượng cổ huyết ngục côn bằng. So với cái kia âm ma thao thiết, dương ma thao thiết cùng nhau cũng còn phải lớn. Cái kia ngập trời huyết sắc, tựa như là một cái biển máu, sắc bén kia nanh vuốt, chính là lớn nhất đao sắc bén kiếm, có thể so với thánh thú binh. Mà giờ khắc này, Lý Vô Địch cùng huyết ngục côn bằng, hội tụ cùng một chỗ, lạnh lùng nhìn lấy đối thủ của hắn. Vẫn là cùng người trước kia một dạng, ưa thích phô trương thanh thế, dùng khí thế đến gây mê chính mình sao. Vũ Văn Thái Cực nhấc lên Đông Hoàng kiếm. Cùng hai đại cộng sinh thú cùng một chỗ, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Hắn cười đến dữ tợn, vặn vẹo, không phải cố ý, mà chính là tâm cảnh đã loạn. Hắn coi là Lý Vô Địch sẽ cùng hắn nói nhảm vài câu, thế nhưng là giờ khắc này, trong mắt của hắn Lý Vô Địch, thì như huyết ma, tử thần. Hắn hai mắt biển máu lăn lộn, mình trần nắm chặt xích huyết hoang đao, sau lưng vạn cổ huyết ngục côn bằng, triển khai to lớn huyết dực, che cản Vũ Văn Thái Cực trong mắt mặt trời gay gắt. Trong lúc nhất thời, trời đất mù mịt. Ầm ầm. Giờ khắc này, Lý Vô Địch cùng vạn cổ huyết ngục côn bằng, cùng một chỗ trùng sát mà đến. Lý Vô Địch cùng thi triển Đông Hoàng kiếm Vũ Văn Thái Cực, trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau. Một khắc này, đầy trời huyết khí, trực tiếp nuốt sống Vũ Văn Thái Cực hắc bạch nhị khí. Chết. Vũ Văn Thái Cực lấy Đông Hoàng kiếm, thi triển Thái Thượng Trảm Thần Quyết, trung cực một kiếm thượng thương trảm thần. Một kiếm trảm vô tận kiếm khí ngút trời, lít nha lít nhít, hỗn tạp hắc bạch nhị khí, xuyên qua thần tiêu, trên bầu trời, xuất hiện vô tận kiếm hoa, chói lọi vô cùng. Âm ma thao thiết cùng dương ma thao thiết, hai bên cực nhanh tiến tới, thần thông tàn phá bừa bãi. Âm dương gặp gỡ, thiêu đốt cùng giá lạnh đập vào, phát sinh chấn thiên nổ tung. Toàn lực thi triển Vũ Văn Thái Cực, vẫn cường đến đáng sợ. Nhưng là, đối mặt đây hết thảy, Lý Vô Địch mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Trong nháy mắt buông xuống, tại vô tận xương máu vẩn quanh bên trong, một đao giết ra. Đây là thứ hai tổ tiên tuyệt học, huyết ngục đao kinh. Rất nhiều người trực tiếp đều nhận ra, đây cơ hồ là Lý Thị Thánh tộc đáng sợ nhất chiến quyết, nhưng là đã sớm thất truyền. Mà bây giờ, Lý Vô Địch chẳng những sử dụng ra, một đao, vạn đạo huyết kiếp, dữ tợn bá đạo, hung tàn khủng bố. Dưới một đao, thế như trẻ tre, vạn đạo huyết kiếp, như là thương thiên kiếp nạn. Vô số huyết khí đao cương, bao phủ xuống. Cùng lúc đó, cái kia thượng cổ huyết ngục côn bằng, một lần vỗ cánh, vô số huyết sắc lông vũ như là huyết kiếm, đầy trời rơi xuống, đạo này thần thông, ngược lại là cùng huỳnh hỏa phần thiên vũ linh cực kỳ tương tự. Rầm rầm rầm, cái gì gọi là chân áp? Không người là đối thủ Vũ Văn Thái Cực, ngộ đến bây giờ Lý Vô Địch, chính là bị chân áp. Ngập trời huyết hải chi chung, lẫn vào vạn đạo huyết kiếp cùng thượng cổ huyết ngục côn bằng thần thông. Bạo sát mà xuống, một đao kia, Vũ Văn Thái Cực trực tiếp sụp đổ. Phốc phốc phốc, âm ma thao thiết cùng dương ma thao thiết bị đao cương cùng huyết sắc vũ mao trường kiếm, trong nháy mắt xuyên qua, giết đến thủng trăm ngàn lỗ. Tuy nhiên không chết,
nhưng cũng đã thê thảm cùng cực. Trong lúc nhất thời, cái này hai đầu cộng sinh thú dưới chân, máu chảy thành sông. Thế mà, Vũ Văn Thái Cực tan tác đến thảm hại hơn. Một sát na này, đao kiếm giao phong, bị đánh bay đi ra là Đông Hoàng Kiếm. Cái kia Đông Hoàng Kiếm, rơi vào Lý Thiên Mệnh dưới chân, ong ong chấn động, phía trên còn lây dính Vũ Văn Thái Cực trên bàn tay huyết. Phốc phốc, dưới một đao, Vũ Văn Thái Cực tay trái, trực tiếp bay ra ngoài, đập vào Vũ Văn Phụng Thiên trước mắt. A, à, Vũ Văn Thái Cực sắc mặt trắng bệch, đau kêu một tiếng, đầu đầy mồ hôi. Trước mắt cái kia tóc máu cuồng ma, đã đem hắn đánh tan, đây là sự thật không thể chối cãi. Lý Vô Địch, hắn cắn răng gào thét, tròn mắt tận nứt. Dù là đến giờ phút này, hắn cảm giác đều giống như tại làm một trận báo ứng nhóm ác mộng. Hắn đến bây giờ đều không có nghĩ thông suốt, một cái phế đi 14 năm người, vì cái gì, sẽ đáng sợ như thế. Bại tướng dưới tay, người sớm đã chết, làm gì oan hồn bất tán. Một khắc này, bóng ma tử vong theo lòng bàn chân vào đến, trong nháy mắt lan tràn đến đỉnh đầu. Bởi vì, Lý Vô Địch đã đứng tại trước mắt của hắn, hai mắt huyết quang ngập trời, trong tay xích huyết hoang đao, đã đặt ở hắn trên đỉnh đầu. Xích huyết hoang đao sắc bén, giờ phút này đã cắt vỡ Vũ Văn Thái Cực ra đầu, đặt ở xương sọ của hắn phía trên. Máu tươi ào 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 rơi xuống, chảy vào ánh mắt của hắn, lỗ tai, miệng, cái này khiến Vũ Văn Thái Cực xem ra, càng thêm dữ tợn. Đến thời khắc này đến, người nào nhìn không ra, Vũ Văn Thái Cực đã chiến bại. Mà lại là một trận thảm bại. Tại Lý Vô Địch trước mặt, tóc tai rối bời, toàn thân nhuốm máu, cánh tay trái đứt gãy hắn, như cùng một cái tôm tép nhãi nhép. A, à, đúng vào lúc này, Lý Vô Địch đao chuyển hướng, từ dưới mà lên vẩy một cái, huyết quang xẹt qua thời điểm, Vũ Văn Thái Cực cánh tay phải đồng dạng bay ra ngoài. Giờ khắc này, Vũ Văn Thái Cực đã là không cánh tay người, như thế nào còn có thể lấy thêm ra Đông Hoàng Kiếm. Lý Vô Địch, hắn cắn nát bờ môi, nhìn chòng chọc vào hắn, có lẽ, liền muốn để Lý Vô Địch, cùng hắn nói một câu. Thấy rõ ràng, Lý Vô Địch thanh âm lạnh lùng như xương lạnh. Sau đó, Vũ Văn Thái Cực trông thấy, cái kia thượng cổ huyết ngục côn bằng, từ trên trời giáng xuống, nhào vào cái kia âm ma thao thiết trên thân. Âm ma thao thiết, toàn thân nhuốm máu, thê thảm cùng cực. Mà lúc này, cái kia huyết sắc côn bằng móng vuốt trực tiếp xé rách thân thể của nó, lấy miệng chim vào đến, trong nháy mắt cắn ra một cái khiêu động trái tim. Sau đó, há miệng một nuốt, nuốt vào. Vũ Văn Thái Cực lại lần nữa tròn mắt tận nứt. Sướng rồi sao, đây là bắt đầu. Lý Vô Địch thanh âm bắt đầu run rẩy, không phải hoảng sợ, mà chính là hưng phấn, mà chính là báo thù tại thoải mái, tại thời khắc này, bắt đầu bạo phát. Lại là một tiếng bén nhọn chim hót. Làm âm ma thao thiết ngã xuống thời điểm, dương ma thao thiết vừa mới sắp chết xông lên. Ầm ầm, thượng cổ huyết ngục côn bằng, lấy che trời huyết dực, trực tiếp đem đập tại trên mặt đất. Sau đó, xé rách hắn thân thể, khai ra trái tim, há miệng nuốt xuống. Sau đó, ngút trời rít lên. Cái này cấp 6 thánh thú thanh âm, bén nhọn, kịch liệt, nhói nhói thiên địa. Oanh! Trong khi vỗ cánh phi lên, hướng về Đông Hoàng Tông phương hướng bay tới thời điểm, tất cả mọi người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, cuống quýt lui lại. Vũ Văn Phụng Thiên, Lý Vô Địch hai mắt màu đỏ ngòm, vượt qua Vũ Văn Thái Cực, thấy được cái kia run rẩy lão giả. Không chỉ là hắn run rẩy, bao quát Hoàng Phủ Phong Vân chờ một chút, đã sớm té ngồi trên mặt đất, hoảng nhiên thất thố. Dù là Lý Vô Địch lúc này thời điểm không có nhằm vào bọn họ đều sợ vỡ mật, bởi vì, đây là Lý Thị Thánh Tộc trong lịch sử, tuyệt đối nhân vật đáng sợ nhất. 6 kiếp luân hồi, 6 cái huyết sắc thú mặt kiếp vòng. Bọn họ cũng không biết, điều này có ý vị gì. Giết a! Vũ Văn Phụng Thiên hướng về phía bên người tông lão quát. Thế nhưng là, lên làm cổ huyết ngục côn bằng vọt tới thời điểm, chỉ có Tô Vân chỉ mấy người bọn hắn tông lão vẫn còn, những người khác toàn bộ chạy. Tô ra ba vị tông lão, còn không phải sắc mặt trắng bệch. Cùng tiến lên, bọn họ ba vị, tăng thêm Tần Vu Liệt, Trần Nam Thiên, Công Tôn Thắng Kỷ, còn có Vũ Văn Phụng Thiên, 7 người thất thú. Tại nỗi sợ hãi này tuyệt vọng trước mắt, liều chết đánh cược một lần. Giết! Đến đón lấy mọi người nhìn đến, cứ như vậy một đầu cộng sinh thú, giết đến bọn hắn 7 người thất thú, máu chảy thành sông. Phốc phốc phốc! Cái gì hám thiên thao thiết, vạn nhãn đằng xà, trực tiếp xé rách, há miệng thì ăn. Thượng cổ huyết ngục côn bằng chỗ đến,
cộng sinh thú toàn bộ chết thảm. Cái kia Trần Nam Thiên Tông lão, khống chế một đầu tinh hà tuấn mã trùng sát mà đến, chiến quyết còn không có thi triển đi ra, trực tiếp làm trên cổ huyết ngục côn bằng, một cánh đập thành thịt nát. Tần Vu Liệt, Công Tôn Thắng Kỷ, bị một đạo huyết sắc cuồng phong, trực tiếp xé rách vỡ nát, đầu lâu bay ra ngoài. Tô gia ba vị tông lão, kiên trì thời gian coi như lớn lên, mà lại bọn họ tại trong kinh hoàng, vội vàng chạy trốn. Nhưng là, thượng cổ huyết ngục côn bằng bay lên, quản ngươi chạy đến địa phương nào, thần thông sở hướng, huyết sắc vũ mao hình thành phong bạo, cuồn cuộn cuốn tới, đem chìm ngập. Phốc phốc, ba người toàn bộ xuyên thủng, thân thể nho nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ. Cái tràng diện này, nhìn đến Đông Hoàng Tông người khí huyết quay cuồng, nhìn về phía cái kia Lý Vô Địch ánh mắt, đã ngốc trệ. Người nào đều biết hắn là ai. Nhưng, người nào lại cũng không nhận ra, hắn đến cùng là ai. Bọn họ chỉ thấy, Vũ Văn Phụng Thiên sắc mặt như giấy trắng, mềm mại đến ngã xuống thượng cổ huyết ngục côn bằng trước mắt. Làm hắn ngẩng đầu thời điểm, cái kia to lớn huyết sắc bằng điểu cao cao tại thượng, lệch ra cái đầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Vũ Văn Phụng Thiên. Nó vậy mà mở miệng, thì chết thần một dạng nhìn lấy cái này run rẩy, nói không ra lời người. Tha ta, tha ta, ta sai rồi. Ta tha ngươi, người nào đến tha ta cái này 14 năm, sống không bằng chết. Thượng cổ huyết ngục côn bằng thanh âm khàn khàn nói. Ta sai rồi, Vũ Văn Phụng Thiên hai tay bưng bít lấy cổ họng, trừng to mắt, hắn muốn rất dùng lực, mới có thể nói ra lời. Ngươi không sai. Ngay một khắc này, bay tới một đạo độc long thứ, trong nháy mắt đâm vào Vũ Văn Phụng Thiên ở ngực, trong nháy mắt xuyên thấu. A! À, Vũ Văn Phụng Thiên ngã lăn xuống đất phía trên, một bên đánh lăn, một bên kêu thảm. Cái kia thê thảm thét lên, làm trên cổ huyết ngục côn bằng nhớ tới ngày nào đó. Nó trong hai mắt, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ ngòm. Giờ khắc này, nó theo huyết sắc bằng điểu, bỗng nhiên hóa thành một đầu huyết sắc đại côn. Nó tại mây máu chỉ bên trong du tẩu, phun ra một dòng lũ lớn, đem Vũ Văn Phụng Thiên giam ở trong đó. Cái kia huyết sắc dòng nước lũ, ngưng kết thành một cái huyết sắc hình cầu, hóa thành trạng thái cố định, nhưng vẫn có thể nghe được, Vũ Văn Phụng Thiên ở bên trong kêu thảm. Hô! Cái kia huyết sắc đại côn, đem cái này bao vây lấy Vũ Văn Phụng Thiên huyết cầu, trực tiếp ăn vào trong bụng. Sau đó, nó mặt hướng Đông Hoàng Tông, gầm thét lên. Vũ Văn Phụng Thiên, bị ta, khấp huyết cầu, bao khỏa, tiếp đó, hắn đem tiếp nhận, khấp huyết hàn khí, cùng, độc long thứ, song trọng nỗi khổ, tại ta trong bụng, 14 năm bất tử. Cái này 14 năm, ta muốn để hắn nhận hết gấp 10 lần khó khăn, nợ máu trả bằng máu. Một tiếng này nắm giữ 65 điểm sao, cấp 6 thánh thú, gào thét, tạo thành Đông Hoàng dãy núi, lại lần nữa động đất. Không chỉ là khắp nơi oanh động, trong lòng của mỗi người, đều tại oanh động. Dừng ở đây, Vũ Văn Thái Cực vây cánh, toàn bộ chết sạch. Một cái kết cục tốt đều không có. Nhất là Vũ Văn Phụng Thiên, bị khấp huyết cầu bao khỏa, bị thượng cổ huyết ngục côn bằng nuốt vào, nó nói làm cho hắn 14 năm bất tử, hắn sẽ không phải chết. Chẳng những bất tử, còn muốn thống khổ gấp 10 lần. Tàn nhẫn sao? Có thể, cái này gọi tự làm tự chịu, gọi nợ máu trả bằng máu. Mọi người đều biết, cái này còn chưa kết thúc, bởi vì Vũ Văn Thái Cực còn không có bị báo ứng đâu. Người nào không biết, 14 năm trước, hắn thiết kế giết hại huynh đệ, để Lý Vô Địch chịu khổ 14 năm, cố tìm đường sống trong chỗ chết, thậm chí, còn bức tử Lý Vô Địch thê tử. Vũ Văn Thái Cực, đến từ Lý Vô Địch thanh âm, tựa như là âm lãnh tử hồn. Hắn buông xuống xích huyết hoang đao, trong tay cầm một vật độc long thứ. Độc long thứ phía trên, dính đầy Lý Vô Địch huyết. Ha ha ha, Vũ Văn Thái Cực giống như điên cuồng, mặt mũi tràn đầy đều là huyết, hắn lại tại điên cuồng cười to. Thẳng đến Lý Vô Địch, bóp lấy cổ của hắn, để hắn tại trong tay mình, chỉ có thể run rẩy. Thử một lần, tư vị này. Lý Vô Địch tay cầm độc long thứ, một chút xíu đâm vào thân thể của hắn. Huynh đệ, màn này, để cho ta nhớ tới 14 năm trước, ta đem độc long thứ, ban cho ngươi ngày nào đó. Cho đến lúc này, hắn chả đang giãy giụa, còn tại cười. Ta cũng nghĩ tới. Lý Vô Địch thân thủ đẩy, trực tiếp xuyên thủng. A! À, Vũ Văn Thái Cực nhìn lên thương thiên, hai chân không ngừng loạn đạp, thảm như vậy hình, người nào còn nhớ rõ, hắn vừa mới đại sát tứ phương, đến cùng đến cỡ nào uy phong. Hai hàng máu và nước mắt, theo trong mắt chảy ra tới. Lúc này thời điểm,
Lý Vô Địch trong tay, xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu tím. Cái này gọi phệ huyết hỏa, sau người Minh Yểm Hoa Độc chơi vui, thật tốt nhấm nháp 30 năm. Hắn nặn ra Vũ Văn Thái Cực miệng, đem cái này phệ huyết hỏa nhét vào, sau một khắc, Vũ Văn Thái Cực toàn thân thiêu đốt, nhưng là, không chết được. Phệ huyết hỏa, tăng thêm khớp huyết hàn khí, như nước với lửa, lại có độc long thứ. Ngươi để cho ta 14 năm, mặt không toàn không phải, ngươi để cho ta đau mất người yêu, tiếc nuối cả đời. Hôm nay, ta đưa ngươi 30 năm, muốn sống không được, muốn chết không xong. Độc long thứ tăng thêm phệ huyết hỏa, Vũ Văn Thái Cực đã chỉ có thể kêu đau đớn, không cầm được co rút, thành triệt triệt để tàn phế. Mộc Hà. Trong tiếng kêu thảm, Vũ Văn Thái Cực nhìn chòng chọc vào hắn, hắn bỗng nhiên lần nữa cười. 30 năm sau, chờ ta vừa chết, ta liền có thể đi Hoàng Tuyền địa ngục, cùng nàng gặp gỡ. Ha ha! Hắn điên thật rồi. Bằng không, sẽ không nói loại này si mộng. Rất tốt, vậy ta thì mở ra một con đường, để ngươi trăm năm bất tử. Lý Vô Địch nhuốm máu ánh mắt, cơ hồ nhỏ ở trên người hắn. Mà Vũ Văn Thái Cực, chỉ có thể run rẩy, kêu đau, co rút, thời khắc tiếp nhận phệ huyết hỏa cùng độc long thứ nỗi khổ. Mà lại, Lý Vô Địch thay đổi chủ ý. Hắn muốn trả thù hắn 100 năm. Không ai có thể làm thánh mẫu. Không phải vậy, thử một lần 14 năm sống không bằng chết. Cho đến lúc này, Vũ Văn Thái Cực, rốt cục sợ hãi. Hắn tại trong thống khổ, ngơ ngác nhìn Lý Vô Địch. Có thể nói cho ta biết, ta vì sao lại thua thảm như vậy sao? Hắn mờ mịt mà thống khổ nói. Lý Vô Địch chỉ trên tay 6 cái thú mặt kiếp vòng. Nhìn thấy không? Bởi vì, ta là bất tử bất diệt, nghịch thiên cải mệnh mệnh kiếp nhất tộc. Bởi vì, ta yêu nàng như mạng, đời này, ta không cho ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới, lão tử không cảm tử. Hồi tưởng lại người kia nhi, hắn chảy xuống máu và nước mắt. Đã từng, ta không có thực lực, thủ hộ ta chỗ thích người. Lúc này, ta cửu tử nhất sinh, tiếp nhận 14 năm không phải người tra tấn, ta mới có thể về tới đây, để ngươi Vũ Văn cha con, nợ máu trả bằng máu. Ta hướng nàng thề qua. Cả đời này, nhất định muốn làm một cái không người là đối thủ người. Chỉ có dạng này, ta mới có thể tại ngươi bực này tội nghiệt ngập trời chi người trước mặt, thủ hộ ta chí thân, giết sạch các ngươi trò bối. Sau đó, thương thiên bất tử, ta cũng không diệt. Một ngày này, chỉ là bắt đầu. Đệ nhất tổ tiên 50 năm độ kiếp, xông phá cổ chi thánh cảnh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Mà hắn Lý Vô Địch, sinh tử 14 năm, mỗi một năm tiếp nhận nỗi khổ, siêu việt người khác gấp trăm lần. Hắn cường giả chi lộ, bất quá là, vừa mới bắt đầu. Mà Vũ Văn Thái Cực, đã kết thúc. Nghe xong đây hết thảy, Vũ Văn Thái Cực trên mặt đều là tuyệt vọng. Tại hắn lớn nhất lúc tuyệt vọng, thượng cổ huyết ngục côn bằng khớp huyết cầu, đem vây quanh, khớp huyết hàn khí nhập thể, hội tụ phệ huyết hỏa, độc long thứ. Tam đại tra tấn, trăm năm không diệt. Thượng cổ huyết ngục côn bằng, làm cho hắn trăm năm muốn chết cũng khó khăn. A, à, làm khớp huyết hàn khí nhập thể một khắc này, Vũ Văn Thái Cực kêu thảm, lần nữa để Đông Hoàng Tông, Vân Tiêu Kiếm phái tất cả mọi người, tê cả ra đầu. Sau đó, nhìn tận mắt, cái kia thượng cổ huyết ngục côn bằng há miệng một nuốt, đem Vũ Văn Thái Cực nuốt vào. Làm Vũ Văn Thái Cực biến mất tại cái này bên trong thiên địa thời điểm, mênh mông chi trong đất, chỉ còn sót. Một cái tóc máu cuồng ma. Một thanh xích huyết hoang đao. Một đầu, thượng cổ huyết ngục côn bằng. Còn có hắn nhìn lấy thương thiên, hét dài một tiếng. Đông Hoàng cảnh, lão tử Lý Vô Địch, về đến rồi. Vừa rồi còn náo nhiệt, sôi trào Đông Hoàng dãy núi, bỗng nhiên lâm vào chết yên tĩnh giống nhau bên trong. Tô Vân Chỉ, Trần Nam Thiên đám người thi thể còn đang rỉ máu, nhìn thấy mà giật mình. Đến hàng vạn mà tính người, lấy cứng ngắc ánh mắt, ngơ ngác nhìn cái kia tóc máu nam tử, cổ đều cứng ngắc lại. Thời gian dài, chật đều chật bất động. Vũ Văn Thái Cực, lên làm tông chủ còn không có một canh giờ đâu, liền không có. Cho đến giờ phút này, rất nhiều người mới kịp phản ứng. Đông Hoàng Tông bố cục, lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, đây là trước đó chưa từng có hài hòa một lần, mạnh nhất tông chủ, cùng thiên phú đáng sợ nhất thiếu tông chủ, bọn họ là cha con, không còn là cừu địch. Vũ Văn Thái Cực, vốn chính là dựa vào hung ác chinh phục Đông Hoàng Tông. Cho đến nay, người không phục khắp nơi đều là. Mà Lý Vô Địch, là thuần chính Lý Thị Thánh Tộc, nguyên bản Đông Hoàng Tông chủ.
đây hết thảy đến cùng ý vị như thế nào, rất nhiều người trong lòng, vẫn là sóng to gió lớn. Tại cái này vạn chúng tĩnh mịch bên trong, Diệp Thiếu Khanh kéo lấy đẩy người kiếm ngân thân thể, đi vào Lý Vô Địch trước mắt. Ánh mắt của hắn nóng rực, kích động vạn phần nhìn lấy máu này phát người, hốc mắt đã đỏ lên. Ra sân hình ảnh đầy đủ đẹp trai a ngươi, thành thật khai báo, đến cùng chính mình diễn tập qua bao nhiêu lần. Hắn trùng điệp đập một cái Lý Vô Địch ở ngực, bất quá, khiên động thương thế, đau đến chính hắn nhe răng trợn mắt. Đừng lau hắc ta là bị ổi như vậy người sao? Lý Vô Địch bĩu môi, thu hồi xích huyết hoang đao. Hắn thống khoái, cũng giải thoát rồi, thoải mái hơn. Ánh mắt của hắn, rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, nói thế nào, hốc mắt cũng đã đỏ bừng. Vừa mới tuyệt đối sinh tử một đường, may mắn là Đông Hoàng kiếm cứu mình. Đinh! Lý Vô Địch chìa tay ra, cái kia trầm trọng Đông Hoàng kiếm, rơi vào trên tay của hắn. Hắn muốn nắm giữ Đông Hoàng kiếm, dùng cái này mặt đối với kế tiếp tông môn chi chiến. Rất nhiều người trừng to mắt, nhìn lấy cha con bọn họ. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Lý Vô Địch đem trong tay Đông Hoàng kiếm xoay chuyển, sau đó, đem kiếm chui đè vào Lý Thiên Mệnh ở ngực. Có ý tứ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bình thường tới nói, để Lý Vô Địch tay cầm Đông Hoàng kiếm, chiến lực càng mạnh. Không có ý gì, ta không thích dùng kiếm. Lý Vô Địch cười xấu xa lấy, hướng về phía Lý Thiên Mệnh nháy mắt ra hiệu. Ta sử dụng Đông Hoàng kiếm, chỉ sợ rất dễ dàng khiến người ta cướp đi. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, trời mới không phải cường giả, cái này Đông Hoàng cảnh, có thể đánh bại hắn quá nhiều người. Thiên Mệnh con ta. Lý Vô Địch đem Đông Hoàng kiếm đè vào lồng ngực của hắn, sau đó lấy hai mắt màu đỏ ngòm, liếc nhìn bốn phía, sau đó lớn tiếng nói. Ngươi thỏa thích sử dụng Đông Hoàng kiếm, chỉ cần ta Lý Vô Địch còn sống, ai dám đoạt ngươi Đông Hoàng kiếm, ta liền chặt chết ai. Cái này bá đạo, phóng khoáng một câu, nói cho tất cả mọi người nghe. Qua. Một tiếng ồn ào bao phủ ra. Cơ hồ tất cả mọi người, đều hâm mộ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đông Hoàng cảnh trong lịch sử, Đông Hoàng kiếm đều từ tối cường giả nắm giữ, chưa từng có một người trẻ tuổi, có thể nắm giữ sử dụng tư cách. Tất cả mọi người sợ bị cướp đi. Nhưng, có Lý Vô Địch câu nói này, có hắn bảo bọc, ai có thể cướp đi. Đông Hoàng kiếm, vốn chính là ngươi tại cảnh vực chi chiến đoạt được chiến lợi phẩm, vốn là liền thuộc về ngươi. Đông Hoàng kiếm ảo diệu vô cùng, có thần bí nhất thiên văn, người thậm chí có thể dùng đến, lĩnh hội thiên ý cảnh giới. Cầm tốt, tốt sinh sử dụng, chớ có bôi nhọ Đông Hoàng kiếm uy danh. Lý Vô Địch ánh mắt nóng rực nhìn lấy hắn. Thu hồi người câu nói sau cùng đi, bởi vì, không có khả năng tồn tại. Lý Thiên Mệnh cười to, nói thật, giờ khắc này tâm tình thực sự quá đã thoải mái. Đoạt được Đông Hoàng kiếm ngày nào đó, chỗ lấy lập tức giao cho Diệp Thiếu Khanh. Chính là sợ Vũ Văn Thái Cực tranh đoạt. Mà bây giờ, nơi nào còn có Vũ Văn Thái Cực? Chẳng những không có Vũ Văn Thái Cực, còn có một cái nghịch thiên người, Đông Hoàng Tông chân chính tối cường giả Lý Vô Địch. Tại vạn chúng ồn ào, hâm mộ bên trong, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm ở Đông Hoàng Kiếm. Ong ong! Một khắc này, Đông Hoàng Kiếm bởi vì một lần nữa trở lại trong tay của hắn mà chấn động. Lý Thiên Mệnh giơ lên một kiếm này thời khắc, tiếng vỗ tay như sấm động. Mọi người đối Lý Thiên Mệnh tính tình, đã sớm bội phục, yêu thích, hiện tại, lại thêm xem ra còn coi như không tệ Lý Vô Địch, bọn họ cái này cha con tổ hợp, tăng thêm Diệp Thiếu Khanh, từ Lý Thị Thánh tộc nghịch thiên chi tài mang tới hy vọng, chí ít so Vũ Văn Thái Cực cường thịnh gấp một vạn lần. Thử hỏi, kết cục như vậy xuất hiện, Đông Hoàng Tông toàn thể, làm sao có thể không lệ nóng doanh tròng, chấn thiên gieo hò. Mà giờ khắc này, Lý Vô Địch ánh mắt, liếc nhìn tất cả mọi người Đông Hoàng Tông người. Hắn lấy đắt đỏ thanh âm, bao phủ toàn trường, nói. Chư vị Đông Hoàng Tông đồng bào, ta Lý Vô Địch, đầu tiên đại biểu Lý Thị Thánh tộc trăm đời tổ tiên, hướng các vị xin lỗi. Bởi vì chúng ta nhất tộc xuống dốc, dẫn đến Đông Hoàng Tông mất đi hoàn cảnh chấp trưởng giả quyền uy, càng dẫn đến tông môn rớt xuống ngàn trượng. Ngàn năm qua, Đông Hoàng Tông đệ tử, không gượng dậy nổi, chịu đủ nhục nhã, đều là bởi vì chúng ta nhất tộc, không có gánh vác lên tông chủ trách nhiệm. Nhưng bắt đầu từ hôm nay, do ta Lý Vô Địch bắt đầu, lại từ ta con gái Lý Thiên Mệnh, Lý Khinh Ngữ kế thừa. Lần nữa, ta hướng chư vị thề, sau đó bản thân chắc chắn chỉ huy Đông Hoàng Tông, ngóc đầu trở lại. Thẳng đến có một ngày như vậy, chúng ta, một lần nữa quân lâm thiên hạ.
Ta cùng Vũ Văn Thái cực khác biệt, hắn chỉ có thể dựa vào âm mưu, dựa vào hung ác, trấn nhiếp tông môn, giết hại vô tình. Mà ta, sẽ dựa vào thực lực chân chính, tránh thức thủ vệ tông môn, phục hưng chúng ta nhất tộc. Theo một đoạn này lời nói, liền hoàn toàn có thể nghe được, Lý Vô Địch cùng Vũ Văn Thái cực chỗ khác biệt. Cái sau dựa vào lập uy, sát phạt, diệt trừ đối lập. Mà Lý Vô Địch, lại có siêu tuyệt thực lực, còn có Lý Thị Thánh tộc nội tình, bọn họ nhất tộc, tổ huấn nghiêm minh, uy nghiêm đều xem trọng, thưởng phạt phân minh. Cái này, mới thật sự là tông chủ. Hoàng Phủ Phong Vân đứng dậy, la lớn. Lý Thiên Mệnh đều nhịn cười không được, những lão quỷ này thật sự là thức thời, lập tức liền bắt đầu thổi Lý Vô Địch. Bất quá, hắn cũng cảm thấy Lý Vô Địch thật sự là trâu. Trên thế giới này đáng sợ nhất, là có thể ẩn nhẫn người. Mà hắn nhịn 14 năm, lấy bền bỉ lực lượng tinh thần sinh tử tu luyện, loại này người, tâm cảnh của hắn sẽ chỉ so với ai khác đều khủng bố. Đông Hoàng Tông Chủ. Thời khắc này tràng diện đã không cần phải nói, Lý Vô Địch lấy được là càng thêm nóng rực hô hoán. Giờ khắc này Đông Hoàng Tông, mới tính có chân chính định hải thần trụ. Mà làm một cái có tông chủ bảo bọc chân chính thiếu tông chủ, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, thoải mái phát nổ. Theo Chu Tước Quốc đến, kinh lịch các loại hung hiểm, cuối cùng thành chân chính thiếu tông chủ, dưới một người, trên vạn người. Nhân sinh gặp gỡ, khiến người ta sụt xịt. Bái kiến tông chủ. Ngoại môn đệ tử, nội tông đệ tử, hoàng sư, đông hoàng vệ, điện khanh, trưởng lão tông lão, tại thời khắc này, toàn bộ quỳ xuống hành lễ. Chúc mừng tông chủ, ngàn năm về sau, Lý Thị Thánh tộc trọng trưởng Đông Hoàng Tông. Chúng ta tin tưởng vững chắc, tông chủ có thể cho chúng ta Đông Hoàng Tông, lần nữa mở ra một lần vạn năm huy hoàng. Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thù, Triệu Chi Uyên chờ một chút tông lão, lần này tránh thức tâm phục khẩu phục. Bọn họ đều biết Lý Vô Địch, cái này 14 năm, đều gặp rất nhiều lần. Chỉ là, không ai sẽ phỏng đoán đến, hắn sẽ có một ngày này a. Bọn họ chỉ có thể hâm mộ nhìn lấy Diệp Thiếu Khanh, bọn họ cuối cùng minh bạch, Diệp Thiếu Khanh vì cái gì có dũng khí cùng Vũ Văn Thái cực đối kháng. Nguyên lai, Diệp Thiếu Khanh vẫn luôn tại chờ đợi ngày này. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thiếu Khanh chính là ta Đông Hoàng Tông Phó Tông Chủ. Lý Vô Địch lần nữa tuyên cáo. Tông Chủ. Tông môn cho tới bây giờ không có thiết lập qua phó tông chủ. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Không có, cái kia ta hiện tại thiết lập được hay không? Lý Vô Địch cười hỏi tất cả mọi người. Đương nhiên được. Không dùng Hoàng Phủ Phong Vân trả lời, tại chỗ đại bộ phận Đông Hoàng Tông người, trực tiếp cùng kêu lên trả lời. Bọn họ hôm nay được chứng kiến Diệp Thiếu Khanh vì cứu Lý Thị Thánh tộc, trở về chịu chết một trận đại chiến, Diệp Thiếu Khanh biểu hiện ra khí phách, toàn tông đã sớm bị chinh phục. Lý Vô Địch cùng Diệp Thiếu Khanh, đều tương đương mạnh, càng mấu chốt là, bọn họ còn trẻ a. Tuổi trẻ, cường đại, đều là tương lai Đông Hoàng Tông hy vọng. Lý Vô Địch, người an bài cho ta loại vị trí này, cũng không phải là muốn lười biếng, đem tông môn việc vặt vãnh chồng chất đến trên người của ta a. Diệp Thiếu Khanh có dự cảm bất tường. Thông minh, đoán đúng, ta chủ yếu nhiệm vụ, là bồi các vị tổ tiên uống rượu, ta đã bán mình cho tổ tiên, trách nhiệm trọng đại a. Lý Vô Địch tiện như vậy cười nói. Cút! Diệp Thiếu Khanh tại quá trình này, dùng không ít thánh thiên văn linh túy liệu thương, lúc này thời điểm đã đỡ một ít. Hắn khống chế thanh huyền bích hỏa long, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Đi nơi nào? Lý Vô Địch hỏi. Tùy duyên phong, cho ngươi chuyển các ngươi Lý Thị Thánh tộc tôn tòa. Cái này cũng Diệp Thiếu Khanh đã từng nói lời nói. Muốn đem bọn hắn Lý Thị Thánh tộc tôn tòa, một lần nữa bày ở Côn Bằng Thánh Sơn phía trên. Diệp Thiếu Khanh vừa đi đâu, Diệp Thanh thì đã mang theo tộc nhân cùng Lý Cảnh Du, Lý Khinh Ngữ tới. Bọn họ bà tôn hai người, ánh mắt đã sớm đỏ thấu. Lão nương a, người có thể đừng khóc, hôm nay thế nhưng là ngày tháng tốt a, người đến nhảy dựng lên, hát lên mới đúng. Lý Vô Địch giang hai cánh tay, cười nói. Khác a, Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Phải biết nãi nãi người già vũ đạo cùng giọng hát tương đương dọa người. Đem Tùy Duyên Phong cộng sinh thú đều cho hù chạy. Khinh Ngữ, ngươi là ngại nãi nãi nhảy không được khá. Lý Cảnh Du phá đi khóe mắt nước mắt, trừng mắt hỏi. Không phải không phải, nãi nãi dáng múa yêu nhã rung động lòng người, thiên hạ vô song. Đã như vậy, về sau mỗi ngày thưởng thức một canh giờ, nãi nãi dạy ngươi. Không nghĩ tới trải qua sinh tử khảo nghiệm gặp mặt, bọn họ tổ tôn ba đời, lại lấy như thế vui cười phương thức tiến hành. Kỳ thật rất chính xác, các
cao hứng thời gian, cảm động rơi nước mắt đã không có ý nghĩa. Tại Lý Thiên Mệnh đỉnh đầu Đông Hoàng Kiếm, Lý Vô Địch rút ra độc long thứ một khắc này, các nàng bà tôn đã sớm lệ rơi đầy mặt. Khinh ngữ, ôm một cái, Lý Vô Địch giang hai cánh tay đã nửa ngày, thẳng lúng túng. Cha, nàng có chút hoảng hốt, đây là trước kia cái say rượu, nhếch nhác phụ thân sao? Liền Lý Thiên Mệnh đều biết, Lý Vô Địch sẽ phá kiếp, nhưng Lý Khinh Ngữ là thẳng đến hắn xuất hiện một khắc này, mới biết đây hết thảy. Nàng mới là kinh hỉ nhất người. Nhanh điểm, ta không sĩ diện a. Lý Vô Địch trợn mắt nói. Tốt a. Lý Khinh Ngữ lúc này mới hiểu ý cười một tiếng, cùng phụ thân ôm nhau. Nàng có đáp án. Mặc kệ là lúc trước vẫn là hiện tại. Lý Vô Địch, vẫn luôn chỉ có một cái. Là nàng lớn nhất thương tiếc, cũng là thích nhất một cái kia. Lý Thiên Mệnh chỉ nhìn một chút liền biết, bọn họ cha và con gái ở giữa cảm tình, thật sự là nồng phát nổ. Khuê nữ, từ hôm nay trở đi, người nào động tới ngươi một sợi lông, ta thì đào hắn tổ tông 18 đời mồ mả tổ tiên. Lý Vô Địch vô cùng bá đạo mà nói. Cha, ngươi trước nghỉ một lát, chớ nóng vội khoác lác. Lý Khinh Ngữ nói. Kỳ thật nàng là cảm động. Lý Vô Địch người này xem xét cũng là sủng nữ cuồng ma. Trước kia là không có thực lực. Nhất định phải nhẫn nại, cho nên, hắn cảm thấy thua thiệt Lý Khinh Ngữ rất nhiều. Nhưng bây giờ, cái này khuê nữ chính là hắn đời này bảo tàng lớn nhất, so toàn bộ Đông Hoàng Tông đều trọng yếu hơn. Ta đây, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi lăn, nhi tử muốn nhiều chịu khổ, ngươi lên cho ta chiến trường giết địch. Lý Vô Địch nói. Khóc không ra nước mắt a. Đã nói xong trọng nam khinh nữ đây. Đúng vào lúc này, trên trời một đầu thần long bay qua. Diệp Thiếu Khanh đã mang theo côn bằng thánh địa tôn tòa, còn có cửa bảng hiệu, cùng một chỗ mang lên thánh sơn. Đây là Lý Thị Thánh tộc trọng trưởng Đông Hoàng Tông tiêu chí. Thời khắc này Đông Hoàng Tông, nhân tâm nóng rực sở hướng, ai dám không phục. Nhất là, Lý Vô Địch độ kiếp 14 năm, sinh tử khổ tu sự tình đã truyền ra. Đây quả thực là, đủ để tái nhập sử sách truyền kỳ. 14 năm A, độc long thứ thống khổ, ai có thể chịu đựng lấy. Tông chủ chẳng những cường đại, mà lại thiên phú khẳng định rất đáng sợ, so thiếu tông chủ đều thêm ra một kiếp vòng. Thánh hoàng bước vào thiên chi thánh cảnh có thời gian 10 năm, chúng ta tông chủ, nhất định có thể siêu việt. Lý thị thánh tộc ra dạng này một cái nghịch thiên nhân vật, tuyệt đối phải lần nữa quật khởi. Nằm gai nếm mật, sinh tử khổ tu, chỉ vì nhất triều báo thù. Dạng này truyền kỳ, Đông Hoàng Tông, ai không phục. Làm Diệp Thiếu Khanh mang theo tôn tòa leo lên Thánh Sơn thời điểm, Lý Vô Địch mang theo một đám người nhà, đồng dạng nhìn về phía cái hướng kia. Đi, về nhà, Lý Vô Địch nói. Tại vạn chúng reo hò cùng nóng rực trong tầm mắt, đám người bọn họ, đi qua đám người. Tông chủ. Hơn 20 cái tông lão, tại dọc theo đường thời điểm, toàn bộ quỳ trên mặt đất. Tông chủ, những ngày qua bên trong, chúng ta thụ Vũ Văn Thái cực áp bách, thậm chí kém chút hại chết thiếu tông chủ. Chúng ta có tội, mời tông chủ trách phạt. Lấy Hoàng Phủ Phong Vân bọn người cầm đầu, nằm sấp trên mặt đất. Thượng quan Tĩnh Thù, Triệu Chi Uyên hai người, nhất là nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy. Dạng này Lý Vô Địch, bọn họ thật sự là sợ. Tầm mắt của mọi người rơi vào Lý Vô Địch trên thân. Thánh Thiên Phủ các loại ba đại tông môn chiến tranh áp lực phía dưới, hắn sẽ làm thế nào? Các vị, ta ở đây cùng các vị thanh minh một chút. Mấy ngày nay tông môn thủ vệ chiến, Vũ Văn Thái cực làm tốt lắm, đáng giá tôn kính. Ta cho tới bây giờ không nói, hắn đối tông môn không có cống hiến. Đối Đông Hoàng Tông tới nói, hắn có thể làm anh hùng. Ta giết hắn, là bởi vì tư nhân ân oán, là nợ máu trả bằng máu. Cùng tông môn không quan hệ. Thượng quan Tĩnh Thù, Triệu Chi Uyên hai người, cướp đoạt Đông Hoàng kiếm có tội, bất quá, hai người các ngươi thành tâm nhận lầm hối cải, đến đón lấy thủ vệ tông môn. Các người muốn lấy, cụ thể trách phạt, truy cứu biểu hiện, sau khi chiến đấu lại bàn về. Đến mức tại chỗ các vị tông lão, tuy nhiên đã làm nhiều lần để cho ta khó chịu sự tình, nhưng theo tông môn phương hướng cân nhắc, các người cũng không sai lầm. Cho nên, lần này, ta sẽ không trách phạt các ngươi. Nhưng là, từ nay về sau, tông lão hội nhất định phải tuân theo tông chủ, bồi dưỡng thiếu tông chủ, lại không thể làm đối với chúng ta bất lợi sự tình. Nếu không... cũng là tai họa tông môn, tuyệt đối trọng phạt. Các vị, biết được hay không? Vâng, cảm tạ tông chủ khai ân. Tông lão nhóm cùng một chỗ quỳ xuống đất dập đầu, lệ rơi đầy mặt.
Nói thật, cái này một đoạn này lời nói, đã tránh thức để bọn hắn đối Lý Vô Địch, tâm phục khẩu phục. Đây là ân uy cùng làm, đã có khoan dung, lại có cảnh cáo. Không nói tông lão nhóm, trước mắt toàn bộ Đông Hoàng Tông phạm vi bên trong, đã cuồng nhiệt sùng bái Lý Vô Địch. Tông chủ, Vũ Văn gia, còn có một cái Vũ Văn Khai Thái. Đúng vào lúc này, rất nhiều trưởng lão, đem đau thương đờ đẫn Vũ Văn Khai Thái bắt lại tới. Nửa canh giờ trước, hắn trả phong quang vô hạn, mà bây giờ cũng đã đổ vào dưới chân, đau thương ngốc trệ. Tông chủ, xử lý như thế nào? Mọi người hỏi. Dựa theo Vũ Văn Thái cực logic, khẳng định là trảm thảo trừ căn, để bọn hắn cả nhà chết sạch. Vũ Văn Khai Thái. Lý Vô Địch đứng trước mặt của hắn, lấy tay cầm bốc lên khóe miệng của hắn. Ngươi muốn giết ta, Vũ Văn Khai Thái cắn răng nói. Ba. Lý Vô Địch nhất quyền đánh ở trên người hắn, Vũ Văn Khai Thái nhất thời bay ra ngoài 30 mét, đập xuống đất, thất khiếu chảy máu. Phanh phanh phanh. Trong cơ thể của hắn, tựa hồ lực lượng nổ tung, nổ hắn không ngừng phun máu. Ta đem ngươi phế đi, lưu ngươi một cái mạng chó, lăn. Lý Vô Địch nói. Lý Vô Địch, có gan ngươi diệt ta Vũ Văn cả nhà. Vũ Văn Khai Thái thanh âm khàn khàn, hấp hối. Lý Vô Địch cười ha ha. Sau đó, hướng mọi người nói. Từ ngàn năm nay, Vũ Văn thế gia vì bảo trì tông môn, lập xuống qua không ít công lao. Có điều, bây giờ Vũ Văn thế gia, đã không thích hợp lưu tại Đông Hoàng Tông. Cho nên, ta quyết định đem Vũ Văn thế gia, theo chúng ta Đông Hoàng Tông thị tộc bên trong xóa tên, từ đó toàn tộc trục xuất Đông Hoàng Tông. Vũ Văn Khai Thái, mang người tộc nhân đi, từ đó, Vũ Văn thế gia cùng Đông Hoàng Tông, lại không bất kỳ quan hệ gì. Nói thật, Vũ Văn Khai Thái hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể bất tử. Ngươi thì không sợ, chúng ta nhất tộc ngóc đầu trở lại. Chỉ bằng ngươi cái này phế nhân sao? Lý Vô Địch hỏi. Vũ Văn Khai Thái ngẩn ngơ. Hiện tại Vũ Văn thế gia, hắn đã là tối cường giả, hơn nữa còn bị phế. Còn lại, bất quá đều là chi thứ, có thể có tư cách gì? Cút đi. Trong lúc nhất thời, vạn chúng cùng một chỗ khu trục, đây mới là chó mất chủ. Đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Muốn là liền cái này tàn phế Vũ Văn gia tộc đều sợ, cái kia còn làm cái gì tông chủ? Cường giả, vốn là liền lẫm liệt không sợ. Vũ Văn Khai Thái sẽ không hiểu, hắn hôm nay có thể sống sót, là bởi vì bọn hắn tổ tông vì Đông Hoàng Tông làm ra qua cống hiến. Bằng không, sẽ không còn có Vũ Văn thế gia. Kỳ thật bằng vào ta nhi tao ngộ, dưới cơn nóng giận, đồ diệt Vũ Văn cả nhà cũng không tính là gì. Lý Cảnh Du nói. Cái kia vì sao không chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Chủ hung đã chết, những thứ này bất quá là tiểu lâu lâu. Vô Địch, hắn không muốn làm cùng Vũ Văn Thái Cực một người như vậy. Làm Đông Hoàng Tông người, toàn bộ bước vào Vạn Sơn kết giới chi về sau, hôm nay chiến loạn mới tính triệt để kết thúc. Chỉ là, Tư Không Kiếm Sinh bọn người, đã sớm ngốc trệ rất lâu. Hắn là bị Vũ Văn Thái Cực đánh bại người, mà Vũ Văn Thái Cực, lại bị Lý Vô Địch đánh tan. Cái này để cho trong lòng hắn, làm sao không khẩn trương. Cái này Lý Vô Địch, so Vũ Văn Thái Cực còn đáng sợ hơn, cái này nghịch thiên cải mệnh người, nên xử lý như thế nào a? Niệm Thương, chúng ta lập tức đem tình báo này, chuyển cho cha ngươi a. Tư Không Kiếm Sinh nói. Nói thật, hắn thật khẩn trương, dẫn đến lúc nói chuyện, lỗ tai đều có chút vang ong ong. Có thể là bởi vì, hôm nay bị Vũ Văn Thái Cực đánh bại, tâm lý quá tan tác. Liền hắn đều bị Lý Vô Địch dọa sợ, chớ nói chi là quân Niệm Thương những người tuổi trẻ này. Giờ phút này, ba người bọn họ đều có chút đờ đẫn. Người này, là Lý Thiên Mệnh phụ thân, quân Niệm Thương trao mày. Cứ như vậy, người báo thủ độ khó khăn gia tăng thật lớn. Nguyên Sấm nói. Đúng, cái này Lý Thị Thánh tộc là thiên chi thánh cảnh, thực lực tới gần phụ thân ngươi. Hủy diệt Đông Hoàng Tông dễ dàng, muốn giết hắn rất khó. Vân Chăn Chăn nói. Bởi vì, thiên chi thánh cảnh, có thể ngự không phi hành. Vân Tiêu Kiếm phái cùng Hắc Minh Tông người nhiều, đầy đủ công phá Vạn Sơn kết giới, đồ diệt Đông Hoàng Tông, dù sao Lý Vô Địch mạnh hơn, bọn họ trên trăm cái địa chi thánh cảnh đều đầy đủ xử lý. Nhưng, nếu như Lý Vô Địch muốn dẫn người đào tẩu, bọn họ hiển nhiên đuổi không kịp. Xuất hiện biến cố như vậy. Ta đề nghị chúng ta an tâm chớ vội, đem tình báo truyền cho Thánh Hoàng, từ Thánh Hoàng định đoạt. Tư Không Kiếm Sinh nói. Hắn là sợ quân Niệm Thương báo thù sốt ruột, để bọn hắn hai đại tông môn lần nữa tiến công.
Hiện tại Đông Hoàng Tông, tuy nhiên tông lão thiếu đi mấy cái, nhưng muốn bắt lại, chỉ sợ càng khó. Đông Hoàng Tông chủ tuy nhiên biến thành người khác, nhưng là hắc hậu còn trên tay bọn họ. Tư Không Kiếm Sinh nói bổ sung. Tại khuyến cáo của hắn phía dưới, Quân Niệm Thương rốt cục gật đầu. Được, trước truyền tin cho ta cha, để hắn đến định đoạt. Nhất định muốn đem cái này Lý Vô Địch chi tiết, toàn bộ truyền cho Thánh Hoàng. Tư Không Kiếm Sinh nói. Tư Không Tông chủ, người địa vị cùng người này tương đương, khác biểu hiện được quá nhát gan được không? Mặc dù người này là thiên chi thánh cảnh, cũng không cải biến được Đông Hoàng Tông suy yếu, bị chúng ta nghiền ép vận mệnh. Quân Niệm Thương trầm giọng nói. Hắn phát hiện tâm tình của mình, cùng trước kia biến hóa nhiều lắm. Thật giống như Nguyệt Linh Lang, thật phụ trên người mình, hắn khống chế không nổi, suy nghĩ muốn hủy diệt trước mắt cái này cái tông môn. Lý Thiên Mệnh, dù là ngươi có thêm một cái cha bảo trì ngươi, ngươi cũng đừng hy vọng, có thể sống sót. Dù sao, cha hắn Quân Thánh Tiêu, mới là Đông Hoàng Cảnh sau cùng bá lực người, mới là Đông Hoàng Cảnh truyền kỳ. Người nào, có thể cùng hắn liều cha? Truyền tin cần thời gian nhất định, mà lại hiện tại Thánh Thiên Phủ Đại Quân, đã tiến về Nam Thiên Tông. Cho nên bọn họ hiện tại, chỉ có thể chờ đợi. Mật thất, nhà tù. Lý Vô Địch nhìn trước mắt Hắc Hậu, trong mắt huyết quang tràn ngập. Hắc Hậu cánh tay đã nối liền đi, nhưng là toàn thân đều bị thánh thú binh phong tỏa, rất khó động đậy, chớ nói chi là đào thoát. Đây là Vũ Văn Thái Cực cùng các ngươi hứa hẹn. Lý Vô Địch hỏi. Đúng, ngươi lựa chọn ra sao? Hắc Hậu hỏi. Hợp tác a, Lý Vô Địch cười nói. Ngươi cũng to gan lớn mật, không sợ chúng ta thừa cơ từ nội bộ công phá. Hắc Hậu cười hỏi. Ngươi sai, ta lá gan có thể nhỏ. Có điều, ta cùng khác ý nghĩ một dạng, địch nhân của địch nhân, là bằng hữu. Mà ngươi ta, đều là Thánh Thiên Phủ địch nhân. Lý Vô Địch cười nói. Nói không chừng chúng ta cũng là Thánh Thiên Phủ thuần túy chó săn đâu. Hắc Hậu nói. Đừng làm rộn. Hắc Minh Tông cùng chúng ta đấu trên vạn năm, cũng không có thấy các ngươi làm heo chó, các ngươi cũng là không có cơ hội thôi, hiện tại cơ hội đang ở trước mắt. Lý Vô Địch đứng lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy nàng, trong mắt huyết khí ngập trời. Mặt khác, nếu như các ngươi thật bội ước, ta chỉ sợ không gánh nổi Đông Hoàng Tông. Nhưng, ta tuyệt đối sẽ để các ngươi Hắc Minh Tông cao tầng, bao quát vợ chồng các ngươi gia tộc, toàn bộ chết cho ta sạch sẽ. Trong mắt của hắn huyết sắc. Tựa như là địa ngục, để Hắc Hậu cũng nhìn không được run run một chút. Loại màu sắc này, như tử thần giết hại, thật là đáng sợ. Nàng chỉ có thể gật đầu. Bởi vì nàng biết, hắn không phải đang nói đùa. Đây là Vũ Văn Thái Cực đáp cầu dắt mối, nhưng, Lý Vô Địch cảm thấy, đây là tuyệt địa phản kích tốt nhất cơ hội. Tiếp đó, thì nhìn Thánh Thiên Phủ bên kia phản ứng. Nếu như bọn họ tiếp viện đâu? Hắc Hậu hỏi. Vậy liền, một lưới đả kích. Lý Vô Địch vương giả trở về, sau đó Đông Hoàng Tông, triệt để đi vào quỹ đạo. Bây giờ, hắn trưởng khống tông môn đại quyền, Diệp Thiếu Khanh vì phó tông chủ phụ trợ, tông lão hội toàn thể tông lão đi theo làm tùy tùng. Tuy nhiên hai đại tông môn tạm thời không có tiến công, nhưng, phòng thủ không thể buông lỏng, Đông Hoàng Tông dù sao ít người. Tạm thời tới nói, mặc kệ là Viêm Hoàng Đại Lục vẫn là Trầm Uyên chiến trường, đều an bài cường giả cả ngày thủ hộ, khác còn có người xuất ngoại điều tra. Đông Hoàng Tông trên dưới, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà xem như thiếu tông chủ Lý Thiên Mệnh, tạm thời duy nhất nhiệm vụ, chính là tu hành. Hắn không có ở Đông Hoàng Thánh Sơn, mà là tại Lý Thị Tổ Địa, Lý Thần Tiêu Chi Mộ trước. Lý Vô Địch đang bề bộn đến khí thế ngất trời, cho nên an bài hắn ở chỗ này bồi tổ tiên uống rượu, thuận tiện để hắn bắt đầu lĩnh hội thiên ý cảnh giới. Tổ địa bên trong, ngoại trừ hai cái trên nhảy dưới tránh, phi thiên độn địa cộng sinh thú. Chỉ có chút ít chính mình, cực kỳ nhàm chán a. Lý Thiên Mệnh bấm ngón tay tính toán, hắn ngũ hành thiếu khương phi linh a. Rất lâu không thấy, quá mức tưởng niệm. Cái này lão sâu rượu, để cho ta lấy Đông Hoàng kiếm lĩnh hội thiên ý cảnh giới, bất quá, trước mắt còn không có đầu mối gì. Tửu quỷ, chính là Lý Vô Địch. Dù là phá kiếp về sau, hắn vẫn mỹ tử bất ly thân, cái này 14 năm sao sao bệnh, là sửa không được. Đông Hoàng kiếm không chỉ là chất liệu huyền diệu, càng kỳ diệu hơn chính là uy lực của nó. Bằng vào ta trước mắt cùng Đông Hoàng kiếm cộng minh, sử dụng thời điểm, Đông Hoàng kiếm lực lượng hội tụ tại ta bên trong thân thể, hình thành có thể so với luyện ngục chi nguyên kim hắc sắc lực lượng vòng xoáy. Loại này lực lượng,
có thể hội tụ tại ta thú nguyên bên trong, cực lớn gia tăng ta thú nguyên cường độ. Tương đương với, để cho ta giống như nắm giữ cái thứ ba cộng sinh thú lực lượng. Vốn là, hắn bởi vì cảnh giới so với tay thấp, thú nguyên kém một chút, nhưng bây giờ, hắn phương diện này đã càng ngày càng mạnh. Ba đại lực lượng hạch tâm, luyện ngục chi nguyên, hỗn độn lôi nguyên, đông hoàng vòng xoáy, cùng nhau đã tương đương cường hãn. Nhất là cái kia đông hoàng vòng xoáy lực lượng, kiên cường hung mãnh, ẩn chứa đế hoàng kiếm khí, thích hợp nhất thi triển kiếm đạo. Tuy nhiên có thể sinh ra như thế vòng xoáy, đã rất đáng sợ. Có điều, cái này đông hoàng kiếm cần phải còn có càng lớn ảo diệu, chờ đợi ta đi khai quật. Thì cùng thái nhất tháp giống như, trước mắt ta cũng không thể chủ động sử dụng, chỉ có thể bị động các loại hắn phóng thích huy lực. So sánh với, hắn đối đông hoàng kiếm ngược lại quen thuộc hơn điểm. Hắn gần nhất đang quan sát đông hoàng kiếm phía trên đường vân. Lão Diệp thanh hỏa huyền thiên kiếm, có 28 đầu thánh thiên văn, nghĩa phụ xích huyết hoang đao, có 45 đầu thánh thiên văn. Thánh thú binh, chính là nắm giữ thánh thiên văn linh quặc, linh tai đoán tạo mà thành. Đoán tạo thời điểm, tất cả linh quặc, linh tai thánh thiên văn hội tụ vào một chỗ, hình thành mới thánh thiên văn càng nhiều, thánh thú binh càng mạnh. Đương nhiên, quá trình này thánh thiên văn, đa số chỉ là dung hợp, sẽ không gia tăng quá đa số lượng. Mà đông hoàng kiếm, không có thánh thiên văn. Mặc dù nói không có thánh thiên văn, nhưng tựa hồ lại có thiên văn tồn tại, cái này thiên văn cảm giác so thánh thiên văn còn muốn phức tạp. Đoán chừng đây chính là tử quỷ để cho ta suy nghĩ nguyên nhân đi. Muốn suy nghĩ, thì suy nghĩ cao thâm nhất đại đạo. Thiên ý, thiên văn con đường, hiện tại bắt đầu. Ta phải nhanh chóng đột phá đến thiên ý cảnh giới, dạng này mới có thể bắt đầu cảnh giới mới tu hành, mới có thể trùng kích thánh chi cảnh giới, mới có kéo dài tuổi thọ cơ hội. Khoảng cách vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp xuất hiện, có hơn mấy tháng đi qua. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, thân thể số tuổi đoán chừng tương đương với chừng 25 tuổi, tương đương với mấy tháng này, hắn già yếu 5 năm. Thời gian không đợi người, không sinh thì chết. Muốn là qua mấy năm, ta so sư tôn cùng nghĩa phụ đều muốn lão, vậy liền lúng túng. Lý Thiên Mệnh áp lực to lớn, nhưng những thứ này áp lực, đều là hắn trùng kích thiên ý cảnh giới động lực. Đại cảnh giới đột phá, so cảnh giới nhỏ đột phá khó rất nhiều. Đột phá thiên ý cảnh giới, lại cùng tông môn người cùng một chỗ, đánh tan thánh thiên phủ. Những người này, ngạo mạn, vô tình, tự cho là đúng, coi là ăn chắc chúng ta. Quân Niệm Thương, còn muốn để cho ta đông hoàng tông, thây nằm 1 triệu. Hiện tại bất quá là tạm thời ngưng chiến, tiếp đó, còn có càng hung mãnh cuồng phong bạo vũ. Ngươi đang nói thầm cái gì đó a? Bỗng nhiên có người ở bên tai nói chuyện. Liên quan gì đến ngươi, quản được vẫn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh bĩu môi, hắn chính suy nghĩ đông hoàng kiếm đây. Ngươi phản đúng không, mới 1-2 tháng không gặp, ngươi thì dùng loại thái độ này nói chuyện với ta. Người kia ủy khuất nói. Ngươi là ai a ngươi? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu. Hắn bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ta tại tổ địa a, người nào đang nói chuyện với ta? Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt không có một ai. Tốt ngươi cái Lý Thiên Mệnh, ngay cả ta thanh âm đều quên. Lý Thiên Mệnh trừng mắt. Sau đó, mừng rỡ như điên. Linh Nhi. Hắn vội vàng theo trong đũng quần móc ra thiên linh chi luyến. Vừa mới hoàn toàn đắm chìm trong đông hoàng kiếm bên trong, người còn có chút hoảng hốt, nhưng bên tai thanh âm kia rõ ràng tức giận. Hắn như thế nào lại nghe không hiểu, đó là Khương Phi Linh thanh âm a. Thối lưu manh, tại sao muốn đem thiên linh chi luyến thả ở loại địa phương này? Vừa cầm lúc đi ra, một trận mây mù vàng óng, đã tại thiên linh chi luyến phía trên hội tụ. Khương Phi Linh rốt cục muốn thức tỉnh. Ta đây không phải sợ ngươi lạnh không, chỗ đó ấm áp. Lý Thiên Mệnh ngụy biện nói. Thối Thiên Mệnh, ta muốn bóp ngươi. Lời nói âm vừa hạ xuống xong, một cái rung động lòng người nữ tử. Tại thiên linh chi luyến phía trên hội tụ. Cuối cùng, cái kia Lý Thiên Mệnh ngày nhớ đêm mong mỹ nhân nhi, rốt cục xuất hiện tại hắn trước mắt. Xương trắng lượn lờ bên trong, da thịt của nàng như tuyết thuần trắng, tóc dài cùng mông, như là thác nước tản ra, một đôi sáng ngời trong đôi mắt, lúc này viết đầy e lệ cùng tức giận, mũi ngọc tinh xảo mày liễu, mắt ngọc mày ngài, khiến người ta thần say, cái kia màu hồng nhạt gương mặt phồng lên, khí này buồn bực dáng vẻ, mới là trên đời này tuyệt vời nhất đáng yêu a. Linh Nhi, hiểu lầm. Lời còn chưa nói hết đâu, cái này toàn thân vẫn là xương trắng tuyệt thế thiếu nữ, liền bổ nhào Lý Thiên Mệnh,
ngồi tại trên bụng của hắn, hai tay bóp đi lên. Cái gì hiểu lầm, cái này hai tháng người mỗi ngày mò, không biết người ta sẽ khó chịu sao. Nàng càng là nói, liền nói đến sắc mặt đỏ bừng, cái kia mắt to chừng lấy Lý Thiên Mệnh, tuy nói thả ngoan thoại, nhưng kỳ thật cái kia hai tay, cũng chỉ là khoác lên Lý Thiên Mệnh trên cổ, nơi nào có bóp đi lên. Nói bậy, ta mò chính là thiên linh chi luyến. Đó là ta. Nàng quả thực để tức giận đến giờ khóc giờ cười, nơi nào có hắn dạng này mỗi ngày thả trên tay vuốt ve không ngừng đó a, không biết người ta sẽ có cảm giác sao. Ta sai rồi, Linh Nhi, người không biết vô tội, người mở ra một con đường. Nhìn đến hắn chả đang chơi xấu, Khương Phi Linh vừa thẹn vừa xấu hổ. Bất quá, hai người chợt im lặng xuống tới, phủ đầy vân vụ ánh mắt, cứ như vậy ngơ ngác đối mặt cùng một chỗ. Thật, quá nhớ nàng. Đến mức Lý Thiên Mệnh nhìn không được, nắm ở eo nhỏ của nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Ca ca, lần sau không cho phép. Khương Phi Linh chôn ở lồng ngực của nàng, thanh âm nhỏ đến cùng con kiến thanh âm giống như. Rất hiển nhiên, khuôn mặt của nàng đỏ đến giống như là mật đào nhi, vô cùng mịn màng. Mấu chốt là nàng vẫn ngồi ở Lý Thiên Mệnh trên thân đây. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng kia trong suốt sáng long lanh phấn môi, tâm đều say, hoàn toàn khống chế không nổi miệng của mình. Khụ khụ, nhi đồng không nên, miêu miêu ngươi đừng nhìn. Bỗng nhiên, bên cạnh vang lên tương đương thanh âm không hài hòa. Lý Thiên Mệnh trì trệ, ngẩng đầu nhìn lên, khí đến sắp thổ huyết. Huỳnh Hỏa cùng miêu miêu hai tên ra hỏa, thì đứng cách bọn họ không đến 20cm địa phương. Bọn họ bốn cái mắt nhỏ mở to lớn, cơ hồ dán tại trên mặt bọn họ, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy. Huỳnh Hỏa chính mình nhìn đến dễ chịu, còn duỗi ra cánh đi ngăn trở miêu miêu ánh mắt, kết quả miêu miêu không làm, đầu lóe đến cùng trống lúc lắc giống như. Mặc kệ Huỳnh Hỏa ngăn trở thế nào, nó một bên né tránh một bên trừng to mắt nhìn, đều lóe ra tàn ảnh. Nhanh a, tiếp tục a, tiểu biệt thắng tân hôn, củi khô lửa bốc a, để chúng ta hai cái tiểu bằng hữu học tập một chút kinh nghiệm quý báu. Huỳnh Hỏa thúc giục nói. Lão đại, khác dừng lại, chính đến đặc sắc thời điểm, người khác câu mồi ta, cẩn thận ta gãi ngươi trứng. Miêu miêu vội vã không nhịn nổi nói. Ngoà tào. Lý Thiên Mệnh bị bọn họ tức giận đến đều nhanh phun lửa, hắn nhảy dựng lên, đem Khương Phi Linh để dưới đất, sau đó rút ra Đông Hoàng kiếm. Huỳnh Hỏa cùng miêu miêu thấy thế, trong nháy mắt chạy, cái kia Huỳnh Hỏa hoàn thi phát triển luyện ngục hỏa ảnh chạy trốn. Đừng chạy, ta hôm nay không nấu các ngươi, ta thì không họ Lý. Quá tức giận a, có người khi dễ như vậy sao? Không đã nghĩ hôn một cái sao? Cần phải đem ánh mắt tiến đến người ngoài miệng thưởng thức sao? Kết quả là, Lý thị tổ địa bên trong, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Tông, điên cuồng đuổi giết hai cái tiểu sủng vật. Giết đến cái kia gọi lên trời xuống đất, gà bay mèo nhảy, một mảnh hỗn độn. Mà cái kia mỹ nhân tuyệt thế nhi, đứng tại Lý Thần Tiêu chi mộ bên cạnh, đem cái kia thiên linh chi luyến đeo ở trên cổ. Sau đó, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bọn họ giết đến long trời lỡ đất, liền ôm bụng cười đến không ngừng, cái kia ngân linh giống như tiếng cười, trước đây tổ trên bia mộ phiêu đãng. Đây là hạnh phúc tiếng cười. Còn sống thật là tốt. Cười cười, vẫn còn có chút lệ nóng doanh tròng. Kỳ thật, Lý Thiên Mệnh một đoạn này kinh lịch, nàng đều như tự thể nghiệm, đều phá lệ rõ ràng. Nàng xem thấy hắn chém giết Nguyệt Linh Lang, đoạt lại chính mình phong ấn, sau đó tại Đông Hoàng Tông trước, lần thứ hai lấy mạng đổi mạng. Sốt cục, nghênh đón hạnh phúc trùng phùng. Duy nhất để cho nàng mặt đỏ tới mang tai chính là, vô sỉ Lý Thiên Mệnh, lại đem thiên linh chi luyến đặt ở trong đũng quần. Hiện tại nhớ tới, trên đầu đều đang bốc hỏa a. Lý Thiên Mệnh muốn giải thích, gọi là túi quần, không gọi đũng quần, đều thì đã trễ. Linh Nhi, ta theo ngươi cáo trạng. Cái này hoa tâm đại củ cải Lý Thiên Mệnh, thừa dịp ngươi không tại đi tán gái, cùng cái kia gọi vi sinh nhược tố cô nương anh em. Hắn trả anh hùng cứu Mỹ, làm đến con gái người ta muốn ngừng mà không được. Huỳnh Hỏa theo trước mắt nàng bay qua, oa rồi nói một tràng. Không sai, ta đều thấy được, hắn trả tại cô nương kia trước mặt, ra vẻ thâm trầm, một bộ rất nghiêu xoa dáng vẻ. Kẻ đồi bại bản tính lộ rõ, miêu miêu chứng chạc đàng hoàng mà nói. Linh Nhi, nhanh đi hái nấm, tối nay chúng ta hầm gà. Còn có ngươi con mèo này, nói cho ngươi, ngươi trứng hết rồi. Lý Thiên Mệnh gào thét mà qua, truy sát mà đi. Ca ca, nơi này nơi nào có cây nấm a? Khương Phi Linh đau đầu nói. Lý Thiên Mệnh trên người có.
Huỳnh Hỏa cười to nói. Ngoạ tào, tốc độ xe quá nhanh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm vào Lý Thần Tiêu chi mộ, ngã xuống. Linh Nhi, ngươi đừng nghe bọn họ nói mò, trừ ngươi ở ngoài, còn lại mỹ nhân, ta nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Không nhìn một chút, làm sao ngươi biết là mỹ nhân? Khương Phi Linh chua mỏ nói. Lý Thiên Mệnh bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Hỗn đản, ta cũng không bao giờ tin tưởng ái tình. Nàng giả bộ như bộ dáng rất tức giận, nhưng nhìn Lý Thiên Mệnh ngây người như phỗng bộ dáng, lập tức không kềm được, cười ra tiếng âm tới. Nụ cười kia, giống như trăm hoa đua nở. Quá đẹp! Nàng này chỉ nên trên trời có, nhân gian cái nào đến mấy lần người. Đến đón lấy Lý Thiên Mệnh đem, Thánh Nguyên Cầu, đem ra. Hắn chả đau đầu, Khương Phi Linh cái này bị đoạt đi phong ấn, muốn như thế nào mới có thể trở về đến móng tay của nàng phía trên đây. Kết quả, Thánh Nguyên Cầu vừa mới tới gần Khương Phi Linh, trong đó quỷ dị phong ấn lực lượng, liền tự động từ bên trong đi ra, về tới móng tay của nàng bên trong. Từ đó, 10 loại phong ấn lực lượng, lần nữa về tới móng tay của nàng phía trên. 10 cái móng tay, một tay toàn bộ mở ra, huyền ảo mà lộng lẫy, một tay phong ấn còn tại, quỷ dị mà thâm trầm. Nàng nghĩ đến không thể bắt bẻ, nhưng nếu như muốn Lý Thiên Mệnh tìm ra đẹp nhất chỗ, đó chính là nàng 10 cái thon dài mảnh khảnh ngón tay, cùng trên đó trong suốt móng tay. Tiểu biệt thắng tân hôn, nồng đậm về sau, chính là nhu tình làm bạn. Lần nữa phụ linh, Lý Thiên Mệnh một lần nữa cảm nhận được sức chiến đấu như thế tăng vọt cường thịnh. Tăng thêm Đông Hoàng kiếm tăng phúc, hắn tại lực lượng phương diện phía trên, đạt đến toàn bộ Viêm Hoàng đại lục lịch sử phía trên, quy nhất cảnh tầng thứ 9 không có khả năng có mức độ. Lại nói một chút, không có ta đồng ý, không cho phép sử dụng nhiên linh. Lý Thiên Mệnh nói, biết rồi, cảm giác sử dụng một lần, sẽ càng ngủ càng lâu, ta cũng không muốn lại trở lại thiên linh chi luyến. Khương Phi Linh nói, dù sao vừa trở về, gia hỏa này liền muốn mò không ngừng, cái này người nào chịu nổi a? Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh rõ ràng một chút cuống họng, xảo diệu hóa giải xấu hổ. Khương Phi Linh chơi mấy canh giờ, gặp Lý Thiên Mệnh đang suy nghĩ thiên ý, liền để hắn đem chính mình mang ra Lý Thị Tổ Địa, đi tìm Lý Khinh Ngữ đi. Mà Lý Thiên Mệnh, ngồi xếp bằng trên mặt đất, lần nữa đem Đông Hoàng Kiếm nằm ngang đặt ở chính mình chân phía trên. Hắn vươn tay, vuốt về cái này Đông Hoàng Kiếm đường vân, chuôi kiếm tăng thêm kiếm nhận trung ương là màu đen, phía trên con núi non sông suối chạm nổi, 10 phần tinh xảo, mà bốn phía kiếm phong cùng mũi kiếm thì là kim sắc, phong mang tất lộ, trên đó có tinh thần chạm nổi, chạm đến thời điểm, cảm giác có vô cùng lực lượng cùng ảo diệu. Xúc cảm so thiên linh chi luyến kém một chút. Thao, ta đang suy nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh hận không thể cho mình một bàn tay, đây chính là đang suy nghĩ thiên ý cảnh giới, suy nghĩ gì xúc cảm. Đông Hoàng kiếm thiên văn, không phải thánh thiên văn. Lấy cảnh giới của hắn, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được trong đó thiên văn tồn tại, dường như những ngày kia văn đã hóa thành núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần. Hắn lấy hai mắt quan sát, dùng bàn tay chạm đến, cảm thụ được cái này Đông Hoàng kiếm ảo diệu. Đông Hoàng kiếm phía trên, vẫn chảy xuôi theo máu tươi của mình. Chạm đến thời khắc, lẫn nhau cộng minh. Cái này không giống như là một thanh kiếm. Giống như là một đầu đế hoàng cự thú. Ong ong, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Đáng tiếc, ta nhìn không thấu được ngươi. Lý Thiên Mệnh tiếc nuối nói. Đúng rồi, không biết thần hồn thiên thư tầng thứ 2 động tất chi nhãn, phải chăng có thể dùng để quan sát thiên văn? Hắn đây bất quá là cái ý tưởng đột phát. Nói chuyện thì làm, hắn mở ra con mắt thứ 3, cái kia tròng mắt màu đỏ ngòm, dán tại Đông Hoàng kiếm phía trên. Động tất chi nhãn. Cái này một con mắt, càng có thể xem thấu mê vụ, tìm tới bản nguyên cùng bản chất. Tuy nhiên ngay từ đầu cùng hai mắt không có gì khác biệt, nhưng Lý Thiên Mệnh là cái người rất có kiên nhẫn, hắn không ngừng quan sát, không biết chừng nào thì bắt đầu, động tất chi nhãn, tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Trước mắt núi non sông suối, nhật nguyệt tinh thần, tựa như thành thật. Núi non sông suối, chính là một cái vô tận thế giới. Nhật nguyệt tinh thần, là cái kia vũ trụ mênh mông. Lý Thiên Mệnh dường như đặt mình vào tại một cái vô lượng thế giới bên trong, không nhìn thấy cuối cùng. Hắn hoàn toàn giật mình. Trước mắt thế giới, tinh hải không ngừng biến hóa, Lý Thiên Mệnh dường như bước vào một cái thế giới mới thông đạo, hết thảy trước mắt biến hóa thành kim hắc hai sắc màu. Hắn tiến lên tốc độ càng lúc càng nhanh, rốt cục tại một khắc cuối cùng, xông vào một cái hồng mông giống như thế giới.
Một khắc này, vậy mà xuất hiện, năm tòa nguy nga đứng lặng, hào hùng khí thế cửa lớn. Cái này năm tòa đỉnh thiên lập địa cửa lớn, ngăn tại trước mắt của hắn, ngẩng đầu nhìn lên, này cao độ cơ hồ vô bờ bến. Bên trái hai tòa, chính là cửa lớn màu vàng óng, một cái màu vàng nhạt, một cái sâu kim sắc. Bên phải hai tòa, thì là cửa lớn màu đen, một cái màu đen nhạt, một cái đen như mực. Mà chính giữa, là một tòa không màu cửa lớn, trong suốt hư huyễn, nhìn không rõ ràng, nhưng Lý Thiên Mệnh thứ nhất mắt liền biết tòa này trung gian cửa lớn tồn tại. Nơi này là nơi nào? Lý Thiên Mệnh bất quá là dùng động tất chi nhãn, nghiên cứu Đông Hoàng Kiếm, làm sao lại đến chỗ như vậy? Không biết, bất quá, có một tòa cửa mở ra. Huỳnh Hỏa thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Các ngươi có thể nhìn đến, Lý Thiên Mệnh nhớ đến, bọn họ là tại cộng sinh không gian bên trong. Cái này trắng tháp bên trên có hình chiếu, Miêu Miêu nói. Cái này đều được, Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Hắn tốt như xa vào Đông Hoàng Kiếm thế giới bên trong, không nghĩ tới Thái Nhất Tháp như thế ra sức, trả lại cho hắn hai đầu cộng sinh thú hình chiếu. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu thì cùng đang xem kịch giống như, ngồi xổm ở Thái Nhất Tháp trước mặt, bốn cái mắt nhỏ đã không kịp chờ đợi. Phanh phanh. Tại bọn họ bên cạnh, một quả màu xanh lam, màu nâu song sắc trứng bắn đi qua. Nó tại bắn thời điểm, toàn bộ cộng sinh không gian đều đang run rẩy, có thể thấy được kỳ thể trọng đó là khá kinh người. Nhìn kỹ, có thể nhìn đến hắn vỏ trứng phía trên vết nứt, đã gia tăng đến 9 đầu, đó là 9 con rồng văn. Chu tước quốc dân ở giữa quản loại này long văn gọi là quỳ long văn, bình thường đúc tại đỉnh các loại đồ vật phía trên, hào hùng khí thế, tôn quý hạo hãn. Nó đoán chừng tại vỏ trứng bên trong, cũng sớm đã phát sinh dục thành thục, hiện tại liền chờ một cái ấp trứng điều kiện, làm cho nó vọt thẳng đến Lý Thiên Mệnh cảnh giới của bọn hắn. Đến lúc đó, nó liền có thể ra đời. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đến bây giờ cũng không biết, nó là cái thứ gì. Đi một bên, Huỳnh Hỏa đại lão móng vuốt đâm một cái, viên thứ ba trứng bị đá bay ra ngoài. Gà đại ca, vì cái gì khi dễ bản mèo tiểu đệ? Miêu Miêu không phục nói. Gia hỏa này xem xét thì dày đặc, nhiều đánh vài cái ma luyện tâm tính của nó, tránh khỏi về sau đánh bất động. Có đạo lý. Mau nhìn, tòa kỵ của chúng ta đã tới gần cái kia một tòa rộng mở đại môn. Huỳnh Hỏa cánh nhất chỉ, tư thế tiêu hồn. Nói lên cái từ này, bọn họ liền không nhịn được hoài niệm cao đẳng tòa kỵ Mộ Huyền Thượng Sư. Cái kia khống chế cảm giác, thật đúng là thoải mái dễ chịu a. Lý Thiên Mệnh đồng dạng sáng sớm liền thấy, năm tòa cửa lớn. Trong đó bốn tòa đóng chặt. Duy chỉ có ngoài cùng bên trái nhất cạn cửa lớn màu vàng óng, tựa hồ mở ra một cái khe. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng, đứng tại cái này đã mở ra cạn cửa lớn màu vàng óng trước đó. Phía sau cửa sẽ có cái gì? Hắn tiếp cận đi xem, ánh mắt vượt qua cái này cửa may, trong nháy mắt liền thấy cửa tràng diện. Cái kia phảng phất là một cái khác vô cùng thế giới. Trong cái thế giới kia, chỉ tồn tại một vật. Cái kia chính là một cái kim vòng xoáy màu đen, to đến giống như là một khối lục địa. Trong đó có kim sắc cùng màu đen hai loại khí lưu, lẫn nhau dung hội, tại cái này vòng xoáy bên trong xoay tròn. Có điểm giống là tay ta cầm Đông Hoàng Kiếm thời điểm, trên thân thể đản sinh, Đông Hoàng vòng xoáy. Cái gọi là Đông Hoàng vòng xoáy, là Lý Thiên Mệnh chính mình lấy tên, hắn cũng không biết loại này lực lượng gọi là gì. Vào không được. Hắn thử một cái. Phát hiện cái này cạn cửa lớn màu vàng óng tuy nhiên mở ra, nhưng, hắn chỉ có thể nhìn, cũng không thể bước vào trong đó. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía mặt khác bốn tòa nguy nga cửa lớn. Có phải hay không nói, cái này năm tòa cửa lớn chỉ là ý tưởng, đại biểu là Đông Hoàng Kiếm năm cấp độ tạo hóa. Mà ta hiện tại, tương đương với mở ra cấp độ thứ nhất tạo hóa. Tại cầm kiếm thời điểm, trong thân thể có thể sinh ra cái này kim vòng xoáy màu đen lực lượng. Cái này vòng xoáy lực lượng, vô cùng vô tận, nhưng ta có thể sử dụng bao nhiêu, quyết định bởi tại ta tự thân lực lượng mức độ. Như vậy, mặt khác bốn tòa cửa lớn sẽ có cái gì tạo hóa? Quả nhiên, Đông Hoàng Kiếm so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn phức tạp. Trước mắt chỉ là mở ra cạn cửa lớn màu vàng óng, còn có sâu cửa lớn màu vàng óng, màu đen hai tòa cửa lớn, tăng thêm cái này chính giữa không màu cửa lớn. Sâu kim sắc, dù sao cũng so màu vàng nhạt hiếu thắng ha. Màu đen, nói không chừng là mặt khác loại hình tạo hóa. Còn có trong lúc này không màu cửa lớn, nói không chừng mới là Đông Hoàng Kiếm căn bản. Mà lại, ta còn có Thái Nhất Tháp,
đáng tiếc ta hiện tại cùng Thái Nhất Tháp liên lụy tương đối ít. Hắn ngược lại là nghĩ suy nghĩ Thái Nhất Tháp, nhưng mấu chốt là Thái Nhất Tháp, trốn ở cổng sinh không gian bên trong không ra a, may mắn Huỳnh Hỏa bọn họ, có thể đi suy nghĩ lĩnh hội, bởi vì Thái Nhất Tháp tựa hồ càng thân cận bọn họ. Dù sao, Lý Thiên Mệnh phụ trách giải quyết Đông Hoàng Kiếm. Không có nghe người ta nói qua, Đông Hoàng Kiếm nội bộ có cái này 5 tòa cửa lớn. Điều này nói rõ, trừ ta ra, không có người khai quật ra Đông Hoàng Kiếm chân chính tạo hóa. Không biết cái kia đệ nhất tổ tiên, phải chăng động tới cái này Đông Hoàng vòng xoáy lực lượng. Hắn bây giờ đang ở Lý Thần Tiêu chi mộ trước, đáng tiếc không thể đào ra tổ phần, đi hỏi một chút cái này lão tổ tông. Lý Thiên Mệnh bây giờ nghĩ chính là, như thế nào đi mở ra còn lại 4 tòa cửa lớn. Thì đang nghi ngờ thời điểm, hắn chợt thấy, tòa này cạn cửa lớn màu vàng óng phía trên, lại có rất nhiều kim sắc thiên văn. Màu vàng nhạt thiên văn, tại trên cửa chính du tẩu. Thiên văn bên trong, chỉ có màu vàng, không có kim sắc. Loại này kim sắc thiên văn, rõ ràng cùng màu vàng thiên văn khác biệt, thậm chí, cảm giác so màu trắng thánh thiên văn càng huyền ảo hơn. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Gần nhất hắn nới rộng tầm mắt, theo Đông Hoàng Kiếm phía trên nhìn. Thiên văn chẳng những hình thái khác nhau, lấy mặt khác cấp bậc, thậm chí ngoại trừ xích tranh hoàng lục thanh lam tử hắc bạch bên ngoài, vẫn còn có kỳ diệu thiên văn tồn tại. Hắn lấy động tất chi nhãn, đi xem lấy kim sắc thiên văn. Làm bàn tay của hắn, đặt tại trên cửa chính thời điểm, những cái kia kim sắc thiên văn, hướng về thân thể của hắn dâng lên. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh thấy được thiên ý cảnh giới. So với chạm đến Đông Hoàng Kiếm lúc, chỗ cảm nhận được tối nghĩa. Trước mắt cái này hội tụ tại trên thân thể kim sắc thiên văn, tựa như là một loại minh sắc văn tự, tại chỉ dẫn lấy Lý Thiên Mệnh, chân chính thiên ý, thiên văn chi đạo. Người bình thường chỉ có thể thông qua linh quảng đường vân, lấy suy nghĩ, cảm ngộ thiên ý cảnh giới, mà Lý Thiên Mệnh cơ hồ tương đương tại bị quán đỉnh. Một cái mênh mông, vô tận thiên ý thế giới, trực tiếp hiện ra ở trước mắt của hắn. Từ nơi sâu xa, hắn càng là biết một chút. Lĩnh hội trên cửa chính thiên văn. Là mở ra mặt khác 4 tòa cửa lớn duy nhất phương thức. Mở ra cửa lớn, thì có thể để cho trên cửa, xuất hiện lần nữa mới thiên văn. Dùng cái này tuần hoàn, thẳng đến Lý Thiên Mệnh, mở ra chính giữa không màu cửa lớn. Thiên văn, thuộc với thế giới. Thiên ý, thuộc về mình. Thiên ý cảnh giới, là lĩnh hội thế giới, chính thức con đường tu hành bắt đầu. Không chỉ là ngự thú sư, cộng sinh thú cũng phải cảm ngộ thiên ý. Mới có thể bước vào thiên ý cảnh giới. Bọn họ chỉ là không cần, tu luyện thiên ý chiến quyết mà thôi. Các ngươi có thể nhìn đến sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu Quy Quy Củ Củ ngồi tại Thái Nhất Tháp trước đó, mà Thái Nhất Tháp phía trên bầy biện ra tới, cũng là Lý Thiên Mệnh trước mắt tòa kia cạn cửa lớn màu vàng óng phía trên kim sắc thiên văn. Hiệu quả tuy nhiên kém như vậy một chút, nhưng dù sao, thiên ý cảnh giới tu hành chủ thể là Lý Thiên Mệnh. Bọn họ cộng sinh thú, chỉ cần tại Lý Thiên Mệnh trên thân thu hoạch cảm ngộ là đủ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể hoàn thiện Lý Thiên Mệnh cảm ngộ. Phải biết, thiên ý cảnh giới, ngự thú sư cùng cộng sinh thú thiên ý cảm ngộ trên cơ bản đều là giống nhau tương thông. Bất luận cái gì một người lĩnh ngộ, đều là cộng sinh hệ thống tu luyện bên trong, tất cả cá thể lĩnh ngộ. Nói cách khác, dù là Huỳnh Hỏa thành tựu thiên ý cùng mình khác biệt, Lý Thiên Mệnh có thể lấy ông trời của nó ý làm cơ sở. Đi sàng chọn chính mình thiên ý chiến quyết. Thậm chí, vận dụng ra Huỳnh Hỏa thiên ý lực lượng. So với quy nhất khí tràng, thiên ý lực lượng nội liếm tại chiến quyết cùng thú nguyên tiến công bên trong, nhìn bằng mắt thường không ra khác nhau. Nhưng, lại là thiên ý cảnh giới chiến đấu, nghiền ép quy nhất cảnh căn bản. Lúc này, ngoại trừ Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, cái kia viên thứ 3 trứng lại lăn đến bọn họ bên cạnh, quả nhiên kiên nhẫn, thì cùng là muốn cho mình xuất sinh làm chuẩn bị giống như. Cùng Lý Thiên Mệnh bọn họ cùng một chỗ quan sát kim sắc thiên văn. Xem ra, con hàng này cùng Miêu Miêu khác biệt, cũng là chăm chỉ hiếu học tiểu gia hỏa, đối với cái này Lý Thiên Mệnh lão hoài trần an. Nhiều đến mấy cái mèo lười, đoán chừng đều muốn làm hư cộng sinh không gian tu luyện bầu không khí. Viên này chứng còn không có cùng Lý Thiên Mệnh thành lập cộng sinh hệ thống tu luyện, bất quá nó hiện tại quan sát, đến lúc đó phá xác mà ra, bay thẳng thiên ý cảnh giới, khẳng định có chỗ tốt. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, hắn đem chú ý lực đặt ở kim sắc thiên văn phía trên. Rầm rầm rầm, kim sắc thiên văn tại Lý Thiên Mệnh trên thân chạy, bên tai dường như vang lên oanh minh thanh âm. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết,
đều có thiên ý cảnh giới tu luyện công pháp. Nhưng, trong đó đại bộ phận, đều là liên quan tới thú nguyên tu luyện bộ phận, mà thiên ý lĩnh ngộ, cần dựa vào chính mình. Đầu tiên bước đầu tiên, muốn cảm ngộ đến thần hồn của mình thế giới thức hải, cái này là linh hồn nơi ở. Cái này là căn bản. Thức hải, là cùng loại cộng sinh không gian một dạng chỗ thần kỳ, mở ra thân thể, cũng không tìm tới, nhưng lại chân thực tồn tại. Đây là ý thức chi hải dương, là linh hồn chỗ ẩn thân. Mà thiên ý, sinh ra tại trong thần hồn, hội tụ tại thần hồn bên trong, chính là ngự thú sư cùng cộng sinh thú linh hồn, chính thức tham dự vào trong tu luyện cảnh giới. Dù sao, linh hồn là cảm ngộ hạch tâm. Trước kia tu luyện, chỉ có nhục thân, mà thiên ý cảnh giới, sơ bộ khởi động linh hồn. Theo trời văn bên trong cảm ngộ huyền diệu, đầu tiên bước đầu tiên, ngược lại là đi tìm kiếm thức hải của mình. Thẳng đến, chui vào trong đó. Quá trình này là rất nhiều quy nhất cảnh tầng thứ 9 phá lệ quá trình khá dài, có ít người thậm chí muốn đã nhiều năm đi tìm thức hải. Tại hôm nay trước đó, Lý Thiên Mệnh đã mơ hồ cảm nhận được thức hải tồn tại, nhất là thi triển mê linh chi đồng thời điểm. Mê hồn hệ ngự thú sư rất nhiều thủ đoạn, tiến công phương hướng đều là địch nhân thức hải. Tìm tới thức hải, dùng không phải ánh mắt, mà chính là ý thức. Ý thức ngay tại trong thức hải. Cho nên, muốn là nhắm mắt lại, trở về thức hải, như vậy thức hải, tự nhiên sẽ xuất hiện. Làm kim sắc thiên văn tại Lý Thiên Mệnh trên thân chạy thời điểm, cơ sở kiên cố hắn, cơ hồ thuận theo tự nhiên, nhắm mắt lại, dường như chính mình xuất hiện tại một trong màn sương mù. Chung quanh đều là màu trắng mê vụ, vô cùng vô tận. Lại hoặc là nói, chính mình là cái này màu trắng mê vụ bản thân. Không sai, nơi này chính là thức hải, cái này màu trắng mê vụ, thì là linh hồn của mình. Thời khắc này, chính mình, không có tai mắt mũi miệng, không có tay chân, không có hình dáng, chỉ có tự mình ý thức tồn tại. Thật sự là thần kỳ. Hắn nhìn lấy cái này mênh mông thiên địa, có chút rung động cảm giác. Là ai sáng tạo ra sinh linh, vậy mà như thế huyền diệu, có thức hải linh hồn, có cộng sinh không gian cùng cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh lúc cảm khái, phát hiện cái kia kim sắc thiên văn, vậy mà tràn vào trong thức hải của chính mình. Những ngày này văn, tại biến hóa trạng thái, vô cùng kỳ quặc, huyền ảo vô cùng. Mà Lý Thiên Mệnh, lấy thần hồn vây quanh, chạm đến, đem những thứ này kim sắc thiên văn, dung hội tại trong linh hồn. Ầm ầm, một khắc này, hắn lại thấy được huyễn tượng. Trước mắt thế giới lần nữa biến hóa, lần nữa đi vào một cái vô tận thế giới, tại cái này vô tận thế giới bên trong, trước mắt lại có một người mặc kim sắc long bào nguy nga cự nhân. Hắn thân cao hơn ngàn mét, ngồi tại một cái kim sắc phương tọa phía trên, đưa lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Mà tại trước mắt hắn, giống như quỳ ngàn tỷ chúng sinh. Ầm ầm, chúng sinh quỳ bái, thần phục tại người khổng lồ này dưới chân. Đây là huyễn tượng, vẫn là chân thực. Những thứ này đều không trọng yếu là, màn này bên trong, bày biện ra tới ý chí. Cái gọi là đế hoàng chi đạo, làm thống trị thiên vực thần vực, giúp đỡ chính đạo, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì sau đó hướng thánh tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thế đạo phồn vinh, thương sinh vinh hạnh, chính là đế hoàng chi số mệnh. Đế hoàng thiên ý, tâm hoài thương sinh, chu diệt tà ma, vị mà đứng, quân lâm thiên hạ, chính là chí tôn thiên ý. Huyết mạch người thừa kế, xứng nhận chúng ta chi đế đạo, lấy chúng sinh làm gốc, mới chính là vạn cổ đệ nhất chính đạo. Rầm rầm rầm. Những lời kia, là từ cái kia ngàn mét cự nhân nói, cũng có kim sắc thiên văn nói, có thể, cũng là Lý Thiên Mệnh nói tới. Thần hồn của hắn cùng cái kia kim sắc thiên văn dung hợp thời điểm, màu trắng mê vụ chấn động thời điểm, như là nói ra những lời này. Điều này đại biểu Lý Thiên Mệnh đã dung hội trong lòng. Đế hoàng thiên ý. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, cái này là trên người mình đản sinh, một loại hoàn toàn mới đồ vật. Thái cổ hỗn độn cự thú, mang đến toàn diện tuyệt thế thiên phú và vô cùng tiềm lực, mang đến chiến đấu huynh đệ. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, mang đến nghịch thiên cải mệnh quyết tâm cùng tu hành thiên phú. Mà cái này đế hoàng thiên ý, là trong xương mình chính đạo, kỳ thật cái này chính đạo, đến từ mộ dương. Hắn chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh tu kiếm, tại Lý Thiên Mệnh đi vào Đông Hoàng Tông thời điểm, hắn trên tờ giấy viết hết thảy, đối Lý Thiên Mệnh sinh ra to lớn ảnh hưởng. Kiếm đạo, cũng là công chính đại đạo. Mà bây giờ, cái này bên trong chính đại đạo, từ Đông Hoàng kiếm cùng huyết mạch cộng minh ở giữa, diễn hóa thành Lý Thiên Mệnh đế hoàng thiên ý. Hắn vốn cho là, chính mình sẽ đi tìm hiểu ra huỳnh hỏa hỏa diễm thiên ý,
hoặc là Miêu Miêu Lôi Đình Thiên Ý, thậm chí cả hai dung hợp. Chính hắn đều không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể mở ra lối riêng, tại vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp trên cơ sở, cảm ngộ Đông Hoàng chính đạo, đi ra thuộc về mình chí tôn thiên ý. Vạn cổ đệ nhất chính đạo, đế hoàng thiên ý. Loại này thiên ý hình thành, đối lý thiên mệnh khí chất đều có ảnh hưởng to lớn, theo tóc trắng như ma yêu dị, tăng thêm thuần chính chi khí, cương trực không thiên vị, chính khí lẫm nhiên. Bây giờ những cái kia kim sắc thiên văn cùng lý thiên mệnh màu trắng thần hồn tại cộng hưởng thời điểm, sinh ra biến hóa kỳ diệu, vậy mà tại hắn trong thức hải, dung hội thành một thanh Đông Hoàng kiếm. Cái này Đông Hoàng kiếm, chính là lý thiên mệnh giờ phút này hình thành, đế hoàng thiên ý. Chẳng những ngưng luyện, kiên cố, thẳng tắp, mà lại không có thể lay động. Thiên ý, là một loại tự mình ý chí. Đế hoàng thiên ý phòng thủ kiên cố, càng đại biểu lấy lý thiên mệnh người này, ý chí dồi dào. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, là tự mình độ kiếp, bất tử bất diệt, mà đế hoàng thiên ý, mới là mình cùng toàn bộ thế giới ở giữa thiên ý liên lụy. Đây là vật khác biệt. Thiên ý, nhất định phải xây dựng ở thế giới trên cơ sở. Thí dụ như gió hỏa thủy thổ, đồng dạng sinh ra giữa thiên địa. Làm Đông Hoàng kiếm hình dáng đế hoàng thiên ý, xuất hiện tại lý thiên mệnh thức hải một khắc này, nói rõ hắn thiên ý đã thành công. Dù là cái này Đông Hoàng kiếm thiên ý rất nhỏ, chứng minh lý thiên mệnh chỉ có thiên ý cảnh giới đệ nhất trọng. Nhưng là, tiếp đó, nó nhất định sẽ chậm rãi trưởng thành, thẳng đến để lý thiên mệnh, tiếp xúc đến thánh chi cảnh giới. Địa chi thánh cảnh, đứng lặng thương sơn đại địa, tự thân thần uy, có thể để thanh thế to lớn. Thiên chi thánh cảnh, thông suốt thượng thiên, bay trên trời mà đi, lấy khí ngự thiên. Cổ chi thánh cảnh, ngược dòng tìm hiểu thượng cổ, xưng là cổ thánh, trở lên thời cổ lực, uy chấn tứ hải khắp nơi. Đế hoàng thiên ý đã thành công, tiếp đó, lý thiên mệnh vận chuyển hai đại công pháp, tại lý thần tiêu chi mộ cùng thái nhất tháp tư nhuận phía dưới, toàn bộ hành trình xông vào. Luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên lần nữa thuế biến, thú nguyên tăng lên. Quả nhiên, làm luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên tăng lên thời điểm, Đông Hoàng vòng xoáy đồng dạng tăng lên. Thật giống như, là tại cạn cửa lớn màu vàng óng to lớn kim vòng xoáy màu đen phía trên, hấp thụ một số lực lượng, tiến vào lý thiên mệnh thân thể. Các ngươi thành sao? Lý thiên mệnh hỏi. Nói nhảm, Huỳnh Hòa ngạo kiều nói. Thành tựu thiên ý có tuần tự có khác, nhưng, lý thiên mệnh thành tựu thiên ý về sau, cộng sinh hệ thống tu luyện có thể vận chuyển. Cái này đã nói hai bọn nó, đã tạo thành chính mình thiên ý. Lý thiên mệnh cười, hắn thừa nhận chính mình nói chính là nói nhảm. Bởi vì, hắn có thể cảm nhận được, đến từ Huỳnh Hỏa hừng hực thiên ý. Đó là trong thức hải một đoàn luyện ngục hỏa, đây là một loại hỏa diễm thiên ý, mà lý thiên mệnh, có thể hoàn toàn vận dụng cái này thiên ý ảo diệu. Ngự thú sư cùng cộng sinh thú thiên ý khác biệt, cơ hồ tương đương hai người nắm giữ hai loại thiên ý, đến đón lấy tại tu luyện thiên ý chiến quyết thời điểm, sẽ có rất lớn tiện lợi. Mà lại, lý thiên mệnh đối với hỏa diễm thiên ý cảm ngộ, cũng sẽ để cho Huỳnh Hỏa hoàn thiện chính mình thiên ý. Đương nhiên, Miêu Miêu cũng là như thế. Đến mức, lý thiên mệnh tương đương với nắm giữ ba loại thiên ý, mà bọn hắn mỗi người hai loại. Dù sao, bọn họ lẫn nhau khác biệt. Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, đồng dạng có thể lĩnh hội đế hoàng thiên ý ảo diệu, cộng sinh hệ thống tu luyện hạch tâm, cũng là cùng hưởng. Cùng hưởng cảm ngộ cùng tạo hóa, đương nhiên cũng cùng hưởng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, để chúng nó cũng biến thành tiểu đoàn mệnh. Tại nóng rực hung mãnh trong tu luyện, bọn họ ba cái cùng một chỗ, toàn bộ bước vào chân chính thiên ý cảnh giới. Hiện tại, 10 cái Nguyệt Linh Lang, đều không phải là đối thủ của ta. Tăng thêm Linh Nhi trở về, 100 cái Nguyệt Linh Lang, đều không phải là sự tình. Lý Thiên Mệnh hiện tại, chưa từng có cường đại. Mà lại, đáng giá nhất cao hứng là, Đông Hoàng kiếm bên trong tòa thứ nhất cạn cửa lớn màu vàng óng kim sắc thiên văn, vẫn rất nhiều rất ảo diệu. Ta có thể nhờ vào đó, tiếp tục lĩnh hội đế hoàng thiên ý ảo diệu. Thiên ý phong phú, mới có thể chống đỡ hiện tại thú nguyên tăng lên. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Lý Thị Tổ Địa bên ngoài. Hiện tại ta, cơ hồ siêu đã qua hơn nửa Đông Hoàng vệ. Tiếp đó, ta cũng có thể tham chiến giết địch, vì Đông Hoàng tông cống hiến. Lý Thiên Mệnh là cái cảm ơn người. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, một nửa đến từ Đông Hoàng tông, nhất là Lý Thần Tiêu Chi Mộ, Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp. Tăng thêm Lý Vô Địch, Diệp Thiếu Khanh, Lý Khinh Ngữ, Lý Cảnh Du những người này nhi, đều là hắn ưa thích người thống khoái. Đến hôm nay đến,
hắn cũng có thể nói là, hắn sinh là Đông Hoàng Tông người, chết là Lý Thị Thánh tộc quỷ. Hắn biết, Lý Vô Địch tin tức đoán chừng đã truyền đến Nam Thiên Tông, Thánh Thiên Phủ. Các loại Thánh Thiên Phủ làm ra phản ứng, một vòng mới chiến tranh, chỉ sợ cũng muốn bạo phát. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đem cái này chỉ ít 1m50 Đông Hoàng Đại Kiếm, cắm trên mặt đất, ánh mắt nóng rực nhìn về phía chiến trường phương hướng. Lần này, cấp thấp tọa kỵ Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối không lại giọt nước tiểu. Huỳnh Hỏa nhiệt huyết sôi trào mà nói. Ngươi nói cái gì? Lý Thiên Mệnh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn. Điệu thấp, ha ha. Nam Thiên Tông, Trạm Lam Thánh Điện. Nơi này là Nam Thiên Tông tối cao Thánh Điện, lúc này thời điểm Nam Thiên Tông toàn thể cao tầng, tập hợp một chỗ triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Lúc này, Vi Sinh Thiên Lan bên người, còn ngồi đấy một người khác vật. Người này cùng Vi Sinh Thiên Lan có chút tương tự, nhưng tuổi tác lớn hơn nhiều, không sai biệt lắm có trăm tuổi tuổi tác, kỳ danh là Vi Sinh Thương Nguyên, chính là Vi Sinh Thiên Lan cha. Vi Sinh Thương Nguyên là đời trước Nam Thiên Tông tông chủ, 95 tuổi thoái vị, để xuất sắc nhất thứ 5 con Vi Sinh Thiên Lan kế vị. Đông Hoàng cảnh tông môn đại chiến, xuất liên tục du nhiều năm, tiêu sái khoái hoạt Vi Sinh Thương Nguyên đều trở về, hắn giờ phút này ngồi tại Vi Sinh Thiên Lan về sau, cũng không nói nhiều. Mà chính là từ nhi tử đến chủ trì đại cục. Nhưng nếu là xuất chiến, Vi Sinh Thương Nguyên khẳng định vẫn là Nam Thiên Tông đệ nhất cường giả, tại toàn bộ Đông Hoàng cảnh, đều có thể đứng hàng trước ba. Lúc này, lấy Cố Thu Vũ cầm đầu, hết thảy có hơn 10 vị tông lão, chính hết sức kích động, nước miếng tung bay. Tông chủ, lão tông chủ, các vị tông lão, mọi người đến bây giờ đều vẫn chưa rõ sao. Chúng ta căn bản chống cự không được Thánh Thiên Phủ. Nhất là Hoàng Phủ Phong Vân những thứ này lão phế vật, Đông Hoàng Kiếm đều thủ không được. Vừa mới truyền đến tin tức, Đông Hoàng Kiếm bị Vũ Văn Thái Cực cướp đi, Nam Thiên Tông lúc này mới tổ chức khẩn cấp đại hội. Hiện tại tay cầm Đông Hoàng Kiếm chính là Vũ Văn Thái Cực càng mạnh hơn một chút, ảnh hưởng không lớn. Vi Sinh Thiên Lan cau mày nói. Làm sao không lớn, Vũ Văn Thái Cực là cố chấp bảo thủ người, thích làm lớn thích công to, không hiểu phòng thủ. Từ hắn chấp trưởng Đông Hoàng Tông, căn bản ngăn không được hai đại tông môn trùng kích, ta đoán chừng lúc này thời điểm, Đông Hoàng Tông đã bị công hãm. Cố Thu Vũ sắc mặt tái nhợt nói. Tông chủ, Vũ Văn Thái Cực cùng chúng ta không có chút nào giao tình, Diệp Thiếu Khanh đoán chừng đã thoát đi Đông Hoàng Tông. Dạng này Đông Hoàng Tông, cùng ngàn năm trước Đông Hoàng Tông, đã không phải là một cái tông môn, tương đương với thay đổi triều đại. Hiện tại Đông Hoàng Tông không họ Lý, họ Vũ Văn. Cùng chúng ta không quan hệ rồi. Thứ ba tông lão Trần Thanh Vân nói. Tiếp đó, rất nhiều tông lão lao nhau, chỉ ít có hơn phân nửa tông lão cùng trưởng lão, đứng ra phản đối. Đồng thời, ám chỉ để Vi Sinh Thiên Lan cùng Hắc Minh Tông một dạng, quy thuận Thánh Thiên Phủ, tìm được một đường sinh cơ. Đông Hoàng Tông không có, mặc kệ chúng ta phải chăng trợ giúp, Thánh Thiên Phủ đều sẽ tới công đánh chúng ta. Hiện tại Thánh Thiên Phủ là sợ tổn thất, nhưng nếu như bọn họ quyết tâm, trọn vẹn 250.000 thánh thiên vệ, chúng ta làm sao có thể chịu đựng được. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Vi Sinh Nhược Tố cùng Vi Sinh Thanh Loan đứng tại đại điện trong góc, nhìn lấy những thứ này không có người có cốt khí, tức giận đến ánh mắt đỏ bừng. Tỷ, không biết Thiên Mệnh ca ra sao? Hắn giết Vũ Văn Thần Đô, hiện tại Vũ Văn Thái Cực trưởng khống Đông Hoàng Tông, hắn nếu là chạy không đi, nhất định phải chết. Vi Sinh Thanh Loan nói. Cục thế, càng ngày càng sụp đổ. Hiện tại Nam Thiên Tông, lòng người bàng hoàng, căn bản đừng nói trợ giúp. Hắn sẽ chạy, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, lại nói, còn có bảo hộ hắn người. Vi Sinh Nhược Tố nhìn lấy thánh điện này bên trong tất cả mọi người, ánh mắt có chút u buồn. Phụ thân của mình cùng ra ra, làm tông chủ, lại làm cho bọn này kẻ hèn nhát, đính đến một câu đều nói không nên lời. Tông chủ. Van cầu ngươi vì Nam Thiên Tông vạn năm cơ nghiệp suy nghĩ, cho Nam Thiên Tông lưu một đầu sinh lộ đi. Cố Thu Vũ quỳ trên mặt đất, nước mắt nước mũi chảy ngang. Cái này đạo đức bảng giá vừa lên đến, cảm động toàn trường, vượt qua một nửa người toàn bộ rơi lệ, đi theo Cố Thu Vũ. Cố Thu Vũ, còn không có đánh đâu, người gấp cái gì, đường đường đệ nhất tông lão, hiện tại trước hết tè ra quần, người xứng với cái địa vị này sao? Đúng vào lúc này. Vi Sinh Thương Nguyên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, để toàn trường tĩnh mịch. Hắn đứng lên, trầm giọng nói. Ta mới rời khỏi mấy năm, các ngươi liền bị Thánh Thiên Phủ cho sợ đến như vậy, thật sự là đem ta tức giận cười.
Nói cái gì tông môn cơ nghiệp, chúng ta vi sinh gia tộc, trèo chống Nam Thiên Tông trên vạn năm, chúng ta không có người hiểu cái gì gọi là tông môn cơ nghiệp sao? Nếu như đánh cũng không đánh, thì cho người làm heo chó, cái này không gọi tông môn cơ nghiệp, cái này gọi là kẻ hèn nhát. Mọi người nghe cho kỹ, chúng ta Nam Thiên Tông có thể đầu hàng, nhưng là đâu, phải đợi ta vi sinh Thương Nguyên chết lại nói. Ta tối thiểu, phải dùng ta Nam Thiên Hộ Hải kết giới, đồ sát chí ít 50.000 thánh thiên vệ. Không phải vậy, không bàn nữa. Tốt, Cố Thu Vũ, người có thể cầu nguyện ta chết sớm một chút. Vi sinh Thương Nguyên ngồi xuống, mỉm cười nhìn hắn. Lão tông chủ, ta không dám, ta chỉ là vì tông môn a. Cố Thu Vũ thê thảm nói. Cho lão phu cút. Vi sinh Thương Nguyên gào thét một tiếng, toàn trường câm như hến. Nhưng, kỳ thật bọn họ vẫn là không phục, chí ít vẫn là có một nửa người đưa mắt nhìn nhau, thậm chí, có người đi đem Cố Thu Vũ nâng đỡ. Những người này, chỉ cần Thánh Thiên Phủ xâm lấn, bọn họ lập tức liền sẽ bán chính mình người đầu hàng đi. Vi sinh Thương Nguyên biết nhất định sẽ có loại này người, nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy. Mà bây giờ, những người này, thậm chí lấy cất dấu oán hận ánh mắt nhìn lấy chính mình, có bao nhiêu châm chọc. Cha, nếu có cơ hội, nhất định phải trừ rơi những thứ này u ác tính. Vi sinh Thiên Lan tức giận nói. Chưa trừ diệt, như thế nào chính tông môn chi khí? Đi, tản. Đúng vào lúc này, lấy Cố Thu Vũ, Trần Thanh Vân, Nam Cung Hạ bọn người cầm đầu, thậm chí tự mình tan họp. Phải biết, Vi sinh Thiên Lan còn chưa lên tiếng, càng không cụ thể chuẩn bị chiến đấu đâu. Lẽ nào lại như vậy? Rất nhiều người đều giận đến phát run, bao quát Vi sinh Nhược Tố cùng Vi sinh Thanh Loan. Báo, khởi bẩm tông chủ, lão tông chủ, có quan hệ tại Đông Hoàng Tông tin tức nặng ký truyền đến. Một người mặc áo giáp màu xanh lam nam thiên vệ, không nói liền vọt vào trạm lam thánh điện, thần sắc kích động, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối trượt hơn 5 mét. Không có cách, trạm lam thánh điện mặt đất có chút trơn. Nhưng, cái này 5 mét trở lên thanh trượt, xem ra giống chúc mừng a. Nói thật, tuy nhiên tông lão hội u ác tính nhiều, nhưng là đại bộ phận nam thiên vệ, cuồng nhiệt trèo chống vi sinh Thiên Lan, chiến ý mãnh liệt. Phải chăng Đông Hoàng Tông đã bị đồ diệt? Cố Thu Vũ bọn họ ánh mắt sáng lên, chờ chính là cái này tin tức. Cố tông lão, để ngươi thất vọng, hắc hắc, cái kia nam thiên vệ cười nói. Làm càn, nói vớ nói vẩn cái gì? Nam Cung Hạ cả giận nói. Đừng ngắt lời, vi sinh khung, đọc chiến báo. Vi sinh Thiên Lan đứng lên, thần sắc kích động. Khởi bẩm tông chủ, Vân Tiêu kiếm phái cùng Hắc Minh Tông liên thủ tiến công Đông Hoàng Tông, Vũ Văn Thái cực tay cầm Đông Hoàng kiếm, tại Trầm Uyên chiến trường đánh tan Hắc Hậu. Đem bắt cóc, bước lui Hắc Minh quân đại quân, sau đó lại đánh tan Tư Không kiếm sinh, chém giết 10.000 Vân Tiêu vệ. Vi sinh khung hưng phấn nói. Vũ Văn Thái cực mạnh như vậy, Cố Thu Vũ đám người sắc mặt biến đổi. Có điều, mạnh hơn cũng vô dụng, bất quá là một giới thất phu, một người lại ngăn không được thiên quân vạn mã. Cố Thu Vũ nói. Cố Tông Lão, làm phiền ngươi im miệng được không, ta còn chưa nói xong đâu. Vi sinh khung trợn mắt một cái. Cái này nam thiên vệ vẫn rất có cá tính, thật không hổ là vi sinh gia tộc người. Câu nói này có thể đem Cố Thu Vũ tức giận đến rear map đều vỉnh lên đi lên, đang muốn động thủ, vi sinh khung hướng về phía vi sinh Thiên Lan, lớn tiếng nói. Tông chủ, đến đón lấy Đông Hoàng Tông, còn phát sinh một kiện đại sự. Nói, mọi người tuyệt đối nghĩ không ra, đã từng bị phế Đông Hoàng Tông chủ Lý Vô Địch, bế quan 14 năm, phá tiểu mệnh kiếp, giác tỉnh 6 kiếp luân hồi chi thể. Cộng sinh thú tiến hóa làm cấp 6 thánh thú, thực lực đột phá thiên chi thánh cảnh. Hắn một đao chém chết Vũ Văn Thái Cực, trọng đoạt Đông Hoàng Kiếm. Đến tận đây, cùng chúng ta một tổ giống nhau Lý Thị Thánh Tộc, trọng trưởng Đông Hoàng Tông. Theo thám tử nói, Lý Vô Địch cường đến đáng sợ. Một đoạn này lời nói ra, toàn bộ trạm lam thánh điện, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Khả năng có người sẽ còn nói, đây là hư tình báo giả. Nhưng, Nam Thiên Tông nguồn tin tức, cũng không chỉ có một. Tại vi sinh khung vừa mới sau khi nói xong, liên tiếp thì có Nam Thiên vệ xông tới. Báo, khởi bẩm tông chủ, Đông Hoàng Tông nắm lấy số một chiến, ngày xưa phế nhân Lý Vô Địch phá kiếp mà ra, lấy 6 kiếp luân hồi chi thể, chém giết Vũ Văn Thái Cực. Báo, nguyên một đám tình báo, liên tiếp trở về. Một khắc này, Cố Thu Vũ bọn người, mặt mũi tràn đầy trắng bệch chi sắc. Không có khả năng, cái gì 6 kiếp luân hồi chi thể,
Lý thị thánh tộc không có loại này. Đúng, các ngươi từ đâu tới tình báo? Hồi tông lão, ta tận mắt nhìn thấy, còn đi vào cùng Đông Hoàng Tông bằng hữu tán gẫu nửa canh giờ. Cố Thu Vũ đám người sắc mặt, muốn nhiều khó coi, thì có bao nhiêu khó coi. So sánh dưới, nhiều người hơn đứng lên, thần sắc vô cùng kích động, bao quát Phi Sinh Thiên Lan. Tốt, biệt khuất quá lâu, hiện tại thực sự quá sung sướng, nhất là nhìn đến Cố Thu Vũ những người kia ăn phân và nước tiểu một dạng sắc mặt. Vốn là rất nhiều người còn đang do dự, lúc này thời điểm Đông Hoàng Tông đại chiến thắng lợi, còn nghênh đón Lý Vô Địch dạng này thiên chi thánh cảnh cường giả. Trong nháy mắt, bọn họ toàn bộ cùng Vi Sinh Thiên Lan đứng chung một chỗ. Chúc mừng Đông Hoàng Tông, chúc mừng Lý Vô Địch, chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc. Vi Sinh Thương Nguyên liên tục nói ba lần chúc mừng, sau đó cười to ba tiếng. Cố Thu Vũ, Trần Thanh Vân, Nam Cung Hạ. Đúng vào lúc này, Vi Sinh Thiên Lan nhân cơ hội trầm giọng hét lớn, thanh âm to, toàn trường đinh tai nhức óc. Tông chủ, Cố Thu Vũ ba người hơi thở mong manh, thanh âm yếu ớt, còn chỗ trong cơn chấn động, mặt cơ hồ đều là vặn vẹo. Tất cả mọi người nghe, ba vị này tông lão hành tích khả nghi, kích động chúng ta đệ tử đầu hàng, ta hoài nghi bọn họ âm thầm đã phản bội Nam Thiên Tông, quy thuận Thánh Thiên Phủ. Cho nên, ta quyết định từ bỏ ba người này tông lão vị trí, đánh vào biển cả lao ngục. Các loại đại chiến kết thúc, lại đến thẩm tra. Trong đó Cố Thu Vũ làm chủ phạm, phiến động nhân tâm, phá hư tông môn đoàn kết, sự thật đã thành lập, cho nên, ta quyết định hủy bỏ tu vi. Trở lên, răn đe. Sau khi nói xong, toàn trường chấn động. Tông chủ, Cố Thu Vũ trong nháy mắt bão tố nước mắt, quỳ trên mặt đất, còn muốn cầu tình đến được lòng người. Nhưng là, làm hắn ngẩng đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến, rất nhiều người đều lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn lấy chính mình. Lý Vô Địch vừa ra, hắn đại thế đã mất. Phốc, Cố Thu Vũ phun ra một ngụm máu. Kỳ thật Vi Sinh Thiên Lan nói không sai. Hắn cũng sớm đã đầu nhập vào Thánh Thiên Phủ, phản bội Nam Thiên Tông, chỉ là, tạm thời còn không có đối Nam Thiên Tông làm khó dễ. Hắn liếc mắt liền thấy được Vi Sinh Nhược Tố cùng Vi Sinh Thanh Loan. Đây là hắn hy vọng chạy trốn. Tại cái này bỗng nhiên ở giữa, hắn thì vọt tới. Tại lão tử trước mặt, muốn bắt cóc ta cháu trai cháu gái. Vi Sinh Thương Nguyên giận tím mặt, hắn sớm có phòng bị, trong nháy mắt ngăn cản. Một trận đại chiến. Cố Thu Vũ chiến bại. Hắn bị Vi Sinh Thương Nguyên cha con, tại chỗ bắt sống, trực tiếp phế trừ tu vi, biến thành phế nhân. Đệ nhất tông lão quả nhiên đã làm phản. Kỳ thật, Vi Sinh Thiên Lan nói hủy bỏ Cố Thu Vũ tu vi, bất quá là áp chế một chút, thật phải phế bỏ, khẳng định rất nhiều người có ý kiến. Dù sao, không có chứng nhận có người nói rõ hắn làm phản. Nhưng, Cố Thu Vũ nhất thời cuống cuồng, trực tiếp muốn bắt cóc Vi Sinh tỷ đệ. Ngược lại lộ ra chân tướng. Hiện tại, tội danh ngồi vững, toàn trường có thể thấy được. Làm Cố Thu Vũ bị phế sạch, hai người khác đánh vào đại lao, hiện tại Trạm Lam Thánh Điện, đã một lòng. Vi Sinh Thiên Lan đứng tại tất cả mọi người trước đó, trực tiếp tuyên cáo. Từ giờ phút này bắt đầu, Nam Thiên Tông tiến vào tử chiến trạng thái. Chúng ta Nam Thiên Tông ngự thú sư, không sợ địch nhân, không làm heo chó, Thánh Thiên Phủ dám đến. Chúng ta thể sống chết phân chiến. Nam Thiên Hộ Hải kết giới, tụ tập biển cả cùng chúng ta toàn thể chiến lực, tuyệt đối để bọn hắn, chết tại biển cả ở giữa, tuyệt không nơi táng thân. Nam Thiên Đảo thuộc về gần biển hòn đảo, cũng không xa xôi. Ngày bình thường Nam Thiên Đảo tú lệ phong cảnh, nước biển thanh tịnh, bầu trời xanh 10.000 dặm, trời nước một màu. Hôm nay Nam Thiên Đảo, cũng đã đắm chìm tại biển cả bên trong. Một cái cự đại màu xanh lam kết giới. Đem bao phủ, sau đó hút vào vô tận biển cả chi thủy, hội tụ tại trong kết giới. Xa xa nhìn lại, trên biển xuất hiện một cái cự đại màu xanh lam bóng nước, hắn đường kính sợ có 300 dặm trở lên. Sóng biển ở tại phía trên lăn lộn, nước biển oanh minh, bóng nước xoay tròn, không thể phá vỡ. Hấp thu biển cả chi thủy sau Nam Thiên Hộ Hải kết giới, nếu như Thánh Thiên Phủ người muốn xuyên thủng kết giới, giết tiến Nam Thiên Đảo, ít nhất phải tại bạo loạn sóng nước bên trong. Tiến lên 100 dặm. Nửa đường, còn phải thừa nhận kết giới linh tai cùng Nam Thiên Vệ tập kích. Nam Thiên Vệ đại đa số đều là thủy thuộc tính cộng sinh thú, trời sinh thuộc Vu Thương Hải. Tại cái này nộ hải bên trong, cùng các loại cảnh giới Thánh Thiên Vệ, ba cái trở lên, đều chưa hẳn có thể làm sao một cái Nam Thiên Vệ. Lúc này, cái kia to lớn bóng nước kết giới phạm vi bên trong,
đang có 99 con màu xanh lam thần long ở trong đó xuyên thẳng qua, gào thét. Đây không phải là cộng sinh thú, mà chính là bị hộ biển kết giới dung hội, trưởng khống kết giới linh tai, thương lam long mạch. Thương lam long mạch cùng đế hoang long mạch, một nước một đất, đều chính là đệ nhất tổ tiên Lý Thần Tiêu bắt được, tan vào trong kết giới. Cái này thương lam long mạch, băng lãnh mãnh liệt, còn có thể hóa thành hàn băng xuyên thủng đối thủ, xen lẫn trong biển cả bên trong, uy lực đáng sợ. Từng đợt thần long gào thét, tại cái này hộ biển trong kết giới truyền ra ngoài. Dạng này tiếng gầm gừ, để giấu ở xa xa 250.000 thánh thiên vệ, chau mày. Cái số này, ít nhất là Nam Thiên Tông gấp 3 trở lên. Đây cũng là rất nhiều tông lão, không chiến lại muốn đầu hàng lý do. Dưới ánh mặt trời, người mặc trắng áo giáp màu vàng óng thánh thiên vệ, tiềm tàng ở một tòa trên hoang đảo, phóng tầm mắt nhìn tới, cường giả như mây, lít nha lít nhít. Nhưng, giờ phút này thánh thiên phủ đại quân, đại đa số người sắc mặt, tại sao lại không dễ nhìn? Một phương diện, là bởi vì trước mắt Nam Thiên hộ hải kết giới, quá cân bạc mãnh liệt, để bọn hắn cảm nhận được áp lực thật lớn. Một phương diện khác, thì là bởi vì Đông Hoàng Tông chiến báo truyền đến, kết quả lật đổ trí tưởng tượng của bọn hắn. Tại cái này 250.000 người hạch tâm vị trí, thánh thiên phủ nhân vật cao tầng đều tại. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới, cái này Lý Thị Thánh tộc Lý vô địch, lại còn có như thế tu luyện phương thức. Bay thẳng thiên chi thánh cảnh, quả thực không thể tưởng tượng, chưa từng nghe thấy. Tứ đại thánh vương đều cau mày. Lúc này mới ra trinh, thì gặp phải loại phiền toái này. Tuy nhiên Lý vô địch một người, quyết định không là cái gì, nhưng, chung quy là phiền phức. Quân Đông Diệu ánh mắt nóng rực, sát khí đằng đằng. Thánh Hoàng, Vân Tiêu kiếm phái cùng Hắc Minh Tông đều có tổn thất, mà lại sĩ khí không đủ, đoán chừng không tốt áp chế, trêu đùa Đông Hoàng Tông, không đạt được để Nam Thiên Tông lòng nóng như lửa đốt hiệu quả, chúng ta nên làm cái gì? Nam Linh Thánh Vương hỏi. Từ khi nghe được Lý vô địch tin tức, Thánh Hoàng vẫn luôn đang trầm mặc. Mọi người thảo luận nửa ngày, còn là muốn chờ đáp án của hắn. Đông Diệu, Thánh Hoàng tựa hồ làm quyết định, ánh mắt lạnh không ít. Tại, người chỉ huy 60 thánh lão, 70.000 thánh thiên vệ, tiếp viện Vân Tiêu kiếm phái cùng Hắc Minh Tông. Đồng thời, mang ta ý chỉ, để Hắc Minh Tông từ bỏ Hắc Hậu, cùng một chỗ công sát. Nếu là Minh Hoàng không biết điều, người biết làm sao đối phó hắn. Thánh Hoàng ngữ khí rất nặng nề. Ta biết, yên tâm, phụ thân, Quân Đông Diệu tâm tình thiêu đốt. Sốt cục có cơ hội lập công. Nói thật, Đông Hoàng Tông bên kia, không có Thánh Thiên Phủ người đi chủ trì đại cục, chính hắn đều không yên lòng. Quân Niệm Thương tuy nhiên tại, nhưng dù sao cũng là con út, ngoại trừ tu hành, chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Như thế, tam quân cùng nhau có 200.000, tông lão hơn 160 vị. Biết muốn làm thế nào sao? Thánh Hoàng hỏi. Biết, nhiều nhân mã như vậy, tuyệt đối để Đông Hoàng Tông quỳ xuống đất cầu cứu, đem Nam Thiên Tông câu đi ra. Mà lại, chúng ta bên này người ít, vừa vặn cho bọn hắn trợ giúp dũng khí. Quân Đông Diệu nói, trận này chiến, chúng ta có thời gian 10 năm, chậm rãi đánh, không nên gấp. Chớ có bởi vì nhỏ mất lớn, đả thương nguyên khí, để cho người khác tìm tới quật khởi cơ hội. Người bên kia, cũng phải tận lực tránh cho Thánh Thiên Phủ tổn thất. Thánh Hoàng phân phó nói, vâng, đến mức Lý vô địch, tốt nhất lấy đầy đủ nhân thủ, đem vây giết là đủ. Thánh Hoàng nói, phụ thân yên tâm, hơn 160 địa chi thánh cảnh tông lão, mà bọn họ, chỉ còn lại 20 mấy cái, làm sao có thể địch. Quân Đông Diệu cười, ở chỗ này ẩn núp đi săn là một kiện chuyện nhàm chán. Chinh chiến Đông Hoàng Tông, cái kia có nhiều thú. Sau đó, Thánh Thiên Phủ Đại Quân, chia binh hai đường. Ngay cả như vậy, lưu tại Nam Thiên Đảo bên ngoài Thánh Thiên Vệ, trọn vẹn còn có 180.000. Lý Thiên Mệnh vừa đột phá đến thiên ý cảnh đệ nhất trọng, Lý Vô Địch cùng Diệp Thiếu Khanh thì tới tìm hắn. Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ cũng theo đến đây. Thiên Mệnh, chúng ta tranh thủ thời gian về Chu Tước Quốc một chuyến. Diệp Thiếu Khanh nói. Vì sao? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Bọn họ thần thái nghiêm túc, khẳng định là có chuyện khẩn cấp. Cảnh vực chi chiến thời điểm, người đã nói với ta ba cái kia giám sát xứ sự tình. Ta suy nghĩ bọn họ biết người lão ra chỗ. Liền để cho chúng ta tại Thánh Thiên Phủ nội ứng, Triệu Hàng, toàn bộ hành trình giám thị bọn họ. Vừa mới đạt được Triệu Hàng truyền tin,
nói Lăng Nhất Trần ba người này hướng Chu Tước Quốc phương hướng đi, hắn đã âm thầm theo dõi. Nghe hắn nói, Lăng Nhất Trần bọn họ cần phải muốn tóm lấy cha mẹ ngươi người nhà, mang về Thánh Thiên Phủ tranh công. Diệp Thiếu Khanh ngữ khí nghiêm túc nói. Bọn họ không có đem Chu Tước Quốc sự tình, nói cho những người khác. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Không có, đã muốn tranh công, tự nhiên là trước bắt người về Thánh Thiên Phủ, nếu là trước nói cho người khác biết, sẽ bị người chia cắt công lao. Diệp Thiếu Khanh lúc nói chuyện, hắn cộng sinh thú Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã đi ra, bàn ở trên trời. Hắn trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh mang tới Long Thân. Hiện tại nguy cơ tứ phía, các người chú ý an toàn. Xuất phát trước, Lý Vô Địch dặn dò một tiếng. Không có vấn đề, ta động tĩnh nhỏ một chút, Diệp Thiếu Khanh nói. Vừa nói xong, Thanh Huyền Bích Hỏa Long liền bay lên mà đi, mang theo Diệp Thiếu Khanh, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh ba người, khẩn cấp trở về Chu Tước Quốc. Vì không làm cho Vân Tiêu Kiếm phái chú ý, Diệp Thiếu Khanh đi phía đông con đường, lặng yên rời đi. Thanh Huyền Bích Hỏa Long tốc độ quá nhanh, Khương Phi Linh nhìn không được cuồng phong kia, chỉ có thể lấy phụ linh trạng thái, lưu tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Ta đi, ngươi chừng nào thì tu luyện đến thiên ý cảnh giới. Vừa mới chuyện quá khẩn cấp, Diệp Thiếu Khanh cái này mới nhìn ra đến, trực tiếp mộng. Thì hai ngày này, cái này cũng quá nhanh đi, người đến cùng phải hay không người a? Diệp Thiếu Khanh dở khóc dở cười nói. Lý Thiên Mệnh tu luyện tốc độ xác thực rất nhanh, cái này mới rời khỏi Chu Tước Quốc hơn nửa năm, hắn đoán chừng so Mộ Dương còn mạnh hơn. Thiên ý cảnh giới đột phá, chủ yếu nhờ vào Đông Hoàng Kiếm. Bằng không, khả năng phải cần mấy tháng công phu, Lý Thiên Mệnh nói. Đại cảnh giới đột phá, cần rất lớn cơ hội. Cơ hội vừa đến, nước chảy thành sông, cơ hội không đến, trăm năm đều vô dụng. Ta cũng cảm giác, người cùng Đông Hoàng Kiếm ở giữa cộng minh, không người có thể so sánh. Quả nhiên, cái kia tử quỷ đem Đông Hoàng Kiếm giao đưa cho ngươi là đúng. Gia hỏa này cả lơ phất phơ. Ngược lại là nhìn đến thẳng rõ ràng. Người cái tên này trên thân kỳ tích quá nhiều, thật xuất thân Chu Tước Quốc loại địa phương nhỏ này. Vẫn là nói Chu Tước Quốc dễ dàng sinh ra kỳ tích người. Nói thí dụ như Linh Nhi cô nương, ta cùng Vô Địch đều cảm thấy, nàng so ngươi còn thần kỳ. Diệp Thiếu Khanh tán dương. Tạ ơn thúc thúc khích lệ. Khương Phi Linh ngưng tụ thành linh thể, tại trong cuồng phong nói. Ách, ha ha, Diệp Thiếu Khanh im lặng nhìn lấy hai người bọn họ. Đoán chừng tâm lý đậu đen rau muống mấy câu quái vật. Sư tôn, chúng ta cần phải tới kịp a? Lý Thiên Mệnh có chút lo lắng hỏi. Lăng Nhất Trần ba người bọn họ, thực lực so Mộ Dương cường. Một khi bọn họ vì công lao quyết tâm, đã thương thân nhân mình, vậy liền khó chịu. Yên tâm đi, Triệu Hằng cùng tại phía sau bọn họ, Triệu Hằng thực lực cùng Lăng Nhất Trần không sai biệt lắm. Nếu như chúng ta thật chậm, cái kia liền cần ngươi trong nhà. Có người có thể ứng phó Tống Nhất Phàm cùng Cận Nhất Huyên hai người. Diệp Thiếu Khanh nói. Hai người bọn họ cảnh giới gì? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi. Triệu Hằng tình báo viết là thiên ý cảnh giới tầng thứ 5. Đương nhiên, thuộc về điều kiện kém nhất loại kia. Nhưng chiến đấu kinh nghiệm rất phong phú. Diệp Thiếu Khanh nói. Cùng các loại cảnh giới, thiên tài điều kiện khẳng định cao hơn bọn họ rất nhiều. Nói thí dụ như Nguyệt Linh Lang ba đời ngự thú sư. Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã là tốc độ nhanh nhất, cho nên, bây giờ gấp cũng vô dụng. Lăng Nhất Trần, các ngươi nếu là dám động người nhà của ta, thì để cho các ngươi thịt nát xương tan. Mặt khác, trước đây tại Diễm Đô Nợ, cũng đến muốn cùng các ngươi tính toán rõ ràng thời điểm. Hơn nửa năm trước, ba người này cho gia tộc bọn họ, mang đến tuyệt cảnh. Nếu không phải hắn cùng Mộ Dương ngăn cơn sóng dữ, hiện tại nơi nào còn có cái gì vệ phủ. Hô hô hô. Thanh Huyền Bích Hỏa Long tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuồng phong gào thét ở giữa, Lý Thiên Mệnh đã đứng lên, nhìn phía dưới giang sơn không ngừng lướt qua đi. Rốt cục tại sau gần nửa ngày, Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã vượt qua Chu Tước Quốc quốc giới. Rời nhà về sau, lần thứ nhất trở về. Đường chân trời cuối cùng, rất nhanh liền xuất hiện một cái cự đại thành trì, cái kia thành trì như lửa thiêu một dạng, hừng hực như nồi hơi, bốc lên bừng bừng nhiệt khí. Đây cũng là Diễm Đô. Giống. So sánh Diễm Đô cộng sinh thú, làm cấp 5 thánh thú Thanh Huyền Bích Hỏa Long thực sự quá cấp cao, đến mức nó đến, đủ để cho toàn bộ Diễm Đô cộng sinh thú đều nghe tin đã sợ mất mật. Thanh Huyền Bích Hỏa Long trong nháy mắt khóa chặt thiên phủ vệ phủ phương hướng. Đó là cái gì? Diễm Đô vô số người chạy ra đường đi, nhìn lấy trong mắt bọn họ đầu này to lớn thanh sắc thần long,
trên bầu trời tiến lên. Long, thần long, đây là thánh thú đi. Ở đâu ra đại nhân vật, buông xuống Diễm Đô, chẳng lẽ đến từ Đông Hoàng Cảnh? Yên lặng Diễm Đô, lần nữa sôi trào. Vương Cung, Thiên Cơ Cung, Tinh Phủ Thần Cung các loại nhóm thế lực, đều chạy ra không ít người, truy đuổi cái kia thần long mà đi. Chu Tước Vương, Tần Tướng Quốc, Tinh Thánh, Thần Thánh các loại đám nhân vật, đều một mặt quay cuồng, vì cái kia cấp 5 thánh thú mà rung động. Sau đó, đuổi theo. Nó giống như muốn đi trước Thiên Phủ. Diễm Đô vạn chúng theo Thanh Huyền Bích Hỏa Long, phóng tới Vệ Phủ. Nhưng lại không biết, Vệ Phủ giờ phút này, đang tiến hành một trận sinh tử đại chiến. Ngay tại Vệ Phủ trước đó, Vệ Tịnh sắc mặt trắng nhợt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khẩn trương. Tại trong tầm mắt của nàng, chính phát sinh tốt 3 trận đại chiến. Đầu tiên đó là giám sát sứ Lăng Nhất Trần, bực này nhân vật hôm nay vậy mà bỗng nhiên đánh tới, không hỏi nguyên do liền muốn mang đi chính mình cùng Mộ Dương, Vệ Thiên Thương. Mộ Dương hỏi nhiều vài câu, Lăng Nhất Trần liền trực tiếp động thủ. Cái này có thể đem toàn bộ Vệ Phủ đều dọa sợ, Vệ Thiên Thương vội vàng an bài để người già trẻ em rời đi. May mắn đúng vào lúc này, xông ra một cái khô gầy lão giả, chặn Lăng Nhất Trần đường đi. Hai người này mang theo cộng sinh thú chém giết cùng một chỗ, cơ hồ đem Vệ Phủ trước một mảnh lớn khu vực, toàn bộ phá hư đến một mảnh hỗn độn. Nhưng quan trọng Lăng Nhất Trần bên này, còn có hai cái phó giám sát sứ, đây đều là có thể làm cho cả Chu Tước thủ đô run rẩy nhân vật. Cận Nhất Huyên cùng Tống Nhất Phàm, đồng dạng âm lãnh xuất thủ, hoàn toàn không cho giải thích, hỏi thăm cơ hội. Làm hiện tại Thiên Phủ phủ chủ Mộ Dương, chỉ có thể trực tiếp xuất chiến. Nhưng, hắn cũng chỉ có thể ngăn trở Cận Nhất Huyên một người. Cái này đã để Cận Nhất Huyên tương đương kinh ngạc. Ngươi so với lần trước, còn có tiến bộ, ngươi cũng đột phá thiên ý cảnh tầng thứ 5. Cận Nhất Huyên lần trước kiêng kỵ hắn, không phải sợ đánh không lại, mà chính là sợ hắn đào tẩu quấy rối. Nhưng bây giờ, hắn thật đánh không lại. Ngươi có bản lĩnh lại có thể thế nào, thì Vệ Thiên Thương lão nhân này, có thể ngăn cản Tống Nhất Phàm. Cận Nhất Huyên điên cuồng cười to. Giống như hắn nói, Vệ Thiên Thương đã tại Tống Nhất Phàm trước mặt liên tiếp tan tác. Vệ Thiên Hùng tuy nhiên thêm vào chiến trường, nhưng là đối mặt phó giám sát sứ, không ngoài dự liệu, liền bị một kiếm bị thương. Đến mức rất nhiều ngày phủ thiên sư, thực lực chênh lệch không ít, càng không có can đảm tới. Giám sát sứ vì sao đối Vệ Phủ xuất thủ? Chẳng lẽ là bởi vì Vệ Phủ, lại không vâng lời giám sát sứ? Nhanh đi tìm Chu Tước Vương. Tình thế đã tương đương nguy cấp. Là cá nhân cũng nhìn ra được, Tống Nhất Phàm chỉ là muốn bắt cóc Vệ Thiên Thương, bằng không Vệ Thiên Thương sớm đã bị đánh tan. Tịnh Nhi, người đi mau. Vệ Thiên Thương một bên liều chết chống cự, một bên lớn tiếng gào thét. Vệ gia Vệ Kình cùng Vệ Tử Côn hiện tại không có chiến đấu lực, đều đã rút lui. Nhưng là Vệ Tịnh làm thế nào đều mắng không đi, cái này khiến Vệ Thiên Thương nhanh vội muốn chết. Ta không đi, Vệ Tịnh hốc mắt đỏ bừng, nàng nhìn hằm hằm Tống Nhất Phàm, nói. Phó giám sát sứ, ngươi dù sao cũng phải cho một lý do đi, vì sao vô duyên vô cớ công kích chúng ta. Tống Nhất Phàm mới không thèm để ý nàng, thậm chí phân ra một đạo kiếm khí, làm cho Vệ Tịnh liên tiếp lui về phía sau, trên mặt còn bị gảy ra một đạo kiếm ngân. Mộ Uyển, mang Vệ Tịnh đi. Mộ Dương cùng Mặc Kỳ Lân tuy nhiên đã dần dần áp chế đối thủ, nhưng mấu chốt là không người có thể ngăn cản Tống Nhất Phàm. Tốt, Mộ Uyển vội vàng tới. Đừng động ta, Vệ Tịnh trực tiếp cự tuyệt. Nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia đối với chiến Lăng Nhất Trần lão giả, liền vội hỏi. Xin hỏi tiền bối có thể hay không biết nguyên do. Lão giả kia đang muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng thần long gào thét, hắn cả cười, nói. Không cần hỏi, các ngươi không sao. Cái này khiến tất cả mọi người là khẽ giật mình. Đây là ý gì? Vệ Tịnh cùng Mộ Uyển đều một mặt mơ hồ. Nhưng, Tống Nhất Phàm kiếm phong lẫm liệt, đã làm cho Vệ Thiên Thương cùng đường mặt lộ. Lúc này thời điểm, Thiên Phủ Thiên Sư nhóm chỉ có thể kiên trì tới, toàn bộ ngăn tại Vệ Thiên Thương trước đó. Nhiều người như vậy, cũng coi là trì hoãn điểm thời gian. Toàn bộ muốn chết, thành toàn các ngươi. Tống Nhất Phàm cười lạnh. Cùng nàng thượng phẩm bát giai cộng sinh thú, Tuyết Tình Lam Hồ, cùng một chỗ, lạnh lẽo đánh tới. Tống Nhất Phàm, người tại Thánh Thiên Phủ làm tiểu lâu lâu, đi vào Diễm Đô, người uy phong thật to. Đúng vào lúc này, một thiếu niên thanh âm tức giận, từ đằng xa truyền đến. Thiên mệnh, Vệ Tịnh không cần nhìn đều biết, đây là nàng thanh âm của con trai A.
Khi nàng cùng tất cả mọi người cùng một chỗ ngẩng đầu thời điểm, bất ngờ nhìn đến nơi xa một đầu thiêu đốt lên thanh hỏa thần long, trong nháy mắt vọt tới trước mắt. Vệ Thiên Thương, Mộ Dương bọn người, càng nhìn đến cái kia thần long phía trên, ngồi đấy một cái thiếu niên tóc trắng, hắn đang tay cầm một thanh kim kiếm lớn màu đen, theo trời nện xuống. Ầm ầm, làm hắn rơi trên mặt đất thời điểm, cái kia trầm trọng thân thể, trực tiếp dẫm đến một cây cầu đá trong nháy mắt sụp đổ. Cái này một cây cầu đá, chính là Lý Thiên Mệnh đã từng cùng vệ quốc hào chiến đấu qua địa phương. Lúc này, cầu đá bị hắn trực tiếp dẫm sập. Làm cặp mắt của hắn, khóa chặt Tống Nhất Phàm thời khắc, không chỉ là Tống Nhất Phàm, Lăng Nhất Trần cùng Cận Nhất Huyên, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không sợ Lý Thiên Mệnh, mà chính là sợ Diệp Thiếu Khanh A. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ vậy mà trở về đến nhanh như vậy. Chạy mau. Lăng Nhất Trần sắc mặt tái nhợt hô một tiếng, cộng sinh thú đều mặc kệ, trực tiếp để xuống Triệu Hàng bỏ chạy. Phốc phốc. Một đạo kiếm khí màu xanh theo Diệp Thiếu Khanh trên ngón tay giết ra, hung mãnh nghịch thần kiếm ý, trong nháy mắt xuyên thấu Lăng Nhất Trần giữa lưng. A. À. Lăng Nhất Trần kêu thảm một tiếng, hai mắt hối hận vô cùng, trợn thật lớn. Sau đó, đường đường Thánh Thiên Phủ giám sát sứ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt tử vong, không nhúc nhích. Mà hắn cộng sinh thú, thì bị rơi xuống thanh huyền bích hỏa long, trực tiếp phun ra một miệng thanh hỏa, trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Thật mạnh, hắn là ai, cùng Thiên Mệnh có quan hệ gì? Trong lúc nhất thời, Vệ Thiên Thương, Vệ Tịnh, Mộ Huyền các loại tất cả mọi người, đờ đẫn nhìn lấy tình cảnh này. Cái kia to lớn thần long, để vệ phủ rất nhiều chốn người ngoi đầu lên đi ra, nói thí dụ như Vệ Tử Côn, Vệ Quốc Hào, Vệ Lăng Huyên bọn người. Bọn họ chẳng những thấy được Thanh Long cùng Diệp Thiếu Khanh, cũng nhìn thấy giờ phút này có thể xưng kinh khủng Lý Thiên Mệnh. Là hắn, về đến rồi, trong lúc nhất thời, Vệ Quốc Hào cùng Vệ Lăng Huyên tâm đều đang run rẩy. Ai vậy? Vệ Thanh Giật từ phía sau chạy tới hỏi. Biểu ca, Vệ Lăng Huyên dưng dưng cúi đầu, hiện tại hô lên cái từ này, vậy coi như không phải khuất nhục a. Không chỉ là bọn hắn, theo Chu Tước Vương Cung, Tinh Phủ Thần Cung truy người tới chỗ này. Ở phía xa liền thấy Thánh Thiên Phủ giám sát sứ bị một kiếm giết chết một màn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Tước Vương Khương Thừa trợn mắt hốc mồm. Tinh Thánh cùng Thần Thánh cũng vai mà đến, nhìn tận mắt Lăng Nhất Trần bị giết, sau đó nhìn Mộ Dương quyết đấu Cận Nhất Huyên, mà trở về Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đuổi theo cái kia muốn chạy trốn Tống Nhất Phàm. Ta dựa vào, nằm mơ, Thần Thánh vội vàng xoa ánh mắt của mình. Tiếp đó, Diệp Thiếu Khanh ngược lại là không có tiếp tục động thủ. Bởi vì hắn đối hai cá nhân thực lực đều rất ngạc nhiên. Hắn muốn nhìn một chút, đột phá thiên ý cảnh giới, tay cầm Đông Hoàng kiếm song sinh ngự thú xử lý Thiên Mệnh, đối lên điều kiện kém cỏi nhất, chỉ có bát giai cộng sinh thú, nhưng cảnh giới đạt tới thiên ý tầng thứ 5 Tống Nhất Phàm, lại là kết quả gì? Hắn cũng muốn nhìn một chút, cái kia gọi là Mộ Dương nam tử, thực lực như thế nào? Này tướng mạo, không phải bình thường bối phận, mà chính là người bên trong đế hoàng. Làm hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dương, liền tâm lý chấn động. Rất nhiều người đều hiếu kỳ mà đờ đẫn nhìn lấy hắn, nhưng hắn ánh mắt lại làm hai bên, thậm chí chủ yếu nhìn Mộ Dương. Mà lúc này, mọi người một trận ồn ào. Bởi vì, tại Diễm Đô các cường giả trong tầm mắt, Lý Thiên Mệnh chặn lại Tống Nhất Phàm, trực tiếp bước lui, để hắn không chỗ có thể trốn. Hắn cộng sinh thú, một cái tiểu hoàng gà cùng một cái tiểu mèo đen, vẫn không có lớn lên. Nhưng đối mặt hình thể là mình vô số lần thành thục trạng thái Tuyết Tình Lam Hồ, Huỳnh Hỏa trực tiếp nhe răng cười. Hồ Ly A, đầy đủ mã xoa trùng, miêu miêu, người đi một bên, gà đại ca đơn độc hưởng dụng. Được rồi, bản mèo tìm cao đẳng tọa kỵ đi. Trong nháy mắt, một cái trên thân còn tràn đầy lông tơ mắt xanh tiểu mèo đen, thì rơi vào Mộ Uyển trên ngực. Dễ chịu meo, tiểu mèo đen ngao ô một tiếng, bắt đầu ngủ. Cái này quen thuộc thoải mái dễ chịu cảm giác. Còn mang theo mùi thơm, quả thực dư vị vô cùng a. Mộ Uyển cùng Vệ Tịnh liếc nhau một cái, quả thực dở khóc dở cười. Thiên Mệnh hắn. Hai người bọn họ đều có chút rối loạn, Lý Thiên Mệnh đây là muốn đối phó phó giám sát sứ. Rời đi thời điểm, hắn là linh nguyên cảnh tầng thứ 8 a. Kém Tống Nhất Phàm cách xa vạn dặm, lúc này mới nửa năm, hắn muốn làm gì? Không chỉ là các nàng, tất cả mọi người là đại não rối loạn, cùng kẹp lại như vậy. Còn không có kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh liền giết đi lên. Đừng hòng chạy, đánh bại ta, bắt cóc ta, có thể là ngươi duy nhất sinh lộ. Lý Thiên Mệnh câu nói này,
ngược lại để ánh mắt đỏ như máu Tống Nhất Phàm, tìm được đường ra duy nhất. Ngươi vận khí quá tốt, nhưng chính là không biết sống chết, Lang Thiên Tử không giết chết ngươi, ta thay nàng giết ngươi. Tống Nhất Phàm tay cầm Tam Điều Thánh Thiên Văn Thánh Thú Binh, Băng Nguyên Tuyết Kiếm, thi triển Thiên Ý Kiếm Quyết Hàn Thiên Kiếm Quyết. Muốn là hơn nửa năm trước, cái này kiếm quyết diễm đô không ai cản nổi. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh đã thấy vệ thiên thương to lớn tiêu hao, còn có vệ tịnh trên mặt kiếm ngân. Tống Nhất Phàm, nửa năm trước ngươi cho nhà chúng ta tộc mang tới phiền toái lớn như vậy, hiện tại còn tới thương tổn người nhà của ta, hiện tại, ngươi đi chết đi. Từ khi chém giết Nguyệt Linh Lang một kiếm kia, Lý Thiên Mệnh thì không còn có thi triển qua Đông Hoàng Kiếm. Thiên ý cảnh tầng thứ 5, cảnh giới xác thực rất cao, nhưng, bát giai cộng sinh thú, nàng linh nguyên chỉ có 8 cái. Lý Thiên Mệnh hai đại linh nguyên tăng thêm Đông Hoàng vòng xoáy, nàng làm sao có thể so. Thua thiệt Tống Nhất Phàm còn đối với mình có lòng tin, trực tiếp cầm kiếm giết tới. Hàn Thiên Kiếm Quyết, đệ nhất kiếm, một kiếm băng nguyên. Một kiếm giết ra, băng hàn từng trận, sắc bén hàn băng kiếm khí bao phủ. Lý Thiên Mệnh đột nhiên ra tốc, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn tuy nhiên trầm trọng, nhưng cũng đã không ảnh hưởng thi triển, loại này trầm trọng, là cho đối thủ. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm chặt chém. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, lấy đế hoàng thiên ý, thi triển là chân chính thiên ý chiến quyết, mà không phải tới từ Mộ Dương phiên bản đơn giản hóa bản. Thú vị là, Mộ Dương đang quyết đấu cận nhất huyên thời điểm, thi triển cũng là thiên địa nhân tam sát kiếm. Làm. Thánh thú binh. Lý Thiên Mệnh một kiếm này, trực tiếp đem Tống Nhất Phàm băng nguyên tuyết kiếm, trực tiếp chặt thành toái phiến. Hắn cầm thế nhưng là Đông Hoàng kiếm. Phốc phốc phốc, băng nguyên kiếm hóa thành toái phiến, toàn bộ đâm vào Tống Nhất Phàm trên thân. A, à, Tống Nhất Phàm trực tiếp kêu thảm. Ánh mắt của nàng, hoảng sợ, run rẩy, giờ khắc này, hoàn toàn cảm nhận được Lý Thiên Mệnh đáng sợ, còn có nàng đối tử vong sợ hãi. Dựa vào cái gì, người có thể nghịch thiên đến loại trình độ này? Nàng máu và nước mắt lao vút mà ra, nội tâm đã hoàn toàn tan tác, nếu như biết rõ sẽ có hôm nay, lúc trước liền không tiếc bất cứ giá nào. Đem hắn bóp chết tại cái nôi bên trong a. Mà bây giờ, hắn vậy mà siêu việt chính mình. Càng làm cho nàng hoảng sợ chính là, Lý Thiên Mệnh so với nàng trong tưởng tượng còn muốn dứt khoát, một kiếm vừa giết ra, xuống một kiếm lập tức đánh tới chớp nhoáng. Thiên sát kiếm, huyễn diệt. Liền binh khí đều không có Tống Nhất Phàm, tùy tiện lấy thêm ra một thanh trường kiếm, thi triển Hàn Thiên Kiếm Quyết sau cùng một kiếm thập lý tuyết vũ. Kiếm khí như băng tuyết vũ lông, chạy nhanh đến. Lực sát thương xác thực rất mạnh, nhưng cũng tiếc linh nguyên thưa thất nàng, thực sự quá yếu. Chỉ có thiên ý cảnh tầng thứ 5, liền thú nguyên cũng không bằng Lý Thiên Mệnh, làm sao có thể cùng hắn giao phong. Một kiếm này huyễn diệt, Đông Hoàng kiếm trực tiếp đâm trên thân nàng. Ông, huyễn diệt chi lực, trực tiếp đem, rảo sát vỡ nát. Tống Nhất Phàm, chết. Hơn nữa, còn là tại trong tuyệt vọng chết đi. Đối loại này nguy cấp nhà tính mạng người. Không để ý đều có thể làm cho mình hối hận cả đời người, tuyệt đối không thể khách khí, một hơi thời gian cũng không thể lưu nàng đường sống. Đinh! Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm cắm trên mặt đất. Không có cách, thanh kiếm này so tầm thường kiếm muốn lớn lên muốn bao quát, cầm lấy trang bức không tiện. Mà giờ khắc này, làm hắn cùng Huỳnh Hỏa, mỗi người đều giải quyết đối thủ, mặt hướng vệ phủ, mặt hướng tất cả đã từng người quen thời điểm, toàn trường lại hoàn toàn tĩnh mịch. Liền vệ tịnh đều trừng to mắt nhìn lấy hắn. Mẹ, từ nhỏ đều tại bên người nàng, thời gian dài như vậy không thấy, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể không tưởng niệm. Hắn trực tiếp lao đến, đem xem ra cơ hồ cùng tuổi vệ tịnh cho chặn ngang bế lên, cao hứng trực tiếp trên không trung quang tầm vài vòng. Ngươi là ai, ta không có ngươi lợi hại như vậy nhi tử a. Vệ tịnh một mặt mộng nói. Trước kia không có, hiện tại có, chịu phục sao? Đều nhanh đem nàng cho chuyển choáng, Lý Thiên Mệnh mới đem nàng để xuống, chỉnh vệ tịnh ngã trái ngã phải. Lúc này thời điểm, Khương Phi Linh theo Lý Thiên Mệnh trên thân đi ra, nắm bắt màu xanh lam tiểu váy, lễ phép nói. Nhu Di tốt, ta cùng Thiên Mệnh ca ca trở về. Vệ tịnh đầu váng mắt hoa nhìn lấy hai người bọn họ. Không có cách, bị quăng quá choáng. Cảm giác toàn bộ thế giới đều là choáng. Thẳng đến Lý Thiên Mệnh đem Khương Phi Linh kéo tại trong lồng ngực của mình. Vui cười nhìn lấy chính mình, nàng mới rốt cục kịp phản ứng. Biến thái, vệ tịnh im lặng nói. Cái gì, có ngươi như thế hình dung chính mình nhi tử sao? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười.
Ta nói là ngươi trước mặt mọi người, không muốn chiếm Linh Nhi cô nương tiện nghi. Linh Nhi, tới nhu gì cái này, tiểu tử thúi này có hay không khi dễ ngươi, ta giúp ngươi hả giận. Vệ Tịnh mỗi lần thấy một lần Khương Phi Linh đều ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhu Di, Khương Phi Linh vội vàng tới, đắc ý nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, ý tứ chính là, rốt cục có thể trị người của ngươi. Kết quả, Vệ Tịnh trực tiếp một tay mò tại trên bụng của nàng. Không có hỏi đâu, Vệ Tịnh tiếc nuối hỏi. Cái gì, Khương Phi Linh đầu tiên là mộng một chút, sau đó ý thức được nàng nói là mang thai, khuôn mặt nhất thời nhảy một chút thì đỏ lên. Ha ha, đừng thẹn thùng, Nhu Di cùng ngươi mở hết mà thôi. Vệ Tịnh cười đến gãy lưng rồi. Mẹ, người gần nhất có chút quá thả tự mình a. Lý Thiên Mệnh đồng dạng cười. Nói bậy, ta là người đứng đắn. Vệ Tịnh nói. Cho đến lúc này, rất nhiều người đều còn không có theo trong rung động kịp phản ứng. Bao quát Vệ Thiên Thương ở bên trong, đều còn tại chừng lấy Lý Thiên Mệnh nhìn hồi lâu. Cái này là mình cháu ngoại sao? Những người khác liền càng thêm không cần phải nói. Chu Tước Vương, thần thánh bọn người, đã sớm nhìn mà than thở. Tại Lý Thiên Mệnh rung động trở về tình huống dưới, Mộ Dương Mạnh đến đánh tan cận nhất huyên trình độ, tựa hồ cũng không có người chú ý. Hắn cũng là tâm lý khổ, tất cả mọi người tại cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện đâu, thì chính hắn còn tại cùng cận nhất huyên đại chiến, hơn nữa còn không có người xem. Mộ Dương trong cơn tức giận, đánh tan cận nhất huyên, thuận lợi chém giết. Ngươi, trước khi chết, cận nhất huyên hận a? Còn phách lối sao? Một kiếm xuyên thể, trước đây phẫn uất. Theo Cận Nhất Huyên ngã trên mặt đất, tan thành mây khói. Cái này Cận Nhất Huyên có thể ở trước mặt hắn diệu võ dương oai tốt nhiều lần, rốt cục tại thời khắc này, thân thủ chém giết. Đương nhiên, có thể giết đến nhanh như vậy, chủ nếu là bởi vì Cận Nhất Huyên hoảng sợ Diệp Thiếu Khanh. Thanh Huyền Bích Hỏa Long đã tiến vào cộng sinh không gian. Mộ Dương giải quyết đối thủ một khắc này, chỉ có Diệp Thiếu Khanh cho hắn vỗ tay. Mộ Dương huynh đệ, người thiền ý lĩnh ngộ tương đương lợi hại. Thiên mệnh thiên địa nhân tam sát kiếm, cũng là ngươi giản hóa. Diệp Thiếu Khanh hỏi. Đúng, xin hỏi đại nhân xưng hô như thế nào? Mộ Dương Thu Kiếm hỏi. Ta là Thiên mệnh sư tôn, tên là Diệp Thiếu Khanh, ngươi gọi ta Diệp huynh là được, đều là người một nhà, không dùng khách khí. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Tốt, vừa rồi gặp Diệp huynh xuất thủ, nghiền ép Lăng Nhất Trần, tất nhiên là Đông Hoàng cảnh thánh chi cảnh giới cao thủ, bội phục. Mộ Dương nói. Ngươi để cộng sinh thú phẩm giai liên lụy, quay đầu ta đưa ngươi một cái thần nguyên, để ngươi cộng sinh thú trở thành thánh thú, ngươi đột phá thánh chi cảnh giới tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Thiếu Khanh nói. Diệp huynh hảo ý, Mộ Dương tâm lĩnh, nhưng là địa cấp thần nguyên thực sự quý giá. Mộ Dương còn không biết Diệp Thiếu Khanh cùng Lý Thiên Mệnh quan hệ, tự nhiên không dám loạn cầm đồ vật, tránh khỏi ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh tiền đồ. Cái này đơn giản, quay đầu để Thiên Mệnh hiếu kính ngươi liền thành. Hắn là thiếu tông chủ, trong tay bảo bối còn nhiều, rất nhiều. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Thiếu tông chủ. Mộ Dương nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh cũng đi tới trước mắt của hắn. Dương Thúc. Lợi hại, nửa năm không thấy so với ta còn mạnh hơn, đây là ta nằm mộng cũng nghĩ không ra. Mộ Dương tán thán nói. Dương Thúc tự ti sao? Cút. Mộ Dương hận không thể thưởng hắn đánh một trận, nhiều người như vậy tại. Dù sao cũng phải cho chút mặt mũi không phải. Thiên mệnh, tông môn còn có việc, chúng ta thì lưu tại nơi này một ngày, sau đó liền trở về. Diệp Thiếu Khanh tự mình đối Lý Thiên Mệnh nói. Được, một ngày thời gian ôn chuyện đầy đủ, dù sao về sau còn nhiều, rất nhiều trở về cơ hội. Ta trực tiếp truyền tin, để tử quỷ an bài mấy người qua đây xem lấy điểm, người sau khi trở về cũng tốt an tâm. Dù sao hiện tại là thời buổi rối loạn, Diệp Thiếu Khanh nói. Được. Lý Thiên Mệnh ngược lại là nghĩ đem gia tộc di chuyển đến Đông Hoàng Tông đi, nhưng mấu chốt là hiện tại Đông Hoàng Tông tùy thời đều hủy diệt nguy hiểm. Hiện tại giải quyết hết Lăng Nhất Trần bọn người, vấn đề đã không lớn. Triệu Hàng, Diệp Thiếu Khanh đối lão giả kia vẫy tay. Phó Tông Chủ, Thánh trong Thiên Phủ còn có cái gọi Nguyệt Linh Cơ đệ tử, ba người này xuất phát trước cùng hắn tiếp xúc qua. Xử lý như thế nào? Triệu Hàng nói. Bọn họ vừa đi, ta đem nàng giải quyết. Sau đó đuổi theo. Hiện tại có thể bảo đảm thiếu tông chủ quê cũ, không có hắn người khác biết. Triệu Hàng nói. Làm tốt lắm. Phó tông chủ, vị kia cũng là thiếu tông chủ mẫu thân, tông chủ tình nhân. Tông chủ làm sao không tiếp về tông môn đi? Triệu Hàng hiếu kỳ hỏi, hắn nói là Vệ Tịnh.
những thứ này hiểu lầm, đến từ Lý Cảnh Du nói bừa loạn tạo. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không phải Lý Vô Địch thân tử sự tình, không cần thiết để quá nhiều người biết. Khụ khụ, Khác Loạn hỏi, với ngươi không quan hệ. Ngươi cho ta bảo vệ tốt là được. Không có vấn đề, Triệu Hằng gật đầu. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh đem Diệp Thiếu Khanh giới thiệu cho người nhà cùng Diễm Đô các bằng hữu nhận biết. Khương Phi Linh cũng về tới Chu Tước Vương bên kia đi. Trở lại vệ phủ, Lý Thiên Mệnh liền cùng bọn hắn đại khái nói một lần trong khoảng thời gian này lịch trình. Theo Thái Nhất Tháp tranh phong đến cảnh vực chi chiến, lại đến bây giờ tông môn đại chiến, nội dung cốt truyện thoải mái chập trùng, nghe được mọi người cảm xúc bành trướng. Mẹ, lần này trở về sẽ không quá lâu, nếu như Đông Hoàng Tông có thể vượt qua kiếp này, ta thì mang mọi người cùng nhau đi Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi không dùng cân nhắc chúng ta, ngươi thuận lợi, an toàn liền tốt. Mộ Dương nói, vậy khẳng định không có vấn đề, mưa to gió lớn đều đến đây. Ta lần này trở về thời gian eo hẹp, bất quá theo lão Diệp chỗ đó thu hết không ít đồ tốt. Lý Thiên Mệnh cười hắc hắc, theo tu di giới chỉ bên trong ra bên ngoài ngược lại đồ vật. Cái này nhưng đều là bảo tồn tốt thần nguyên, đỉnh cấp thú binh, thậm chí thánh thú binh, thánh linh túy, thánh linh mỏ. Chỉ là thần nguyên, tối thiểu đều là huyền cấp thần nguyên, còn có không ít địa cấp thần nguyên. Trong đó có một dạng trung phẩm địa cấp thần nguyên, đầy đủ để cộng sinh thú tiến hóa làm cấp 2 thánh thú, Diệp Thiếu Khanh nói đưa cho Mộ Dương. Quá quý giá đi, Vệ Tịnh trợn mắt nói. Khách khí với ta, vậy ta thì thu lại, Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng, số tiểu tử, chớ ép lão nương đánh ngươi. Ha ha, một ngày thời gian tuy nhiên ngắn, nhưng là có thể cùng người nhà tụ họp một chút, cũng là nhân sinh lớn nhất niềm vui thú. Lần này trở về Đông Hoàng Tông, sợ là lập tức liền muốn khai chiến, giờ khắc này, tựa như là hưởng thụ sau cùng an bình. Ban đêm, Lý Thiên Mệnh cùng Mộ Dương, Vệ Tịnh bọn họ nói chuyện trắng đêm, hàn huyên rất nhiều chuyện. Mà bọn họ cũng giúp đỡ chính mình, tiếp tục xông xáo. Ngươi những thứ này sở tác sở vi, làm tốt lắm, là đại trưởng phu tiến hành. Hiện tại ngươi thành tài, Dương Thúc cũng không có gì có thể dạy ngươi, về sau, đá mài tiến lên, không quên sơ tâm. Phấn đấu đi, thiếu niên. Mộ Dương vỗ bờ vai của hắn nói. Dương Thúc, chiếu cố tốt mẹ ta a. Lý Thiên Mệnh nói. Khụ khụ, Mộ Dương ho khan vài tiếng, lại tiến đến Lý Thiên Mệnh trước mắt, trừng mắt liếc hắn một cái, nói, dùng ngươi nhiều lời. Một ngày này vệ phủ, đều là hoan thanh tiếu ngữ. Một ngày này Diễm Đô, đều tại lưu truyền Lý Thiên Mệnh truyền kỳ. Nhất là thần cung. Thần thánh nửa đêm lúc trở về, phu nhân của hắn Tuyết Lam. Còn có hai nhi tử đều ngơ ngác vây quanh hắn. Làm gì? Thần thánh hỏi. Hôm nay nghe đồn là thật sao? Tuyết Lam ngơ ngác hỏi. Dạ, gạt người, thần thánh nói. Oa, người gạt ta, nhất định là thật, Tuyết Lam khóc. Biết là thật ngươi còn hỏi. Người khác dựa vào nỗ lực thăng chức rất nhanh, cần phải chúc mừng. Thần thánh trợn mắt một cái nói. Ta khó chịu a, Tuyết Lam nói. Đáng đời ngươi khó chịu. Thần thánh coi lại hai đứa con trai liếc một chút. Nhìn cái gì vậy, lăn đi tu luyện. Thần hạo chạy như một làn khói. Ta dựa vào, Lý Thiên Mệnh quái vật này, đánh tiểu nhân, lại đánh lớn, hiện ở ta nơi này cái lão, đều không phải là đối thủ của hắn. Thần thánh vừa nghĩ, đều cảm thấy thế giới này quá điên cuồng. Mạnh gọi người đầu váng mắt hoa a. Bất quá, hắn cũng có thu hoạch, một cái đủ để cho hắn bát tinh đế sư. Tiến hóa làm cấp một thánh thú thần nguyên. Tiểu tử này đầy nghĩa khí, mượn hắn 1000 màu vàng thiên văn bảo ngọc, đưa ta một cái địa cấp thần nguyên. Chỉ là, chán nản thời điểm 1000 màu vàng thiên văn bảo ngọc, so với hiện tại địa cấp thần nguyên, muốn quý nặng hơn nhiều. Đêm này, Lý Thiên Mệnh còn đi Kim Vũ trước mộ bia một chuyến, cho nó rót rượu, tựa ở trên bia mộ nói rất nhiều lời nói. Giống như cái kia 16 năm sống chết có nhau, nó hết thảy, cũng còn trong đầu. Kim Vũ, ngươi không có ở đây, ta sẽ dẫn lấy đệ đệ của ngươi nhóm, đi khắp toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, nhìn khắp nơi xem xét. Tốt nhất, cho ngươi tìm một cái tốt nhất phong thủy bảo địa. Chờ ta. Hừng đông thời điểm, hắn đi Chu Tước Vương cung tiếp Khương Phi Linh. Lần này là Chu Tước Vương tự mình ra nghênh tiếp. Bệ hạ, không nên khách khí. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Đây chính là nhạc phụ tương lai, đối với mình quá khách khí, chịu không được. Thiên Mệnh, thật cảm tạ ngươi, cho chúng ta mang đến nhiều như vậy thần nguyên. Chu Tước Vương nói, đây là sư tôn ta,
ta không có chút nào thịt đau. Chu Tước Vương dở khóc dở cười. Các loại Khương Thanh Loan cùng Khương Phi Linh cùng một chỗ lúc đi ra, các nàng hai tỷ muội người đó là khóc đến hai mắt sưng đỏ, nước mắt vẩy tại chỗ. Khương Thanh Loan để mắt tới hắn. Hôm qua tuy nhiên không có tận mắt thấy, hắn chém giết phó giám sát sứ Tống Nhất Phàm, nhưng nghe phụ thân miêu tả, nàng đã kinh tâm động phách cả đêm. Lần này Đông Hoàng Tông nguy cơ, vẫn là không có cách nào mang nàng ra ngoài sông sáo. Nếu như có thể vượt qua Thánh Thiên Phủ chi kiếp, Lý Thiên Mệnh còn về được một chuyến. Làm cái gì a các ngươi, trở về không quá nửa trời nhiều hành trình, đến mức chỉnh cùng sinh ly tử biệt giống như sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Kẻ đồi bại, người cướp đi ta Linh Nhi, còn ở lại chỗ này nói ngồi châm chọc. Khương Thanh Loan cả giận nói. Ta không phải bồi thường ngươi, một cái hạ phẩm địa cấp thần nguyên sao? Lý Thiên Mệnh nói. Linh Nhi đối với ta trọng yếu như vậy, là chỉ là một cái hạ phẩm địa cấp thần nguyên có thể so sánh sao? Khương Thanh Loan cắn răng nói. Vậy lần sau trở về, ta tranh thủ để ngươi cộng sinh thú, tiến hóa làm tam giai thánh thú. Cái này còn tạm được. Khương Thanh Loan trong nháy mắt cười, lập tức đem Linh Nhi giao cho Lý Thiên Mệnh, nói. Người cho ngươi, Linh Nhi, thật tốt hầu hạ Lý Thiên Mệnh. Cho hắn nhiều sinh mấy cái bảo bảo. Đậu phộng, cái này không chịu nổi một kích đậu hũ tỉ muội tình. Đưa đi Lý Thiên Mệnh, vệ phủ một lần nữa bình tĩnh lại. Mộ Dương Mạc Phủ, khoảng cách vệ phủ không xa. Trạng vạng tối, vệ tỉnh tới thời điểm, Mộ Uyển muốn con dòng chính đi đây. Mộ Uyển, ca ngươi mặc kỳ lân tiến hóa sao? Vệ tỉnh hỏi. Không biết nha, chính ngươi đi xem một chút thôi, ta đi trước á. Buổi tối không trở lại quấy rầy các ngươi. Mộ Uyển nháy mắt ra hiệu cười một tiếng, lập tức chạy. Nha đầu này. Vệ tỉnh bước vào Mạc Phủ, đóng cửa lại, hướng Mộ Dương phòng tu luyện mà đi. Xuyên qua một phiến hoa viên, phía trước có một tòa tĩnh mịch đại điện, Mộ Dương cùng Mạc Kỳ Lân, bình thường liền ở chỗ này tu hành. Dương ca. Nàng ở bên ngoài hô một tiếng, vậy mà không có trả lời. Nàng liền tiến lên gõ cửa, không biết vì sao, nàng cảm giác cái này bên trong đại điện, truyền đến một loại quen thuộc mà lại khí tức thần bí. Chớ vào. Bên trong truyền đến Mộ Dương thanh âm. Chẳng lẽ hắn tại thay quần áo, hoặc là bên trong có những người khác. Nói thí dụ như nữ nhân. Nhưng, vệ tịnh rõ ràng nghe được, hắn nói ba chữ này, đè thấp lấy thanh âm, tựa hồ có chút khàn khàn. Thậm chí, khó chịu. Đã xảy ra chuyện gì? Vệ tịnh tâm lý lo lắng, vội vàng đẩy cửa ra đi vào. Sau đó, nàng nhìn thấy rung động một màn. Cái kia chính là, Mộ Dương co quắp tại mặt đất, sắc mặt có chút trắng bệch, giống như bưng bít lấy cánh tay trái của mình. Dương ca. Vệ tịnh vội vàng đi lên, nàng nhìn Mộ Dương giống như không có có thụ thương, nhưng là không biết vì cái gì, vậy mà đầu đầy mồ hôi. Ngươi đến cùng thế nào? Vệ tịnh muốn đem hắn nâng đỡ, vội vàng hỏi. Không biết, tiểu mặc tiến hóa làm thánh thú về sau, thân thể của ta giống như sinh ra một số biến hóa. Mộ Dương thanh âm khàn khàn mà run rẩy, hiện tại không chỉ là mồ hôi đầm đìa, thậm chí, lúc nói chuyện, hàm răng đều đang run rẩy. Dương ca, ngươi đừng dọa ta. Vệ tịnh có chút hốt hoảng, nàng phát hiện Mộ Dương đem cánh tay trái hoàn toàn giấu ở. Có phải hay không nơi này? Đúng, Mộ Dương nói. Ta xem một chút. Nàng đem cánh tay trái lôi ra đến, đem ống tay áo xé mở thời điểm, bất ngờ thấy được càng đờ đẫn một màn. Cái kia chính là, cánh tay kia phía trên, bắt đầu nổi lên tinh mịn mà quy tắc chính hình sáu cạnh lân phiến. Có thể nói, cùng Lý Thiên Mệnh cánh tay, giống như đúc. Thậm chí, cũng cùng Đông Thần Vực bên trong, Lý Mộ Dương, cánh tay trái, hoàn toàn tương tự. Nhưng là, nàng gặp qua Lý Mộ Dương dáng vẻ, cùng người trước mắt này hoàn toàn khác biệt a, tuy nhiên khí chất cùng loại. Cho đến lúc này, Mộ Dương cánh tay trái hoàn toàn lột xác thành cùng Lý Thiên Mệnh một dạng hắc ám cánh tay. Khác biệt duy nhất, cũng là trung ương thiếu đi một con mắt. Móng vuốt, chính hình sáu cạnh vảy màu đen, giống như đúc. Tại sao có thể như vậy? Vệ tịnh như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn hắn. Mộ Dương huynh muội khi còn bé liền để vệ thiên thương thu dưỡng, cùng nàng cùng một chỗ tại Diễm Đô lớn lên, quen thuộc giống như là thân nhân của mình. Tên của hắn, cùng Lý Mộ Dương, có cái trùng hợp. Nhưng, hắn làm sao có thể cùng Lý Thiên Mệnh, thậm chí cùng Lý Mộ Dương, có tương đồng cánh tay trái. Hô! Cánh tay trái hoàn toàn thành hình thời điểm, Mộ Dương mới thở dài một hơi, cánh tay của hắn quá trình biến hóa.
giống như so Lý Thiên Mệnh đau đớn nhiều. Nhưng tiếp đó, hắn đầu đau muốn nứt, thậm chí hét thảm một tiếng. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi. Hắn kéo lại Vệ Tịnh tay, mồ hôi lạnh không ngừng hướng bốc lên, một cái tay khác thống khổ ôm đầu. Thì thế nào? Vệ Tịnh lần thứ nhất nhìn đến hắn thống khổ như vậy, nàng tâm lý cũng rất bối rối, song tay nắm thật chặt bàn tay của hắn. Ta đầu đau muốn nứt. Mộ Dương lần nữa gầm nhẹ một tiếng, chỉ có thể hai tay che đầu, đau đến tại trên mặt đất lăn lộn. Dương ca. Bỗng nhiên phát sinh cái này chuyện kỳ quái, Vệ Tịnh trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy biện pháp, chỉ có thể ôm lấy đầu của hắn, dạng này hắn có thể chậm hiểu một chút thống khổ đi. Ngay một khắc này, Mộ Dương trên đầu, vậy mà tách ra quỷ dị quang mang. Sau đó, đỉnh đầu của hắn trực tiếp nứt ra một cái lỗ khe hở. Thì cùng bị người chặt một đao giống như. Nhưng là, không có huyết. Càng đáng sợ chính là, một cái lớn chừng bàn tay thanh đồng mặt kính, vậy mà theo đầu hắn trong cái khe gạt ra. Tình cảnh này, Vệ Tịnh nhìn đến đều nhanh choáng váng. Ai có thể tin tưởng, một người đầu sẽ bỗng nhiên nứt ra, bên trong chui ra một cái gương đồng thau. Đây là một mặt hai mặt kính, trước sau đều có thể soi sáng ra hình ảnh, phong cách cổ xưa mà thương lão, dường như đản sinh tại thượng cổ hồng hoang. Một cỗ Vệ Tịnh không thể nào hiểu được khí tức, từ nơi này tiêu tán, bao phủ hướng vô tận thiên địa. Đây là cái gì? Luân hồi kính. Giờ khắc này, cúi đầu Mộ Dương, vậy mà cắn răng nói ra ba chữ. Càng không thể tưởng tượng chính là, cái này, luân hồi kính, chui ra về sau, đầu hắn phía trên khe hở, vậy mà cấp tốc khỏi hẳn, trước đó phát sinh sự tình, giống như là một trận ảo giác. Có thể cái kia luân hồi kính, còn tại bọn họ trước mắt đâu. Mà lại, chính khi bọn hắn đờ đẫn thời điểm, luân hồi kính hai mặt, mỗi người nổi lên bốn chữ. Tấm gương chính diện bốn chữ là luân hồi thiên ý. Luân hồi thiên ý, là có ý gì? Một loại thiên ý. Mộ Dương hiện tại tu luyện chính là Sơn Hải thiên ý, chạm đến bên trong thiên địa, nước cùng đất lực lượng. Luân hồi kính phản diện bốn chữ, càng thêm không có thể hiểu được. Bởi vì, bốn chữ này là thập thế luyến nhân. Vệ Tịnh còn ôm lấy hắn, đối bốn chữ này hoàn toàn một mảnh mơ hồ. Cái gì là thập thế luyến nhân? Không nghĩ ra. Hôm nay phát sinh hết thảy, đều không nghĩ ra. Đầu óc của nàng vẫn là trống rỗng thời điểm, lại sinh biến hóa. Cái kia chính là, cái này, luân hồi kính, vậy mà về tới Mộ Dương trước mắt, sau đó trái phải hai mặt, một phân thành hai, vậy mà tan vào Mộ Dương trên ánh mắt. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói ngắn gọn, một đôi mắt, biến thành hai cái gương. Mà lại, là luân hồi kính trái phải hai mặt. Vệ Tịnh ở hai mắt của hắn phía trên, thấy được mờ mịt, thậm chí hoảng sợ ra nước mắt chính mình. Hai mắt vì kính, quả thực có thể trang điểm. Vệ Tịnh, vì kính. Dương ca, người biết phát sinh cái gì sao? Hiện tại thân thể như thế nào? Vệ Tịnh gặp hắn dần dần thanh tỉnh, liền vội hỏi. Không biết có phải hay không là cặp mắt của hắn, vậy mà biến thành luân hồi kính nguyên nhân, hiện tại Mộ Dương khí chất đại biến. Thậm chí, có một loại khiến người sợ hãi. Siêu thoát ra khỏi trần thế cảm giác. Không giống người, giống như là một cái thượng thần. Tịnh Nhi. Sau một khắc, hắn vậy mà vạn phần kích động, đem Vệ Tịnh ôm vào trong lòng, tiếp xúc thân mật. Dương ca, đừng như vậy. Vệ Tịnh vội vàng nói. Khác đẩy ra ta, Tịnh Nhi, trong đầu của ta, xuất hiện đời trước trí nhớ. Giờ khắc này Mộ Dương rất bá đạo, hoàn toàn không buông ra nàng. Có ý tứ gì? Đời trước, tên của ta. Gọi là Lý Mộ Dương. Đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Vệ Tịnh kinh ngạc nhìn hắn. Trong một chớp mắt, Đông Thần núi, Lý Mộ Dương, cùng trước mắt người này, vậy mà triệt để dung hội ở cùng nhau. Hắn cũng là Lý Mộ Dương. Nhưng là nói không thông a. Mộ Dương đã hơn 40 tuổi, cái kia đời trước Lý Mộ Dương, chỉ ít chết hơn 40 năm, 20 năm trước làm sao lại xuất hiện. Tịnh Nhi, người kiếp trước là thần quốc công chúa. Cái gì? Vệ Tịnh vô cùng mê mang. Báo. Âm trầm cung điện màu đen bên trong, ngồi đấy ba vị áo đen lão giả. Ba vị này áo đen lão giả, hình thể khác nhau, khí chất khác nhau, ở giữa một vị ngồi ở vị trí đầu, hai mắt như mực. Đúng vào lúc này, một bóng người vọt vào đại điện bên trong. Chuyện gì? Khởi bẩm thái thượng, luân hồi kết giới có động tĩnh, bóng người kích động vạn phần nói. Cái gì? Ba cái áo đen lão giả, toàn bộ đứng lên. Hơn 40 năm,
luân hồi kính mặt rốt cục xuất hiện. Lý Mộ Dương, người giấu thật là tốt, hơn 40 năm chúng ta, tìm ngươi tìm thật khổ. Luân hồi kết giới chỉ tới đâu? Bóng người quỳ xuống đất, thanh âm to nói. Bánh xe phụ về kết giới tiêu ký tại trên địa đồ điểm tới nhìn, chính xác vị trí là Đông Hoàng Cảnh, Chu Tước Quốc, Diễm Đô. Giấu thật là xa. Chúng ta tự mình đi một chuyến, cầm lại luân hồi kính mặt. Lý Mộ Dương, hơn 40 năm, cái kia về nhà. Kỳ Lân cổ tộc, chờ ngươi quá lâu, quá lâu. Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh trở về thời điểm, đã là lúc trạng vạng tối. Vừa mới tới gần Đông Hoàng Tông, hắn cùng Diệp Thiếu Khanh chợt thấy. Phương Nam bỗng nhiên xuất hiện chí ít 7 vạn người đại quân, khống chế cộng sinh thú, trùng trùng điệp điệp mà đến. Cái này hơn 7 vạn người người mặc màu bạch kim chiến giáp thú binh, cho dù là hoàng hôn, vẫn lập lòe chướng mắt. Cái này cùng Đông Hoàng vệ hắc kim sắc chiến giáp, có rõ ràng khác nhau. Xa xa nhìn lại, Lý Thiên Mệnh còn chứng kiến quân Đông Diệu đầu kia to lớn màu hoàng kim thần long. Dùng cái này thần long cộng sinh thú cầm đầu, Thánh Thiên Phủ đại quân tiếp cận, khí thế hung hăng, hiển nhiên không thôn diệt Đông Hoàng Tông, bọn họ quyết không bỏ qua. 70.000 Thánh Thiên vệ, tăng thêm tiếp cận 150.000 Vân Tiêu vệ cùng Hắc Minh quân, hết thảy hơn 200.000 người. Thánh Thiên Phủ, thật đúng là coi trọng chúng ta Đông Hoàng Tông. Diệp Thiếu Khanh híp mắt nói. Muốn không phải Hắc Minh Tông, chúng ta thật đúng là xong. Lý Thiên Mệnh trong ánh mắt, sát cơ trùng điệp. Đúng, nhiều ngày như vậy ý cảnh giới, thánh chi cảnh giới cường giả, lão tử ngươi một người ngăn không được. Diệp Thiếu Khanh nói. Vậy làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh cảm giác, Thánh Thiên Phủ cái này tiếp viện, thực sự quá độc ác. Hiện tại Đông Hoàng Tông, vẫn bấp bênh. Yên tâm, lão tử ngươi tâm lý nắm chắc. Hắn nói, đến đón lấy nhất chiến, để cho bọn họ tới bao nhiêu, chết bao nhiêu. Diệp Thiếu Khanh nói. Nghiêu như vậy, xem ra ta phải rửa mắt mà đợi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi trở về tổ địa tu được thì được, tông môn chi chiến, 20 tuổi phía dưới người trẻ tuổi tham dự không được. Không. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy cái kia phách lối, ngạo mạn, tự cho là đúng, mũi vểnh lên trời Thánh Thiên Phủ đại quân, nói. Lần này, ta muốn giết địch. Tùy tiện ngươi. Bọn họ theo phía đông bước vào Vạn Sơn kết giới. Khi bọn hắn trở về thời điểm, Vạn Sơn kết giới mới mở ra, kết giới linh tai bắt đầu tiến vào kết giới chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thánh Thiên Phủ đại quân cùng Vân Tiêu kiếm phái đại quân, 130.000 người trở lên, ngay tại Đông Hoàng Tông bên ngoài tập kết. Mà Đông Hoàng Tông chỉ có không đến 50.000 Đông Hoàng vệ, còn muốn phân tại hai cái chiến trường. Người sáng suốt xem xét, đây không phải đồ sát, là cái gì? Quân Đông Diệu là người nóng tính lại bá đạo, ngạo mạn người. Cho nên, hai quân hội tụ về sau, hắn đoán chừng lập tức liền sẽ tấn công Đông Hoàng Tông. Thánh Sơn phía trên, Đông Hoàng Tông toàn thể cường giả, đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lý Vô Địch tóc máu bạch bào, đứng tại ngọn núi cao nhất phía trên. Kết giới hạch để tông lão nhóm cường giả đi trưởng khống, hắn là tông môn linh hồn nhân vật, lớn nhất giá trị, ở chỗ. Đồ sát địch quân. Lý Vô Địch nhìn lấy bên ngoài kết giới tập kết đại quân, ánh mắt huyết hồng. Phía trên nhất chiến, Vũ Văn Thái cực thắng. Mà lần này, mới là Đông Hoàng Tông chân chính sinh tử tồn vong chi chiến. Nếu là tan tác, tử vong vô số, thế gian sợ sẽ không còn có Đông Hoàng Tông. Lý Vô Địch cũng biết một trận chiến này tầm quan trọng. Giờ phút này, vô số Đông Hoàng Tông người trận địa sẵn sàng đón quân địch, hơn 20.000 Đông Hoàng vệ. Tập kết ở Vạn Sơn kết giới nội bộ biên giới vị trí, mỗi người bên người, đều có kề vai chiến đấu cộng sinh thú. Lúc này thời điểm, Diệp Thiếu Khanh mang theo Lý Thiên Mệnh, đi tới bên cạnh hắn. Như thế nào, không có xảy ra việc gì Lý Vô Địch quan tâm hỏi. Không, an bài thỏa đáng. Diệp Thiếu Khanh nói. Huynh đệ, đa tạ Lý Vô Địch cười nói. Tới ngươi chứng, khách khí với ta. Diệp Thiếu Khanh trợn mắt một cái. Hắn cùng Lý Vô Địch sóng vai đứng thẳng, nhìn lấy bên ngoài kết giới, khí thế hung hăng hai đại quân đoàn. Quân Đông Diệu tới, Lý Vô Địch nói. Đúng, lúc trước lúc tuổi còn trẻ, hắn là Đông Hoàng cảnh đệ nhất thiên tài, đem ta ngược đến nhưng thảm. Diệp Thiếu Khanh nói. Hôm nay, ta giúp ngươi báo thù, Lý Vô Địch nói. Người khác khoác lác, ta hỏi ngươi, Minh Hoàng bên kia ra sao? Đây chính là mạo hiểm đại sự, Diệp Thiếu Khanh hỏi. Loại chuyện này. Cầm thực tình đi kết giao bằng hữu là được rồi,
hai ngày này chúng ta uống không ít, nói thật hắn thật thẳng biệt khuất, Thánh Thiên Phủ làm thịt bọn họ quá nhiều người. Hắn có ba cái con gái, đều chết tại Thánh Thiên Phủ trong tay, trước đây thần phục đối thủ, thật là có khổ khó nói. Lý Vô Địch đồng tình nói. Ngươi còn dám kết giao bằng hữu đâu? Diệp Thiếu Khanh cười nói. Có cái gì không dám, thì một cái Vũ Văn Thái Cực, đã qua. Thế giới lớn như vậy, tới lui tứ phương, chỉ cần cùng chung chí hướng, đều là ta Lý mỗ người hảo hữu. Lý Vô Địch cười nói. Đã từng gặp phản bội, nhưng lại còn có như thế tâm cảnh, đúng là hiếm thấy. Đa số người đều là nhất triều bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Minh Hoàng bên này giải quyết, vậy chúng ta, phần thắng rất lớn. Diệp Thiếu Khanh híp mắt nói. Nào chỉ là lớn, ta phải thừa dịp này kế hoạch, đem trước mắt cái này 130.000 đại quân, toàn bộ mai táng tại Vạn Sơn kết giới phía dưới. Lý Vô Địch hung ác tiếng nói. Tuyệt tình như vậy. Huynh đệ, Vô Độc Bất Trượng Phu, đối với địch nhân, liền phải hung ác. Thẳng đến để bọn hắn nghe được Đông Hoàng Tông ba chữ, thì cho ta run rẩy. Lý Vô Địch âm lãnh cười một tiếng. Có thể hay không thổi qua một chút, Lý Thiên Mệnh xen vào cười hỏi. Thiên Mệnh con ta, người không biết là cha lực lượng, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lý Vô Địch vừa uống rượu, một bên cười hắc hắc nói. Để ta kiến thức một chút ha. Đến. Lý Vô Địch vẫy tay, Lý Thiên Mệnh liền đi tới hắn trước mặt. Chỉ thấy hắn kéo ra cánh tay trái ống tay áo, phía trên bất ngờ xuất hiện hai cái huyết sắc thú mặt. Cái thứ nhất là Kỳ Lân, cái thứ hai, tựa như là Huyền Vũ. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, hắn trên cánh tay phải có 5 cái huyết sắc thú mặt. Cây ngũ gia bì nhị đẳng tại thất A. Ta thấu. Hắn cùng Diệp Thiếu Khanh đồng thời mắng một tiếng. Ha ha, thế nhân đều coi là, ta là 6 kiếp luân hồi chi thể. Bọn họ làm sao biết, ta loại này xưa nay chưa từng có tu luyện phương thức, mang tới nhưng là chân chính nghịch thiên chi lộ. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, đoán chừng đều không bóng người ta làm như vậy qua. Cho nên, ta còn đang kéo dài giác tỉnh kiếp vòng, đây là cái thứ 7. Ta hiện tại, là 7 kiếp luân hồi chi thể. Mà lại, hôm qua không cẩn thận, lại nho nhỏ đột phá một trọng cảnh giới, đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 2. Tu luyện, tốt đơn giản a. Lý Vô Địch đau đầu nói. Bộ dạng này thật sự là cần ăn đòn a. Nhưng không thể phủ nhận, 14 năm sinh tử phá kiếp, tiếp nhận gặp trắc trở vượt qua đệ nhất tổ tiên gấp 2 trở lên. 7 cái huyết sắc thú mặt kiếp vòng, cũng coi như hợp tình hợp lý đi. Cái này Lý Vô Địch gặp gỡ, mới là thuần chính nhất nghịch thiên cải mệnh. Hai cha con các ngươi đều là quái vật, Diệp Thiếu Khanh dở khóc dở cười nói. Cho nên a, ta tiến bộ hung mãnh như vậy, liền cần hôm nay, đem Thánh Thiên Phủ ngược thảm, bức lui Thánh Hoàng, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Dạng này, tiếp qua một chút thời gian, ta là có thể đem Thánh Hoàng đều cho dẫm tại dưới chân. Lý Vô Địch tự tin nói. Hắn thật có tư cách này. Thiên Mệnh con ta, tiếp lấy. Lý Vô Địch cười, theo tu di giới chỉ bên trong xuất ra một quyển sách, ném cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh xem xét, lại là Vũ Văn Thái Cực Nhiên Hồn Thư. Thần Diệu Thiên Văn Thư. Cho ngươi, thời khắc mấu chốt, có thể hình thành thực lực đại bạo phát. Lý Vô Địch nói. Các ngươi dùng chẳng phải là càng tốt hơn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nghĩ gì thế? Cái này thiên văn sách quý cực kỳ, thì bản này, thiên ý cảnh giới phía dưới mới có thể sử dụng, nhưng cũng giá trị liên thành. Chúng ta có thể sử dụng nhiên hồn thư, bán đi nửa cái Đông Hoàng Tông đều không đổi được, dù sao loại này có thể trong nháy mắt tăng thực lực lên đồ vật, đều quý đến đáng sợ. Muốn là ta có thể sử dụng, Vũ Văn Thái Cực sớm đã dùng. Lý Vô Địch bĩu môi nói. Trách không được, Lý Thiên Mệnh còn muốn, lúc đó Vũ Văn Thái Cực vì sao không có sử dụng cái này nhiên hồn thư đây? Hắn đem nhiên hồn thư đựng lên, dự định trở về cực kỳ suy nghĩ. Đúng vào lúc này, bên ngoài kết giới động tĩnh to lớn, thanh thế to lớn. Rất hiển nhiên, Thánh Thiên Phủ cùng Vân Tiêu Kiếm phái hai đại tông môn, đã bắt đầu tiến công. Thật đúng là ngạo mạn a, không rên một tiếng, trực tiếp khai chiến. Lý Vô Địch trong mắt huyết quang chợt hiện. Cái gì thời điểm xuất ra át chủ bài? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Không vội, vừa đánh vừa lui. Thẳng đến phần lớn Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ toàn bộ xâm nhập kết giới mê vụ, lại một mẻ hốt gọn. Trước lúc này, có thể làm cái gì? Yếu thế, nhẫn. Minh Bạch, muốn là quá sớm xuất ra át chủ bài, bọn họ còn cũng không đủ xâm nhập, dễ dàng chạy trốn, giết không sạch sẽ. Diệp Thiếu Khanh gật đầu.
Lý Vô Địch, cái này gọi gậy ông đập lưng ông. Nghĩa phụ, sư tôn, ta đi nơi nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói chuyện yêu đương đi a, ta muốn ôm cháu. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý hắn. Nghĩa phụ bọn họ muốn đem đối thủ triệt để đưa vào kết giới chỗ sâu. Như vậy, địch nhân tiên phong bộ phận, liền có thể xuyên qua kết giới, đối kết giới linh tuyến phía trên đệ tử, sinh ra uy hiếp. Lý Thiên Mệnh quyết định đi Thanh Long Kiếm Phong. Đó là bởi vì, Thanh Long Kiếm Phong, là lớn nhất tới gần chiến trường thần phong. Một khi có người đột phá kết giới, lập tức liền sẽ đi tới nơi này. Nhìn đến Lý Thiên Mệnh hướng Thanh Long Kiếm Phong phương hướng đi, Diệp Thiếu Khanh hỏi. Không phái người chuyên môn bảo hộ hắn sao? Lý Vô Địch nói. Không dùng, hắn thói quen với thiên mới tranh phong, là thời điểm để hắn nhìn xem, chân chính sinh tử chiến trường, đến cỡ nào tàn khốc. Trời mới trở thành cường giả, tất đi chém giết con đường. Chiến đấu chân chính, vĩnh viễn không trên lôi đài, mà tại giữa sinh tử. Ầm ầm. Làm người mặc màu bạch kim chiến giáp Thánh Thiên Vệ cùng thanh sắc chiến giáp Vân Tiêu Vệ, tiến đụng vào Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới đệ nhất khắc, tông môn chi chiến, lần nữa bạo phát. Lần này Vạn Sơn kết giới tiếp nhận áp lực, là lần trước gấp 2. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít Thánh Thiên Vệ, Vân Tiêu Vệ, mang theo hơn 100.000 thành thục mà to lớn, hung tàn cộng sinh thú, giết vào. Hắc Minh Tông bên kia cũng khai triển tiến công. Tam quân cùng một chỗ, đánh trước phá Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, sẽ chậm chậm chơi. Chơi chết Đông Hoàng Tông. Giết. Hôm nay màu trắng mê vụ phá lệ dày đặc, vô cùng ảnh hưởng Thánh Thiên Vệ cùng Vân Tiêu Vệ ánh mắt, rất nhiều người tiến đến trực tiếp lạc mất phương hướng. Vạn Sơn kết giới tựa như là một cái cự đại miệng, liên liên tiếp tiếp, đem Thánh Thiên Vệ cùng Vân Tiêu Vệ nuốt vào. Nhanh sao, Diệp Thiếu Khanh khống chế Thanh Huyền Bích Hỏa Long, bay ở chỗ cao nhất, đối bên người Lý Vô Địch nói. Lý Vô Địch thì khống chế cái kia thượng cổ huyết ngục côn bằng, chạy như bay tại thương thiên phía trên, trở thành vô số Đông Hoàng Tông đệ tử, các cường giả tín ngưỡng trụ cột.